Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 156. Nốt nhắc nhở, hảo hữu liệt biểu viễn cổ thiên đình thành viên, Kim Hồ đạo nhân đã tử vong. Nốt nhắc nhở, hảo hữu liệt biểu viễn cổ thiên đình thành viên, Thải Vu Vương đã tử vong. Nốt nhắc nhở, hảo hữu liệt biểu viễn cổ thiên đình thành viên, Thiên Ngoại Hàn Tinh đã tử vong. Liền như là soát bình phong, một hơi có bốn đạo tử vong tiếng nhắc nhở, tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Những thứ này liệt biểu bên trong hảo hữu, là tại thú tu giới thời điểm, viễn trình khóa chặt công kích hắn viễn cổ thiên đình dư đảng đại lão chí ít đều là nắm giữ lấy cửu phẩm kiếp tiên pháp khí huyền thánh, trong đó thậm chí có cửu phẩm kiếp tiên tồn tại. Lúc đó bọn hắn bị Tống Thư Hàng kéo vào hảo hữu liệt biểu, sau đó bị Tống Thư Hàng dùng thứ ba thần nhãn, mạnh rót một đợt rác rưởi tin tức số liệu nổ não, kết duyên phân. Về sau, Tống Thư Hàng từ thiên đạo phòng tối đi ra về sau, bọn hắn liền lặng lặng nằm tại Tống Thư Hàng hảo hữu liệt biểu bên trong. Một hơi bốn tôn có được kiếp tiên thủ đoạn chiến lực viễn cổ thiên đình thành viên bỏ mình, nhưng mà này còn là có trường sinh giả chiến lực Phượng Nghi cầm chủ che chở tình huống bên dưới. Thiên đình dư đảng Quảng Đình đảng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Bạch Tiền Bối? Không đúng, lấy Bạch Tiền Bối phong cách hành sự, cảm giác đem thiên đình thành viên đưa vào đến thiên đạo phòng tối. Lại hoặc là cái kia đế tôn bộ hạ cũ lại hướng thiên đình dư đảng phát khởi tiến công. Hoặc là dứt khoát là vị kia đế tôn thật sự sống lại. Tống Thư Hàng nhíu mày. Tóm lại, trước hết nghĩ biện pháp liên hệ Bạch Tiền Bối. Long Lạc nữ sĩ, tu chân thăng cấp hoàn thành sao? Hắn ở trong lòng dò hỏi. Cự ly thăng cấp hoàn thành còn cần một ngày rưỡi thời gian, bá tống nhân viên quản lý như cần người liên hệ lời nói, có thể trực tiếp sử dụng truyền công nhắn lại công năng. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở. Tạ ơn nhắc nhở. Tống Thư Hàng lôi ra liệt biểu bên trong Bạch Tiền Bối, cho hắn truyền tống một giọt năng lượng. Phụ lời, Bạch Tiền Bối, người còn tại thú tu giới sao? Thú tu giới có phải hay không xảy ra vấn đề rồi? Lão sau một lúc lâu, gần nhất ta tại thú tu giới hao cửu u tà năng lông dê, chuẩn bị đem khối kia màu đen bia đá tìm cho ra. Sau đó, đang nghiên cứu một kiện chuyện trọng yếu, sở dĩ vội vàng, không chú ý thú tu giới chuyện gì xảy ra. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối, người đang nghiên cứu cái gì? Hắn có chút bất an hỏi. Bạch Tiền Bối đang nghiên cứu chuyện trọng yếu, sau đó viễn cổ thiên đình dư đảng một hơi chết bốn tôn huyền thánh, kiếp tiên. Hai kiện nhìn như không cách nào liên hệ với nhau sự, nếu là đưa chúng nó liên tưởng đến nhau lời nói, cũng cảm giác có chút nguy hiểm. Bạch Tiền Bối sẽ không ở lúc nghiên cứu, không cẩn thận đem thú tu giới cho nổ a. Luôn cảm giác người đang lo lắng một số chuyện kỳ quái. Bất quá yên tâm đi, ta đang nghiên cứu sự tình cũng không phải là cái gì nguy hiểm đồ vật. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng nói, Tiền Bối, trước kia, mỗi lần ngươi hủy đi trong nhà đồ điện lúc, cũng là như thế an ủi ta. Còn có mỗi lần đem hủy đi đồ điện lắp trở lại thời điểm, đồng dạng là như thế an ủi ta. Bạch Tiền Bối. Thư Hàng tiểu hữu biến không trước kia khả ái. Ta đang nghiên cứu như thế nào trở thành thần. Bạch Tiền Bối trả lời. Lần này đến phiên Tống Thư Hàng, trở thành thần. Đối với người bình thường tới nói, phi thiên độn địa, giữa lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa tồn tại, đã có thể xưng là thần. Mà đối với người tu luyện tới nói, cũng chỉ có thiên đạo mới là khái niệm trung hòa thần không sai biệt lắm ý nghĩa tồn tại. Bạch Tiền Bối muốn tranh đoạt lần này thiên sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Ta phát hiện gần nhất Thư Hàng ngươi có thể là bành trướng. Vô luận suy nghĩ gì đồ vật tổng là ưa thích hướng thiên đạo phương diện này đi đụng. Ta muốn nghiên cứu trở thành thần, chỉ là giống âm ảnh lãnh chúa loại kia tồn tại trạng thái. Ta gần nhất có điểm đầu mối, còn tại suy tính cùng khung lý luận công thức, cảm giác khả thi cực cao. Bạch Tiền Bối trả lời. Ta cái này thật sự không là bành trướng a, chủ yếu là Bạch Tiền Bối người muốn trở thành thần, ta tự nhiên sẽ đem thiên đạo mô bản hướng thần khái niệm thượng sáo. Bất quá. Bạch Tiền Bối vậy mà tại nghiên cứu âm ảnh lãnh chúa như thế tồn tại trạng thái, mà lại cho loại này tồn tại trạng thái quan thượng thần xưng hào. Bạch Tiền Bối đối âm ảnh lãnh chúa đánh giá có chút vượt quá ngoài ý muốn. Ta bên này còn muốn nghiên cứu một chút thời gian, thú tu giới đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Tiền Bối lại dò hỏi. Cụ thể tới nói, là viễn cổ thiên đình dư đảng bên kia xảy ra ngoài ý muốn, một hơi có bốn vị huyền thánh hoặc kiếp tiên cấp chiến lực bỏ mình. Tống Thư Hàng trả lời. Cũng không biết những thứ này kiếp tiên cùng huyền thánh, có hay không phục sinh thủ đoạn. Ngươi làm, Bạch Tiền Bối nhanh chóng hỏi.
Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối ngài cảm giác ta làm đến sao? Chính ta có mấy phân mấy lạng vẫn có đếm được. Vậy ta tại hao cửu u tà năng cùng làm thí nghiệm thời điểm, ta thay người chú ý một cái đi. Vừa vặn hiện tại còn ở tại thú tu giới. Bạch tiền bối lại trả lời. Tống Thư Hàng, không cần không cần, dù sao là thiên đình dư đảng sự, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Bạch tiền bối không cần cố ý đi lãng phí tinh lực. Bất quá việc này phát sinh có chút kỳ quặc, bạch tiền bối chính người chú ý an toàn. Đi, ta đã biết, kỳ thật ta vẫn luôn đỉnh an toàn, nếu như gặp nguy hiểm lời nói, ta nhất định sẽ sớm rời đi. Bạch tiền bối trả lời. Kết thúc cùng bạch tiền bối ở giữa giao lưu về sau, Tống Thư Hàng đưa tay lật ra viễn cổ ngôn ngữ thư tịch. Trời tối người yên, chính là học tập tốt thời gian. Nguyệt quang bên dưới, chuột hamster tà ma làm bạn, tuổi trẻ thư sinh nghiêm túc học tập. Lật vài tờ thư tịch sau. Đột nhiên, Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, hắn nghĩ tới rồi một cái thao tác liên quan tới thiên đình sự, hắn vì cái gì không trực tiếp hỏi hỏi người trong cuộc. Mặc dù tốt bạn liệt biểu bên trong lập tức treo 4 cái viễn cổ thiên đình dư đảng cao đoan chiến lực, nhưng còn thừa lại không ít hảo hữu. Tống Thư Hàng mở ra liệt biểu, tìm tới vị kia tượng nha quái nha tiên. Phụ lời, nha tiên tiền bối, các ngươi cái kia xảy ra chuyện gì rồi? Bá Tống, Trình Lâm, ngươi đừng tới đây, là thiên phạt. Thiên phạt tại khóa chặt chúng ta bí cảnh. Chỉ muốn bước ra bí cảnh nửa bước, liền sẽ bị thiên phạt oanh diệt, tránh cũng không thể tránh. Nha tiên nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng. Thiên phạt uy lực, hắn lại biết rõ rành rành. Trừ phi cửu u chúa tể bước vào hiện thế, nếu không thiên phạt thứ này, cực ít hiện thân. Các ngươi đã làm gì, dẫn hạ thiên phạt? Tống Thư Hàng nói. Chúng ta cái gì cũng không làm, cái này thiên phạt không hiểu hạ xuống. Thiên cơ hỗn loạn, ta cái gì đều coi không ra. Nha tiên thống khổ trả lời. Tống Thư Hàng ngồi dựa vào trên ghế, trong đầu bắt đầu sửa sang lại manh mối. Từng đầu tin tức, bị hắn lấy ra. Thiên đình thành viên không hiểu bị hạ xuống thiên phạt. Thiên đạo quyền hành đang tại đánh mất, chúng ta vọng hiển hiện, thế giới tại mọi người không biết nơi hẻo lánh bắt đầu sụp đổ. Cửu u béo cầu đại lão trạng thái biến cổ quái. Thiên đế nhắc nhở qua hắn, hấp thu nàng đạo về sau, tình cảnh sẽ thay đổi nguy hiểm. Viễn cổ thiên đình đạo là thiên đạo cầu bị toàn tự thân kế hoạch. Manh mối, bắt đầu rõ ràng. Thiên đạo đã bắt đầu cấp khiêu tường, cưỡng chế thu về thiên đình chi đạo, dùng để bù đắp tự thân. Các ngươi có phục sinh đại trận sao? Tống Thư Hàng lần nữa nhắn lại dò hỏi. Vô dụng, tại thiên phạt phía dưới, dù cho có phục sinh đại trận cũng không hề có tác dụng, thiên phạt phía dưới hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Trình Lâm, ngươi không cần liên hệ ta, bí cảnh đã chống đỡ không nổi, đã bị thiên phạt bao phủ. Ngươi lại thông qua viễn trình truyền lại năng lượng phương thức liên hệ ta, ngươi cũng sẽ bị cuốn vào trận này thiên phạt bên trong, đừng có lại nhắn lại. Có thể tại cả đời thời khắc cuối cùng thu đến tin tức của ngươi, ta rất vui vẻ. Nha tiên nhanh chóng trả lời. Về xong, hắn liền chuẩn bị không còn liên hệ Trình Lâm. Tống Thư Hàng. Trình Lâm tiên tử cái này nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Đợi đã, Trình Lâm tiên tử trước đó tắt máy không cách nào liên hệ, thậm chí ngay cả nói chuyện riêng đều sẽ bị kết nối đến Ban Văn Long đại lão vậy đi, có phải hay không là nàng sớm nhận được tình báo, đang tránh né thiên phạt. Không đúng. Trình Lâm tiên tử không phải đã thoát ly thiên đình nói à, vì cái gì còn cần tránh né. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, liền lại cho nha tiên phát cái tin, nếu như các ngươi phục sinh đại trận, giấu ở thế giới khác, cũng không tại bí cảnh bên trong, vậy các ngươi còn có biện pháp né qua thiên phạt. Thiên phạt phía dưới, chỉ có người chết mới có thể tránh né. Sở dĩ, đang bị thiên phạt oanh diệt trước đó, nghĩ biện pháp giết chết bản thân. Đây là ta tự mình nghiệm chứng qua. Trước mắt duy nhất có thể từ thiên phạt bên dưới chạy trốn phương thức. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngoài ra còn có một loại phương án chính là do bạch tiền bối xuất thủ, dùng hắn thủ đoạn đặc thù, đem đầu cùng thân thể triệt để cắt chém, để đầu cùng thân thể trở thành hai cái cá thể. Sau đó, để thân thể đi tiếp nhận thiên phạt, thì tốt bảo xe, lưu lại đầu nghĩ biện pháp đông sơn tái khởi. Bất quá cái phương án này cần bạch tiền bối xuất thủ, sở dĩ chỉ có thể coi như thôi. Bạch tiền bối không thể là vì một đám thiên đình dư đảng, bất chấp nguy hiểm, tiến vào thiên phạt phạm vi. Cửu u chúa tể cũng không phải chúa cứu thế. Kết thúc cùng nha tiên thông tin về sau, Tống Thư Hàng phủi đi lấy hảo hữu của mình liệt biểu. Vạch lên, ánh mắt ngừng lại ở vị kia hồ bằng cẩu hữu danh tự bên trên.
hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn điểm mở hồ bằng cẩu hữu cho hắn phát cái tin, đương Kim Thiên đã tại cưỡng ép thu về thiên đình chi đạo, người chú ý cẩn thận một số. Từ từng cái góc độ cùng lập trường đến xem, thiên đế không có bị thiên đạo cầu đại lão hấp thu, đối Tống Thư Hàng bọn người sẽ càng có lợi hơn. Nốt ngươi hồ bằng cẩu hữu thiên đế hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng, phụ lời, Tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng đát. Tin tức ta nhận được, ta lại ở oanh oanh liệt liệt thời điểm cũng bảo trì chú ý cẩn thận. Mặt khác, Tống tiền bối chính ngươi cũng chú ý an toàn đát trên người ngươi vật trang sức, ngươi thu thập thiên đình mảnh vỡ, ngươi còn hấp thu hết đạo quả của ta, ngươi toàn thân cao thấp đều nhuộm viễn cổ thiên đình hương vị. Nói không chừng cũng sẽ bị đương Kim Thiên xếp vào thu về mục tiêu, Tống tiền bối ngươi cũng tốt tự lo thân đát. Tống Thư Hàng, ta hẳn là sẽ không như thế suy a. Chờ, đợi đã. Không muốn đối với mình ôm lấy mù quáng tự tin. Người vốn là như vậy, tổng là ôm may mắn tâm lý. Đương người cho là mình sẽ không như thế suy thời điểm. Thường thường kết quả lại so với trong tưởng tượng càng suy. Tống Thư Hàng cảm giác mình cần một cái toàn thân kiểm tra. Nhiễm Chân đạo hữu, ta muốn đi hạch tâm thế giới một chuyến. Người hỗ trợ chiếu khán dưới ta bạn cùng phòng. Tống Thư Hàng nói khẽ. Để một đầu cửu u tà ma chiếu khán bạn cùng phòng của ngươi, ngươi là nghiêm túc. Chuột hamster hào đem một cái hột phun ra, thổ đến trong thùng rác thích sạch sẽ, giảng vệ sinh. Bia đá đạo hữu giải thích nói, nếu như không có bá Tống đạo hữu tại bên trên lời nói, chỉ là chuột hamster hào trên người tán phát cửu u tà khí liền có thể làm ngươi ngủ say bạn cùng phòng lâm vào không cảnh ác mộng. Ta lưu lại chiếu khán bạn cùng phòng của ngươi đi. Tống Thư Hàng, cũng tốt. Sau đó, Tống Thư Hàng mang theo chuột hamster hào, trốn vào hạch tâm thế giới, chuẩn bị đi tìm sở các chủ cùng bạch tiền bối. Bia đá đạo hữu bắt đầu yên lặng phóng thích phòng ngự, thủ hộ ký túc xá. Trong lúc ngủ mơ Cao Mỗ Mỗ, đột nhiên nhíu mày. Trạng thái ngủ say bên trong Cao Mỗ Mỗ ba người, đột nhiên cảm giác có một loại vô cùng to lớn áp lực, ép trên người bọn hắn, như là quỷ ép giường, ngay cả thở đều biến chật vật, ngủ thật vất vả. Bia đá đạo hữu thế nhưng là thiên đạo bạch thành đạo trước đó luyện chế pháp khí, xen vào cửu phẩm kiếp tiên pháp khí cùng trường sinh giả thần binh ở giữa, vô cùng cường đại. Dù là hắn là tại đè nén bản thân lực lượng, cũng sẽ đối chung quanh sinh vật tạo thành ảnh hưởng. Một bên khác, thú tu giới thiên đình dư đảng chỗ bí cảnh bên trong. Nhà tiên tìm tới Phượng Nghi cầm chủ. Lúc này, Phượng Nghi cầm chủ yên lặng duy trì lấy bí cảnh. Nàng đang nỗ lực trực tiếp đem chọn cái bí cảnh chuyển di, nhưng là chịu đến thiên phạt ảnh hưởng, không gian biến cực không ổn định. Phượng Nghi tiên tử, vừa rồi, có vị đạo hữu hướng ta truyền một cái tin tức, nhà tiên trầm giọng nói. Hắn không dám nhắc tới lên Trình Lâm danh tự, sợ sẽ khiến Phượng Nghi cầm chủ lửa giận. Nói đi, Phượng Nghi cầm chủ nói. Nhà tiên lên tiếng nói, muốn tránh đi thiên phạt, có một loại có thể thực hiện phương án cái kia chính là tại thiên phạt oanh đến trước đó. Tiên tiến nhập tử vong trạng thái. Chỉ muốn chết, thiên phạt liền sẽ không truy kích. Sở dĩ, chỉ muốn người mang phục sinh trận pháp, lại phục sinh trận pháp không ở bí cảnh bên trong thành viên, đều có thể thông qua cái phương án này, thoát khỏi thiên phạt khóa chặt. Có thể thực hiện độ có bao nhiêu? Phượng Nghi cầm chủ lên tiếng nói. Tuyệt đối có thể thực hiện, nhà tiên bảo đảm nói. Phượng Nghi cầm chủ một trận trầm mặc. Chết đến một lần sao? Nàng không khỏi nhớ tới Tống đầu gỗ đề nghị. Thoát khỏi thiên đình chi đạo, thu hoạch được tự do thân tiền đề, cũng là chết bên trên một lần. Kết quả là, vẫn là tránh không khỏi một đao kia. Chỉ là, Tống đầu gỗ cái kia không đáng tin cậy ra hỏa, từ lần trước sau khi biến mất, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Tống đầu gỗ, Phượng Nghi cầm chủ thở dài. Tiên tử gọi ta, đột nhiên, một cái nặng nề thanh âm vang lên. Sau đó, một cái mập mạp ra hỏa từ không gian bên trong chui ra. Đây là mập đến cúi đầu chỉ thấy không đến bản thân mũi chân ra hỏa, toàn thân trên dưới soát lấy một tầng sơn vàng. Người một mực tại, Phượng Nghi cầm chủ trừng to mắt. Không, ta thật vất vả mới tìm được thời gian đi ra một chuyến, lại vừa vặn lại nghe được Phượng Nghi tiên tử ngươi đang gọi ta. Thế nào, lần trước đề nghị, đáp án của ngươi là cái gì? Nói thật, thời gian của ta cũng không phải là rất nhiều. Lần sau lúc nào mới có thể đi ra ngoài còn chưa nhất định. Sơn vàng mập mạp nói, dứt lời hắn lại đối nha tiên vẫy vẫy tay, nha, đã lâu không gặp, răng đạo hữu. Nha tiên, ta đồng ý, mà lại chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn. Tả hữu đều muốn chết trước một lần, phía ngoài thiên phạt, người cũng cần phải có thể cảm ứng được.
Phượng Nghi cầm chủ cúi đầu nói, nhưng là, chúng ta nơi này, cũng không phải là tất cả mọi người đều có phục sinh trận pháp. Đó cùng ta làm giao dịch đi. Sơn Vàng mập mạp mỉm cười, dùng ngươi thu thập viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đổi phục sinh cơ hội. Không có phục sinh người, phục sinh trận pháp liền từ ta bao hết. Ngươi đem tất cả mọi người tập trung lại, đại gia vui sướng chết đến một lần. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Phượng Nghi cầm chủ bi ai nhìn qua tống đầu gỗ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một ngày kia, nàng cứ nhiên cần phải đi dựa vào thiên đình khó tin cậy nhất nam nhân. Người tín nhiệm thật sự là nặng nề gánh vác, sở dĩ ta tống mỗ nhân từ trước tới giờ không yêu cầu người khác tín nhiệm ta, như thế chỉ sẽ gia tăng trên người ta gánh vác, để cho ta ăn không ngon, ngủ không yên. Sơn Vàng mập mạp dương dương đắc ý nói. Phượng Nghi cầm chủ. Chính là loại cảm giác này, lo lắng cảm giác, chính vì vậy, sở dĩ nam nhân này thực sự làm cho không người nào có thể tín nhiệm. Nhưng là Phượng Nghi tiên tử, người bây giờ không có lựa chọn. Hoặc là lựa chọn tin tưởng ta, hoặc là lựa chọn chết ở thiên phạt bên dưới sở dĩ, chính là như vậy. Sơn Vàng mập mạp lên tiếng nói. Phượng Nghi cầm chủ tâm tắc nói, lúc này, ngươi liền không thể nói láo, cho dù là miệng ứng nhận một chút không. Ta từ trước tới giờ không lừa gạt nữ nhân, lúc trước sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Sơn Vàng mập mạp vỗ ngực nói. Ta thủy chung không nghĩ ra, dạng này ngươi, vì cái gì còn sẽ có bạn gái? Kim Long tiên tử đến cùng là con mắt nào mù, sẽ coi trọng ngươi. Phượng Nghi cầm chủ vừa nói, vừa bắt đầu triệu tập tất cả thành viên. Hiện thực chính là như thế xương cảm giác, nàng căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này không đáng tin cậy nam nhân. Ngươi không nghĩ ra là được rồi à, chính là bởi vì ta là như vậy tính cách. Sở dĩ dù là bên người có mấy vị quan hệ mật thiết tiên tử, nhưng ta đến bây giờ còn là đồng tử chi thân. Sơn Vàng mập mạp bi thương nói. Phượng Nghi cầm chủ. Ngươi vẫn là đồng tử chi thân. Bên trên nhà tiên nhãn tình sáng lên. Ngươi khỏi phải vui vẻ, coi như ta vẫn là đồng tử chi thân, cũng không có nghĩa là ngươi có cơ hội lấy được Trình Lâm. Trừ phi ngươi đi biến cá tính. Sơn Vàng mập mạp vui a nói. Nhà tiên hận địa cắn răng. Ngươi liền không có nghĩ tới cùng trong đó một vị tiên tử xác định quan hệ. Ngươi muốn chú ta chết đi sau ngươi tốt kế thừa ta tư tàng linh thạch. Sơn Vàng mập mạp trả lời. Nhà tiên, không trò chuyện cái đề tài này, ta còn muốn lại sống thêm mấy năm. Sau đó, ta liền có thể theo kịch bản tiến vào cuộc đời mình đại kết cục. Cuối cùng, hết thảy phiền não, đều có thể vung nổi cho người khác. Trước mắt ta, chỉ cần phụ trách lãng là được rồi. Sơn Vàng mập mạp cười ha ha nói. Phượng Nghi cầm chủ nhắm mắt lại, thở dài nói, người ta đều tụ tập đến đây. Như vậy, giao dịch thành lập, tất cả thiên đình mảnh vỡ về ngươi. Nàng cánh vung lên, có một cái ngọc ấn ném ra, rơi vào Sơn Vàng mập mạp trong tay. Đây là khống chế cả cái thiên đình mảnh vỡ bí cảnh trung tâm pháp khí. Giao dịch thành lập, như vậy, duy chỉ có tại thời khắc này, ngươi có thể yên tâm tín nhiệm ta. Sau đó, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt đi. Già Lam, Kim Hồ, Thải Vu Vương, Hàn Tinh bốn vị đạo hữu, mặc dù đã tại thiên phạt hạ thân tử đạo tiêu, nhưng bọn hắn còn không tính triệt để tử vong. Tương lai, nếu có duyên lời nói không chừng đại gia còn có gặp lại cơ hội. Sơn Vàng mập mạp đột nhiên ôn nhu nói. Giờ khắc này ôn nhu, đối Phượng Nghi cầm chủ tới nói phi thường chí mạng. Sau đó, mở ra tử vong thịnh yến đi. Phối hợp ta, Phượng Nghi tiên tử. Sơn Vàng mập mạp giơ cao hai tay. Phượng Nghi cầm chủ yên lặng đem bản thân cánh đặt ở vàng đầu gối mập mạp trên bàn tay. Lực lượng của nàng bị dẫn dắt ra tới. Sau một khắc, từng đạo ẩn chứa sắc bén pháp tắc hình khuyên đao mang lấy Phượng Nghi tiên tử làm trung tâm, khuếch tán ra tới. Thiên đình thành viên, đối Phượng Nghi cầm chủ có được tuyệt đối tín nhiệm. Mà lại, cùng chết ở thiên phạt phía dưới, còn không bằng chết ở Phượng Nghi cầm chủ trong tay. Tử vong bao phủ cả cái thiên đình mảnh vỡ bí cảnh. Máu chảy thành sông. Sơn Vàng mập mạp khẽ gật đầu, cuối cùng đưa tay phân biệt đặt tại Phượng Nghi cầm chủ cùng nha tiên trên người, nhắm mắt lại. Sán lạn kim sắc quang mang nổ lên. Một lát sau, lại có một phương tiểu ngọc ấn, bị từ thiên đình mảnh vỡ bí cảnh bên trong tế ra. Ầm ầm. Bên ngoài bốc lên thiên phạt chi lôi, đột nhiên bắt đầu thu liễm. Hắn đã mất đi mục tiêu, liền dần dần thu liễm. Mà liền tại thiên đình bí cảnh bên ngoài, có một đạo tuấn mỹ như tinh thần thân ảnh hiển hiện. Là Bạch tiền bối.
Hắn tại tiếp thu được Tống Thư Hàng tin tức về sau, liền tạm dừng hao cửu u tà năng sự, trực tiếp chạy tới viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bí cảnh, muốn nhìn một chút thiên đình dư đảng nhóm chuyện gì xảy ra. Thật là đáng sợ lôi phạt, da đen vũ nhu tử run lẩy bẩy, trốn ở bạch tiền bối cái bóng bên trong không dám hiện thân. Tạo hóa tiên tử trầm mặc không nói. Công đức xà mỹ nhân nhìn qua bị thiên phạt bao khỏa thiên đình bí cảnh, trong con ngươi nổi lên bi ai chi sắc. Đúng lúc này, đột nhiên có một phương tiểu ngọc ấn, từ thiên đình mảnh vỡ bên trong bay ra, hướng bạch tiền bối vị trí lướt đến. Che chở bạch tiền bối công đức xà mỹ nhân khẽ vươn tay, tiếp được ngọc ấn. Sau đó ngọc in lên phát ra một cái thanh triệt thanh âm, đây là thiên đình mảnh vỡ trung tâm khống chế pháp khí, chuyển giao cho bá tống yêu ngươi trình lâm. Công đức xà mỹ nhân. Là cho Thư Hàng, bạch tiền bối hỏi. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, đem cái này tiểu ngọc ấn đưa tới bạch tiền bối trong tay. Bên trong tất cả khí tức đều tiêu tán, là tự sát sao? Lúc này, tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói hắn có thể cảm ứng được, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bên trong, đột nhiên tất cả khí tức cũng bắt đầu tiêu tán. Đồng thời, trên bầu trời thiên phạt cũng dần dần biến mất. Vào xem, bạch tiền bối lên tiếng nói. Hắn nắm tiểu ngọc ấn, dựa vào hắn trực tiếp trốn vào thiên đình mảnh vỡ. Lúc này, thiên đình mảnh vỡ bên trong máu chảy thành sông. Bất quá nhưng không có thi thể, tất cả thi thể đều bị người mang đi. Bạch tiền bối đưa tay lấy ra một chiếc bình ngọc, đối trên đất máu tươi nhoáng một cái, đầy đất máu tươi toàn bộ bị hấp thu chứa vào bình ngọc. Đây là rất nhiều thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thiên đình thành viên huyết dịch. Mà lại trong đó không ít đều có được chân quý viễn cổ huyết mạch. Vô luận dùng để luyện khí hoặc là huyết tế, đều phi thường hữu hiệu. Bạch tiền bối lại dẫn mọi người tại thiên đình mảnh vỡ bí cảnh bên trong đi dạo một vòng. Rỗng, đồ vật đều bị dọn đi rồi, chỉ để lại thiên đình mảnh vỡ. Như thế thuần thục, tuyệt đối là người trong nghề làm. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Thiên đình mảnh vỡ cũng đã là lớn nhất bảo vật, đặc biệt là đối có được hạch tâm thế giới Thư Hàng tới nói, là bảo vật vô giá. Bạch tiền bối nói. Tâm ma xích tiêu kiếm ha ha cười nói, ta cảm giác đưa nó đổi thành đẳng thể thích cửu phẩm linh thạch, Thư Hàng nhất định sẽ vui vẻ đến ngất đi. Ta cảm giác Tống tiền bối sẽ vung bản thân một cái tát, sau đó cho rằng là đang nằm mơ. Da đen vũ nhu tử thành thật nói. Bạch tiền bối. Các ngươi đừng quá xem thường Thư Hàng tiểu hữu A, mấy tháng trước, hắn cũng có được qua tài phú cách xù. Là ta cho hắn mượn. Lúc này, tạo hóa tiên tử lên tiếng hát nói, thánh nhân phục sinh trận pháp. Đúng a, chúng ta đi nhìn xem phục sinh trận pháp còn ở đó hay không. Sau đó, đem chọn cái bí cảnh chuyển rời đến Thư Hàng hạch tâm thế giới đi. Bạch tiền bối gật đầu nói. Có công đức xà mỹ nhân ở một bên phối hợp, lại nghĩ biện pháp đem bí cảnh thu nhỏ một chút lời nói, liền có thể tiến hành chuyển di. Bạch tiền bối mấy người đi vào nho gia thánh nhân phục sinh trận pháp không gian vị trí. Phục sinh trận pháp độc lập tiểu không gian vẫn còn. Bất quá có viễn cổ thiên đình thành viên bày tầng tầng phong ấn, coi như dùng trung tâm ngọc ấn đi mở ra cũng cần thời gian nửa tiếng, đây là một loại phòng ngự thủ đoạn. Coi như trung tâm ngọc ấn bị địch nhân đánh cắp, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn mở ra thánh nhân phục sinh không gian. Dùng ta duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản cũng có thể xông vào, bất quá được rồi. Thánh nhân phục sinh đại trận còn tại là được, Bạch tiền bối nói. Sau đó... Bạch tiền bối lại đi tỏa tiên ngục vị trí dò xét một lần trước đó bị mấy người bọn họ vỡ vụn tỏa tiên ngục đã được chữa trị, mà lại tựa hồ lại cường hóa một lần. Bạch tiền bối thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy kế tiếp, nghĩ biện pháp đem cái này thiên đình mảnh vỡ bí cảnh thu nhỏ, chứa vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đi. Tụ lý càn khôn có thể thu nhỏ đồ vật, thể tích cũng là có hạn. Không có khả năng trực tiếp đem khổng lồ như vậy bí cảnh toàn bộ chứa vào tụ lý càn khôn bên trong. Thiên đình mảnh vỡ có hay không tự mang thu nhỏ công năng? Sở các chủ ngốc mau nói. Ta nghiên cứu qua, không năng lực này. Bạch tiền bối lắc đầu nói. Tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên cười ha ha nói. Cái này đơn giản, chỉ cần mở ra hạch tâm thế giới, đem thiên đình mảnh vỡ đặt vào, quan bế hạch tâm thế giới, hoàn mỹ ba trình tự. Cười cười, đột nhiên tâm ma xích tiêu kiếm tiếng cười kẹp lại, hắn ung dung thở dài nói. Sách, quên bây giờ không có ở đây Thư Hàng bên người. Không có cách nào đâm hắn tâm, lãng phí một cách vô ích một cái đâm tâm cơ hội. Bạch tiền bối. Đoạt lời kịch công đức, tạo hóa, da đen vũ nhu tử tổ ba người. Chuyên môn đâm tâm tâm ma xích tiêu kiếm. Sẽ xiết cổ sở các chủ điếu mao.
Thư hàng sinh hoạt vẫn như cũ là như vậy, nhiều màu nhiều sắc. Sở các chủ có cùng loại thu nhỏ vật phẩm pháp thuật sao? Da đen vũ nhu tử hỏi. Có, nhưng ta thuật pháp cần xứng đôi bích thủy các chuyên môn công pháp tiến hành thi triển. Nhưng ta hiện tại trạng thái, thi triển không ra thần thông như vậy. Ít nhất chờ hai cánh tay của ta cùng ngực toàn bộ mọc ra về sau, mới có thể thi triển đẳng cấp này thuật pháp. Sở các chủ trả lời. Dù sao cái này thiên đình mảnh vỡ bí cảnh thể tích quá to lớn. Cái kia muốn liên lạc với bên dưới cái gì đều có thể bán tiền bối không? Da đen vũ nhu tử đề nghị nàng nhớ kỹ tống thư hàng cái kia tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong, thì có cái gì đều có thể bán đại lão phương thức liên lạc. Hừm, kém chút đều quên vị này dùng tốt tiện lợi đạo hữu. Bạch tiền bối lộ ra nụ cười sán lạn. Cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó, chỉ cần có tiền cơ hồ cái gì đều có thể mua được. Mà bạch tiền bối, có tiền. Sở dĩ đối bạch tiền bối mà nói, cái gì đều có thể bán đại lão là cái phi thường tiện lợi tồn tại. Trước kia lời nói, bởi vì cái gì đều có thể bán đại lão xuất quỷ nhập thần, muốn liên lạc bên trên hắn là kiện rất tùy duyên sự. Nhưng bây giờ có tống thư hàng tu chân nói chuyện phiếm công năng, tìm kiếm cái gì đều có thể bán liền biến đơn giản. Bạch tiền bối lật ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, lại điểm mở tống thư hàng trước đó thành lập cửu châu nhị hào quần, tìm tới thất thải huyễn quang hiệu quả biệt danh cái gì đều có thể bán đại lão. Loại chuyện này, vẫn là nói chuyện riêng đi, bạch tiền bối nói khẽ. Nốt tu chân hệ thống vẫn ở tại thăng cấp trạng thái, nói chuyện riêng công năng tạm dừng sử dụng. Kiểm tra đến người sử dụng vì bạch đạo hữu, đã vì bạch đạo hữu lâm thời tăng thêm đặc thù giao lưu thông đạo. Chúc ngài sử dụng vui sướng. Người tốt tính hóa công năng, thư hàng tu chân nói chuyện phiếm càng ngày càng hoàn thiện. Bạch tiền bối khen. Sở các chủ ngốc mao. Nàng nhớ kỹ, liền tống thư hàng bản thân đều không có chức năng này a. Nàng bản thể tại tống thư hàng hạch tâm thế giới, từ trước đến nay tống thư hàng bản thể có liên hệ, tu chân hệ thống thăng cấp trong lúc đó, tống thư hàng liên hệ hảo hữu liệt biểu thành viên, đều là dùng nguyên thủy đưa tặng năng lượng phụ lời phương thức. Đặc thù giao lưu thông đạo rất nhanh kết nối. Uy, Bạch Thánh Quân, liên hệ ta có chuyện gì không? Cái gì đều có thể bán đại lão thanh âm ôn nhu vang lên. Bạch Thánh Quân tại hắn trong danh sách là siêu cấp chí tôn VIP, cùng tống thư hàng là hoàn toàn hai cấp bậc tồn tại. Ta muốn một loại đem to lớn thiên đình mảnh vỡ thu nhỏ thủ đoạn, bất kể là pháp khí, pháp thuật, quyển trục hoặc là cái gì đều có thể bán đạo hữu ngươi tới ra tay, đều có thể. Giá cả dễ nói, bạch tiền bối nói. Hào khí vạn trượng. Cái gì đều có thể bán đại lão thích nhất chính là Bạch Thánh Quân điểm này. Cò kè mặc cả, căn bản không tồn tại. Lần này thiên đình mảnh vỡ thể tích rất lớn sao? Ta nhớ được bạch đạo hữu có tụ lý càn khôn pháp thuật a. Cái gì đều có thể bán đại lão hỏi ngược lại. Tụ lý càn khôn chứa không nổi, lần này thiên đình mảnh vỡ, là từ trên trăm khối khác biệt thiên đình mảnh vỡ tổ hợp mà thành bí cảnh. Bạch tiền bối trả lời. Cái này bí cảnh đã bị Phượng Nghi cầm chủ bọn người kết nối làm một thể, lại đem bọn chúng một lần nữa mở ra lời nói, liền lộ ra có chút lãng phí. Ta hiểu được, đơn giản nhất phương án chính là ta tới ra tay, giá cả cũng rẻ nhất. Nhưng là, cân nhắc đến bạch đạo hữu lần sau khả năng sẽ còn gặp gỡ tình huống tương tự. Sở dĩ, ta hướng bạch đạo hữu đề cử một cái thực dụng pháp thuật thánh viên luyện giới. Pháp thuật này, uy lực vô tận, đã từng có cường đại trường sinh giả thi triển pháp thuật kia. Một hơi đem một khỏa có mặt trăng lớn nhỏ sao băng, luyện hóa thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng cái này pháp thuật ta thổ huyết lực tiến. Cái gì đều có thể bán đại lão vỗ ngực nói. Cái này một cuộc làm ăn nếu là làm thành công, chí ít chống đỡ hắn 2 tháng công trạng. Muốn bao nhiêu tiền, bạch tiền bối hỏi. 3 tấn cửu phẩm linh thạch, chừng 15 vạn số lượng, nhưng pháp thuật này đáng cái giá này. Cái gì đều có thể bán đại lão ra giá nói. Chủ yếu là bởi vì cái này pháp thuật, cần dùng đặc thù vật chứa tiến hành truyền thừa, sở dĩ giá cả lại so với lệch đắt một chút. Thành giao, bạch tiền bối mặt không đổi sắc gật đầu nói. Nghĩ tới đây, bạch tiền bối đưa tay tại bản thân trong bảo khố tìm kiếm lật một cái, sau đó. Hắn chuyển di ra một khỏa to lớn thiên thạch. Đây là hắn lần trước bế quan trước cất giữ. Lần trước bế quan thời điểm, hắn từng cân nhắc qua tại trong vũ trụ tìm bế quan vị trí. Về sau bay lên thất thần, không cẩn thận đụng vào đến một viên sao băng bên trong. Cái kia sao băng bên trong thì có một đầu phẩm chất cao mỏ linh thạch, tính được hẳn là có 3 tấn cửu phẩm linh thạch số lượng. Viên này thiên thạch chính là bạch tiền bối đem sao băng sát ngoài bóc đi về sau, lưu lại khoáng mạch bộ vị trọng yếu.
cùng Bạch đạo hữu làm ăn chính là thống khoái, cái gì đều có thể bán. Đại lão cười ha ha nói. Sau một khắc, thân hình của hắn vượt không gian mà tới. Tại bàn tay hắn trong lòng, có một cái kim sắc trận bàn, trên đó ẩn chứa không gian pháp tắc ba động, cái trận bàn này, chính là truyền thừa thánh viên luyện giới bảo vật, Bạch đạo hữu đưa nó kích hoạt, liền có thể đạt được truyền thừa. Mặt khác, Bạch đạo hữu ngươi sử dụng xong truyền thừa về sau, cái này trận bàn còn có thể phế vật lợi dụng. Chỉ cần dùng không gian lực lượng đưa nó rèn luyện một lần về sau, còn có thể đưa nó lại giao cho có không gian thiên phú hậu bối sử dụng, chỉ muốn cái kia hậu bối mỗi ngày tiếp xúc đến cái trận bàn này, liền có thể sớm ngày quen thuộc không gian pháp tắc, đối tương lai tấn thăng kiếp tiên phi thường có trợ giúp. Thậm chí nếu như vận khí tốt, thức tỉnh cùng không gian tương quan tiểu thiên phú cũng có khả năng. Mặc dù bình thường thức tỉnh đều là chút không gian tiểu thủ đoạn. Cái gì đều có thể bán nói. Bạch tiền bối gật đầu nói, đa tạ cái gì đều có thể bán đạo hữu nhắc nhở. Khách khí, như vậy Bạch đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Cái gì đều có thể bán. Đại lão cuốn lên thiên thạch, mở ra không gian chi môn, chuẩn bị một lần nữa bỏ chạy. Cùng Bạch Thánh Quân nói chuyện làm ăn chính là như thế, mang cảm giác cái này cùng bá tống làm ăn, hoàn toàn là hai loại cực đoan so sánh. Cái trước là hưởng thụ, cái sau là uất ức. Cũng may hắn đã trải qua quyết định, tận lực không còn cùng bá tống huyền thánh tiếp xúc. Chờ sử dụng hết trận bàn về sau, sở các chủ ngươi có thể hay không đem nó lại rèn luyện một lần, giao cho thư hàng sử dụng. Bạch Thánh Quân thanh âm, ở hậu phương vang lên. Đang nghe thư hàng hai chữ lúc, cái gì đều có thể bán. Đại lão phóng ra bước chân không khỏi trượt đi, không cẩn thận bước chân bước quá lớn, kéo tới vượt. Không có vấn đề, giao cho ta đi, xem như ta tháng này nguyệt thuê phí tổn. Sở các chủ ngốc mau bình tĩnh trả lời. Phiền phức sở các chủ. Bạch tiền bối mỉm cười nói, nếu như tống thư hàng có thể thức tỉnh một điểm không gian thiên phú, nói không chừng hắn lần trước ném cho thư hàng tụ lý càn khôn liền có thể phát huy được tác dụng. Sau đó, hắn đưa tay kích hoạt kim sắc trận bàn, tiếp nhận trận bàn bên trong ẩn chứa thánh viên luyện giới pháp thuật truyền thừa. Cái gì đều có thể bán. Đại lão vuốt vuốt khuôn mặt của mình, dùng sức nhảy lên, nhảy vào đến không gian chi môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm giác mình đời này cùng bá tống có nghiệt duyên. Chuyện gì đều trốn không thoát bá tống. Hơn 10 phút sau, Bạch tiền bối mở to mắt, thánh viên luyện giới truyền thừa tiếp nhận hoàn tất. Pháp thuật này thú vị, số tiền kia hoa tốt giá trị. Bạch tiền bối tâm tình thật tốt. Dứt lời, hắn đưa tay liên tục huy động, bắt đầu thi pháp. Không gian lực lượng án lấy ý chí của hắn bắt đầu ngưng tụ, hóa thành từng mai phù văn. Một lát sau, trong hư không có 6 con lớn thánh viên hiển hiển. Bạch tiền bối mang theo đám người, trước từ thiên đình mảnh vỡ bí cảnh bên trong rời khỏi. 6 con thánh viên hư ảnh cơ bắp sung mãn, trên dưới trái phải, làm thành một vòng tròn hình. Thánh viên cánh tay nhô ra, hướng trung tâm lăng không ấn xuống. Thánh viên luyện giới, tại 6 con thánh viên lớn tiếng gầm gừ phía dưới, to lớn viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bí cảnh bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái 5 x 5 mét lập thể gian phòng lớn nhỏ. Đây đã là trước mắt ta có thể làm được mức cực hạn. Tiên tử, mở ra hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối kêu. Công đức xà mỹ nhân bày ra cúi chào động tác. Sau đó, hạch tâm thế giới lối vào mở ra, trực tiếp đem 5 x 5 lớn nhỏ thiên đình mảnh vỡ thu nhập trong đó. Nội bộ hạch tâm tiểu trợ thủ đã sớm thu được tín hiệu. Tại viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bí cảnh chuyển di sau khi đi vào, nó liền ngay lập tức đem khối này to lớn mảnh vỡ chuyển rời đến vị trí thích hợp, đưa nó an trí. Đợi thiên đình mảnh vỡ giải trừ pháp thuật hiệu quả, trở về hình dáng ban đầu về sau, lại một lần nữa đem tống thư hàng hạch tâm thế giới banh ra một vòng nhỏ. Đồng thời, bạch tiền bối đem viên kia trung tâm ngọc ấn cũng vùi đầu vào hạch tâm thế giới, giao cho hạch tâm tiểu trợ thủ trưởng khống. Dung nhập khối này to lớn thiên đình mảnh vỡ bí cảnh về sau, hạch tâm thế giới chỉnh thể lần nữa đạt được cường hóa. Tiếp xúc bắt đầu, tiếp xúc thành công, phòng ngự trận pháp mở ra. Tiếp nhập hạch tâm thế giới phòng ngự hệ thống. Chuyển di bộ phận thiên đình mảnh vỡ, chuyển di tòa tiên ngục, chuyển di phượng nghi cung, chuyển di tượng nha quái tháp. Tìm kiếm khóa chặt nho ra thánh nhân phục sinh không gian, rút ra thánh nhân phục sinh đại trận. Dung hợp bắt đầu. Một loạt tin tức, từ hạch tâm tiểu trợ thủ trong miệng thông báo. Có nó tại, tống thư hàng hạch tâm thế giới bị quy hoạch chỉnh tề tề. Nguyên bản các loại loạn thất bát tao phòng ngự hệ thống cũng bị bện đến hạch tâm long lạc bên trong. Tạo thành to lớn phòng ngự hệ thống một bộ phận.
mà một chút đặc thù cung điện tỷ như các vị kiếp tiên cùng trường sinh giả nơi ở, đều bị lấy ra, an trí đến nguyên bản phương Bắc Đại Đế Đông Chi Điện chung quanh. Sau đó mấy ngày, hạch tâm tiểu trợ thủ sẽ tiến vào bận rộn trạng thái. Thành công, da đen vũ nhu tử duy trì ưu nhã tư thế, có chút ít hưng phấn nói tống tiền bối hạch tâm thế giới càng phức tạp, càng tốt chơi, liền càng khả năng hấp dẫn nàng bản thể. Đến lúc đó, nàng bản thể cũng không cần khắp thế giới khắp nơi giày vò, chỉ là tống tiền bối hạch tâm thế giới liền đủ nàng mạo hiểm một đoạn thời gian rất dài. Nói không chừng tương lai, nàng bản thể cũng có thể trưởng thành là một vị chân chính thục nữ. Kể từ đó, thân là cùng bản thể đối ứng tâm ma, nàng sẽ thành chân chính, hàng thật giá thật tâm ma. Bên người, bạch tiền bối lắc lắc tay. Thánh viên luyện giới pháp thuật, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn dùng. Cứ như vậy, trước kia hắn mạo hiểm lúc gặp gỡ một chút thể tích quá khổng lồ, không tốt thu lấy bảo vật, lần sau gặp gỡ liền đều có thể đưa chúng nó thu hồi. Mà lại, cảm giác cái này thánh viên luyện giới còn có cải tiến chỗ trống, chờ ta đưa nó cải tiến một chút. Hiệu quả nói không chừng sẽ tốt hơn. Bạch tiền bối nói khẽ. Lại nói, các ngươi có cảm giác hay không cái này thánh viên luyện giới đại hầu tử biến ra lúc, cùng tống thư hàng những cái kia sẽ chỉ gọi 666 đầu khỉ có chút tương tự. Tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Danh tự bên trong đều mang theo thánh viên hai chữ, có phải hay không là nguyên bộ công pháp? Da đen vũ nhu tử cũng lên tiếng suy đoán nói. Cái kia đợi ta đem cái này pháp thuật cải tiến một chút về sau. Liền để thư hàng cũng học một ít nhìn. Bạch tiền bối phủi tay, tiếp xuống, chúng ta đi. Sở ngốc mau, tiếp tục hao cửu u tà năng sao. Hôm nay trước thí nghiệm thành thần phương án, ta nghĩ tại chứng đạo cửu phẩm thời điểm, đem cái này thành thần phương án hoàn thành. Bạch tiền bối trả lời. Thiện ta đến chợ bạch đạo hữu giúp một tay. Sở ngốc mau nói sở các chủ đối bạch tiền bối thành thần thiết kế cũng cảm thấy rất hứng thú. Tạo hóa tiên tử đột nhiên hát nói. Nhất mao chi lực. Sau một khắc, bì bì tạo hóa tiên tử liền bị sở ngốc mao cuốn lấy ném treo lên, giống chơi diều đồng dạng bị ném tại không trung bồng bềnh. Giờ này khắc này, bạch tiền bối tả liên thế giới bên trong. Tống thư hàng vừa hoàn thành một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe. Bạch tiền bối vận dụng béo cầu trong hang ổ những cái kia công nghệ cao pháp khí thiết bị, vì tống thư hàng toàn phương vị kiểm tra một lần. Trên số liệu biểu hiện thân thể của ngươi không có vấn đề. Không có dung nhập thiên đế đạo, mà ngươi thu thập thiên đình mảnh vỡ cũng bởi vì hạch tâm thế giới nguyên nhân, khí tức cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Bạch tiền bối trong tay cầm một chương kiểm nghiệm đơn, trả lời. Hô, dạng này ta an tâm, tống thư hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi bây giờ cảm giác thân thể có cái gì dị trạng sao? Hamster hào người khoác màu trắng áo choàng dò hỏi. Thân thể dị trạng, vừa rồi tại thể nghiệm thời điểm. Ta phát hiện trong cơ thể mình năng lượng lại chướng một bộ phận. Hẳn là hạch tâm thế giới phát sinh biến hóa, phản hồi đến trên thân thể của ta. Bất chi bất giác lại mạnh lên a, rõ ràng nghĩ áp chế xuống cảnh giới, không cần nhanh như vậy tấn cấp. Tống thư hàng nhíu mày nói. Kit Hamster hào hét lên một tiếng nhào tới, vung bảo kiếm dùng sức cuồng đâm tống thư hàng ra mặt, ai cũng đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải đâm thấu hắn không muốn mặt ra mặt. Tống thư hàng cũng không phản kháng. Mặc cho hamster hào cuồng đâm. Bạch tiền bối, ta nghĩ thử một lần nữa, có thể hay không giải trừ bên cạnh ngươi phong ấn. Hắn một mặt nghiêm túc đối bạch tiền bối nói. Phong ấn ngay ở chỗ này, ngươi nghĩ thử liền thử đi. Bạch tiền bối không ngại nói. Kỳ thật tại trong phong ấn ngủ, so tại kén bên trong ngủ còn hương, hắn có chút không nỡ ra nhưng đã tống thư hàng nghĩ thử, hắn cũng không tốt cự tuyệt thư hàng hảo ý. Tống thư hàng trước đó suy nghĩ thật lâu. Muốn đề cao dưỡng đao thuật trong nháy mắt chuyển vận cường độ, đến phá giải vây khốn bạch tiền bối phong ấn. Nhưng mà, ngoại trừ dùng khống phát thuật hóa ra 20 con tóc dài bàn tay thủ đoạn bên ngoài, cũng chỉ có mượn dùng linh quỷ hai tay đến góp đủ số, tăng cường dưỡng đao thuật trong nháy mắt chuyển vận số lượng. Trừ cái đó ra, trong thời gian ngắn đã không có tăng lên trên diện rộng nuôi phát đao phương án. Đã khối lượng và số lượng đều không thể tăng lên, vậy cũng chỉ có kháo thời gian đến mài. Bây giờ hắn đã tấn thăng thất phẩm cảnh giới, càng tu luyện thành thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, nho ra kim cương thân cùng biến dị cương thủ cũng nhận được tăng lên, cường độ thân thể so trước kia tăng lên 4-5 cái cấp bậc không chỉ. Hắn hiện tại, có thể tiếp nhận càng lâu phong ấn thuật phản phệ, coi như mài thêm mấy ngày vài đêm cũng không thành vấn đề. Đầu tiên, tăng phát thuật, tống thư hàng hất đầu, tóc dài nhanh chóng sinh trưởng,
trong nháy mắt sinh trưởng vì đến gối tóc dài. Cái này chiều dài vừa vặn. Tống Thư Hàng đã từng nghĩ tới đem cái này pháp thuật truyền thụ cho Bạch Tiền Bối, nhưng đáng tiếc đến nay đều không tìm tới cơ hội thích hợp. Tiếp lấy, khống pháp thuật, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tóc dài bay múa, kết làm 20 con bàn tay nắm đấm. Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cảm giác mình ngoại trừ tại đao pháp bên trên có thiên phú bên ngoài, tại pháp thuật bên trên khả năng cũng rất có thiên phú. Có lẽ tương lai có thể cân nhắc tìm thêm một số cùng tóc có liên quan pháp thuật, thần thông, võ kỹ. Cho đến ngày nay Tống Thư Hàng vẫn như cũ không biết Sở Các Chủ truyền thụ cho hắn khống pháp thuật, cải biên từ viễn cổ đao thuật biện đao cửu trảm. Một bước cuối cùng, phối hợp ta một chút linh quỷ tiên tử. Tống Thư Hàng tại nội tâm kêu. Linh quỷ hai tay từ trên vai của hắn phương chui ra, cùng hắn tạo thành bốn tay hình thức. Đây là một cái làm Tống Thư Hàng hoài niệm hình thức hình thái. Mơ hồ nhớ kỹ hắn đã từng cùng linh quỷ, công đức xà mỹ nhân cùng một chỗ liều qua ba đầu sáu tay hình thái. Linh quỷ hai tay kẹt vị trí tốt về sau, đem quyền sử dụng giao cho Tống Thư Hàng, từ hắn đến khống chế cùng sử dụng cái này đối hai tay. Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn lên Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng tiến lên một bước, đi vào béo cầu đại lão bầy phong ấn trụ bên cạnh. Bạch Tiền Bối khuynh thế dáng người tại cây cột bên trong chìm nổi, ngáp một cái, tùy thời đều có thể bắt đầu. Tống Thư Hàng hít sâu, trong lòng làm tốt tiếp nhận phong ấn trụ phản phệ chuẩn bị, sau đó hắn 20 con tóc bàn tay bản thân hai tay linh quỷ hai tay, đồng thời đè vào phong ấn trụ bên trên. Dưỡng đao thuật. Hào quang chói sáng lấp đầy cả cái đại điện. Tống Thư Hàng phát ra chạm điện kêu thảm, tiếp xúc đến phong ấn trụ lên thân thể diện tích càng lớn, loại kia chạm điện phản phệ liền càng khủng bố hơn. Phản phệ thống khổ trị, trong nháy mắt liền đạt đến làm Tống Thư Hàng cảm giác đến thống khổ tiêu chuẩn tuyến. Chỉ có thể nói không hổ là u cầu đại lão tác phẩm. Chi 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 ghé vào Tống Thư Hàng da mặt bên trên, cuồng đâm hắn da mặt chuột hamster hào cũng phát ra trận trận kêu thảm hắn đâm quá hai. Tại Tống Thư Hàng tay trượt ấn về phía phòng ấn trụ thời điểm, không có kịp thời từ Tống Thư Hàng trên mặt rời đi. Kết quả cái này gặp quỷ phòng ấn trụ phản phệ chi lực, cứ nhiên thật sự dẫn điện, thông qua Tống Thư Hàng đạo đến trên người nó. Sau đó hắn cũng điện giật tiếp nhận đến chí ít 1/10 Tống Thư Hàng thống khổ trị số. Cái này 1/10 thống khổ, đối Tống Thư Hàng tới nói khả năng thuộc về trực tiếp xem nhẹ cấp bậc, nhưng đối với chuột hamster hào tới nói đây là không thể tiếp nhận thống khổ. Trong lúc nhất thời, chuột hamster gào to so Tống Thư Hàng còn thảm. Nhiễm Chân đạo hữu ngươi làm sao còn không từ trên mặt ta xuống dưới. Tống Thư Hàng kêu thảm một đợt về sau, dần dần bắt đầu thích ứng thống khổ, thậm chí có sức lực bắt đầu cùng chuột hamster hào giao lưu. Chi 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 chuột hamster hào lật lên bạch nhãn. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, chủ yếu là ngươi đâm ta ra mặt lúc, ta một điểm cảm giác đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm từ trên mặt ta đi xuống. Chuột hamster hào liền kêu thảm đều không phát ra được. Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động, cẩn thận từng ly từng tí nâng chuột hamster hào, đem hắn từ trên mặt mình lột xuống tới, đưa nó an trí qua một bên. Ngay sau đó, hắn 20 song đầu phát bàn tay hai tay linh quỷ hai tay, điên cuồng hoạt động. Dưỡng đao thuật hào quang điên cuồng tăng vọt. Chỉ muốn hắn không buông tay, dưỡng đao thuật tác dụng tại phong ấn trụ lên hiệu quả liền sẽ không hạ thấp. Béo cầu đại lão phong ấn đối Tống Thư Hàng độ thiện cảm không ngừng. Hơn 200 phát dưỡng đao thuật xuống dưới về sau, Tống Thư Hàng rõ ràng cảm giác đến phong ấn phản phệ nỗi khổ trị số bắt đầu giảm xuống. 500 phát dưỡng đao thuật qua đi, hắn đã cảm giác không thấy thống khổ. Mặc dù phản phệ tổn thương quang mang còn thỉnh thoảng ở trên người hắn lấp loé, nhưng đối với Tống Thư Hàng tới nói loại thống khổ này ước tương đương gãi ngứa ngứa cấp bậc, chẳng những có thể lấy không nhìn. Thậm chí còn có chút tiểu thư phục. Thế là, Tống Thư Hàng dành thời gian, dùng niệm lực lấy ra một bản sách thật dày bắt đầu lật qua lật lại cơ sở viễn cổ ngôn ngữ. Hắn không vội, lần này hắn có suốt cả đêm thời gian đến cùng béo cầu đại lão phong ấn trụ mài mòn. Cuồng soát dưỡng đao thuật động tác này, có thể dựa vào bản năng đi khu động, căn bản không cần hắn tiêu hao nhiều hơn tinh thần. Như vậy vừa vặn mượn thời gian này, hướng Bạch Tiền Bối thỉnh giáo viễn cổ ngôn ngữ âm đọc. Tự học thời điểm. Bởi vì thiếu khuyết cách đọc biểu thị, Tống Thư Hàng học được viễn cổ ngôn ngữ, có thể xem hiểu, biết bọn chúng ý tứ, lại đọc không ra. Chờ thế là cái pháo lép. Bạch Tiền Bối, cái từ này phát âm muốn làm sao niệm. Tại dưỡng đao thuật quang huy bao phủ xuống, Tống Thư Hàng cuốn lên thư tịch, khiêm tốn thỉnh giáo. Cái nào từ,
Bạch tiền bối thân thể tại phong ấn trụ trung hạ chìm, treo ngược lấy lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên cạnh. Trái trang hàng thứ 6 cái kia một đoạn, Tống Thư Hàng đáp. Ta xem một chút, Bạch tiền bối liếc một cái về sau, bắt đầu dùng tiêu chuẩn viễn cổ ngôn ngữ phát âm, chỉ đạo Tống Thư Hàng. Bao quát đầu lưỡi quyển pháp, cuống họng phát âm phương thức, có đôi khi vẫn phải tăng thêm giọng mũi phụ trợ. Mặc dù không có nguyệt quang, nhưng là có dưỡng đao thuật hào quang. Mặc dù không có chuột hamster, nhưng có Bạch tiền bối làm bạn. Học tập hiệu quả, tiêu chuẩn. Tống Thư Hàng học tập hiệu suất. Hắn không ngừng mà nắm giữ từ mới hợp thành, đồng thời có thể miễn cưỡng đưa chúng nó đọc đi ra. Học tập làm cho người khoái hoạt, tri thức làm cho người quên mất thời gian. Trầm mê học tập trạng thái Tống Thư Hàng, ngoại trừ bản năng soát lấy dưỡng đao thuật bên ngoài, hoàn toàn quên đi khái niệm thời gian. Thẳng đến điện thoại di động của hắn đồng hồ báo thức âm thanh, đem hắn từ tri thức trong hải dương kéo thêm. Đây là buổi sáng 7 giờ tiếng chuông. Một đêm thời gian đã kết thúc. Nhanh như vậy, Tống Thư Hàng vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lại nhìn phía phong ấn trụ. Đi qua một đêm cố gắng về sau, phong ấn trụ bắt đầu tản ra thất thải bảo quang tựa như là web game bên trong chứa chuẩn bị muốn hợp thành tiến hóa làm thần khí đã thị cảm. Tựa hồ có hiệu quả, Tống Thư Hàng nói. Hừm, một đêm công phu không phí công, Bạch tiền bối như là con cá một dạng, linh xảo tại phong ấn trụ trung du động. Cái kia lại đến cuối cùng một đợt, không được chúng ta lần sau lại tìm thời gian thử một chút. Tống Thư Hàng dùng niệm lực thu hồi viễn cổ ngôn ngữ thư tịch. Sau đó trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng thôi động. 24 con tay táo bạo ma sát, tại phong ấn trụ bên trên ma ra hỏa hoa. Tiếp nhận đi, đây là ta cuối cùng một đợt dưỡng đao thuật. Tà thuật, bên trên chuột hamster hào dùng nửa đêm thời gian, mới từ phong ấn phản phệ trong thống khổ khôi phục lại. Bá Tống Hào quả thực là quái vật, loại này đẳng cấp thống khổ vậy mà đều có thể tùy tiện tiếp nhận. Hắn chỉ là bị thống khổ lan đến gần một điểm, đều dùng hơn phân nửa đêm thời gian mới khôi phục. Người như thế soát dưỡng đao thuật là không có linh hồn. Tinh Tinh tướng quân ngồi ở bên cạnh, nhịn không được nói. Hắn chưa từng thấy có người như thế phát rồ soát cùng một loại pháp thuật. Phong ấn trụ đều bị trượt ra hoa phát hỏa. Đúng, người dạng này soát dưỡng đao thuật, muốn làm sao đem yêu truyền ra ngoài. Người yêu chẳng lẽ là một giây hơn 200 lần sao? Dạng này soát dưỡng đao thuật không có linh hồn, chuột hamster hào đồng ý nói. Chuột hamster hào đối Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật lý luận đại khái giải một chút xíu, biết thuật này pháp là cần đối mục tiêu quán nhập yêu loại vật này. Tống Thư Hàng hiện tại điện quang hỏa thạch hoạt động 24 con bàn tay, truyền ra ngoài yêu không khỏi quá giá rẻ. Ba chát hắc Tống Thư Hàng hét lớn một tiếng. Sau một khắc, hắn một đầu tóc bàn tay nổ tung lên tóc bàn tay rốt cục không chịu nổi cường độ cao, liên tục pháp thuật thi triển, bạo thành toái phát. Tống Thư Hàng cùng linh quỷ trên hai tay, bao khỏa đen kịt kim loại sắc đều biến đỏ ngầu, phảng phất là nhóm lửa khối sắt. Cực hạn, Tống Thư Hàng thở dài, lui về phía sau một bước. 333 phòng ấn trụ bên trên, lần nữa độ lên một tầng phòng ngự thức lôi quang. Bất quá, thân trụ lên thất thải bảo quang nhưng không có rút đi. Như trước đang nhẹ nhàng lóe ra, khiến cho Tống Thư Hàng cảm giác đến trận trận thân thiết. Phong ấn trụ chất liệu, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Căn này phong ấn chi trụ là béo cầu đại lão dùng một cái ngụy bất hủ chi cốt làm đại giá, đặc biệt nhằm vào bạch tiền bối thiết kế chế tạo mà ra. Nó đầu nguồn chính là cái viên kia ngụy bất hủ chi cốt. Lúc này, tại Tống Thư Hàng suốt cả đêm dưỡng đao thuật tác dụng dưới, cái này phong ấn trụ tiến hóa. Có hiệu quả. Một đêm này công phu cuối cùng không phí công. Chỉ muốn cái này thất thải bảo quang không mất, chờ đêm nay chúng ta thử lại một đợt, tiếp tục mấy ngày, nhất định có thể đưa nó phá giải. Tống Thư Hàng thu hồi linh quỷ hai tay, hài lòng nói. Hừm, hoàn toàn chính xác có biến hóa. Bạch tiền bối tại phòng ấn trụ bên trong nhẹ nhàng gõ gõ trụ vách tường, nói, ta có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này phòng ấn tiến hóa, hắn biến càng cường đại, càng kiên cố. Nếu như nói trước đó, ta tốn 5.000 năm liền có thể đem phong ấn cưỡng ép phá vỡ lời nói. Hiện tại cho ta 10.000 năm đều không hí. Tống Thư Hàng, Tinh Tinh tướng quân, Bá Tống Hào, người đã làm gì? Đợi đã, cái này không đúng. Tống Thư Hàng tiến lên gõ gõ phong ấn trụ. Phong ấn trụ hướng hắn truyền một sợi thân thiết ý tứ. Không có gì không đúng, kỳ thật khả năng này ta đã sớm đoán được. Bạch tiền bối ngáp một cái, nói. Ngươi dưỡng đao thuật có được kích thích pháp khí,
để chúng nó bị kích thích người chậm tiến hóa công năng. Chỉ cần có tiềm lực pháp khí, đều có thể tiếp nhận ngươi dưỡng đao thuật thoải mái. Như vậy, phòng ấn trụ tiếp nhận tầm bổ về sau, tiến hóa biến mạnh hơn, không phải chuyện đương nhiên sao? Tống Thư Hàng không cam lòng vỗ phòng ấn trụ, vậy ta chẳng phải là lòng tốt làm chuyện xấu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Yên tâm đi, 5.000 năm cùng 1.000.000 năm với ta mà nói căn bản không khác nhau. Đều là ngủ một giấc sự, mà lại, tiến hóa sau phong ấn trụ ngủ dậy đến thoải mái hơn. Bối rối không ngừng vọt tới, thoải mái dễ chịu độ là kén lớn gấp 10 lần, là đời cũ phong ấn trụ gấp 5 lần. Bạch Tiền Bối đang khi nói chuyện, thanh âm càng ngày càng thấp. Trong bất chi bất giác hắn đã xa vào đến ngủ say trạng thái. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Bởi như vậy, hắn khổ cực một đêm, đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí, còn kéo dài Bạch Tiền Bối ra phong ấn thời gian. 1.000.000 năm đối Bạch Tiền Bối tới nói không đáng kể chút nào, nhưng thời gian 1.000.000 năm, ngoại giới khẳng định đã long trời lở đất. Đã có biến hóa, nếu không cho ta cái mặt mũi, mở cho ta cái cửa sau được không? Tống Thư Hàng sờ lấy làm hắn cảm giác đến thân thiết phong ấn trụ, lên tiếng nói. Bá Tống Hào rốt cục vẫn là điên rồi. Chuột hamster tà ma ở một bên dùng thanh âm trầm thấp lời bộc bạch nói. Bên cạnh Tinh Tinh tướng quân phối hợp tiếp lời nói, một ngày này, bá Tống Huyền Thánh rốt cục không chịu nổi đả kích, vậy mà bắt đầu hướng một đạo phong ấn tố. Vọng Thiên, trước mắt bao người, nguyên bản trói buộc Bạch Tiền Bối phong ấn trụ, cứ nhiên thật sự mở cái nho nhỏ cửa sau. Ước chừng lớn chừng quả đấm cửa hang, mở tại phong ấn dưới nhất giác. Mở, thật sự mở, ta chủ, mau tỉnh lại. Phòng ấn mở cửa sau. Chuột hamster hào hét lớn. Nhưng là, phòng ấn trụ bên trong Bạch Tiền Bối đã ngủ ngon ngọt, cách phòng ấn trụ kêu to, căn bản không gọi tỉnh hắn. Cái này cửa hang lớn nhỏ, chuột hamster hào vừa vặn có thể đi vào. Lúc này, mặt trời nhỏ T233 hào thanh âm vang lên, nhắc nhở. Đúng a, ta đi vào đánh thức chúa tể. Chuột hamster hào nhảy lên một cái, nhanh chóng phóng tới quả đấm kia lớn cửa hang. Nhưng mà, khi nó thân thể đụng vào cửa hang vị trí thời điểm, tầng kia lưới điện rơi xuống người nó. Chi 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 chuột hamster hào kêu thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống đất, xinh đẹp lông tóc đều cháy đen một mảnh. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay, đưa nó nâng lên, mang rời khỏi phòng ấn trụ phạm vi. Không được, phòng ấn trụ mặc dù mở cái cửa nhỏ, nhưng không cho phép người khác đi vào. Tinh Tinh tướng quân cau mày nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút sau nói. Không có cách, chỉ có ta tiến vào. Hắn trước lấy ra một thanh thánh ấn đao gỗ cắm ở phòng ấn trụ bên ngoài, lại lấy ra một thanh Bạch Tiền Bối lưu cho hắn duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản mang lên. Chẳng lẽ bá Tống Hào sẽ thu nhỏ thân thể thần thông? Tinh Tinh tướng quân khiếp sợ nhìn về phía Tống Thư Hàng, người chừng nào thì học được. Tống Thư Hàng, ta sẽ không thu nhỏ thân thể thần thông, thật đúng là làm các ngươi thất vọng rồi. Sẽ không sao, ha ha. Này mới đúng mà, Tinh Tinh tướng quân từ Tống Thư Hàng rõ ràng vẻ mặt đọc ra đáp án. Mặc dù sẽ không thu nhỏ thân thể thần thông, nhưng ta có thực dụng hơn phương pháp. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành một đoàn khói đen thân thể. Tại hắn ý niệm khống chế bên dưới, sương mù thân sương mù co lại thành một đoàn, lớn nhỏ cỡ nắm tay, hướng phía phòng ấn trụ cửa sau lăn đi. Sương mù đoàn nhẹ nhàng linh hoạt lăn vào đến phòng ấn trụ bên trong. Quả nhiên, căn này bị dưỡng đao thuật trượt suốt cả đêm phòng ấn trụ, không tiếp tục chống cự Tống Thư Hàng. Đương Tống Thư Hàng tiến vào phòng ấn trụ về sau, cái kia cửa sau ầm vang đóng lại. Đợi đã, đừng vội quan, để cho ta trước đem Bạch Tiền Bối tỉnh lại, lại quan không muộn. Tống Thư Hàng kêu lên. Nhưng là, lần này phòng ấn trụ cửa sau, không tiếp tục mở ra. Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn. Xấu nhất khả năng, hắn cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ bị phong kín ở phòng ấn trụ bên trong. Trước đêm ta chủ đánh thức, bá Tống Hào, Tinh Tinh tướng quân nhắc nhở. Sương mù trạng thái Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn tới gần Bạch Tiền Bối, đưa tay hướng hắn vỗ tới, Bạch Tiền. 3. Ngủ say bên trong Bạch Tiền Bối tùy ý vung tay lên, sương mù hóa Tống Thư Hàng liền bị đánh nát ra. Sương mù nổ tung. Bao phủ ngay ngắn phòng ấn trụ, đem trụ bên trong nhuộm thành màu đen kịt. Tinh Tinh tướng quân, đây là bị dán cây cột rồi. Bá Tống Hào, còn sống không? Tinh Tinh tướng quân nhỏ giọng hỏi.
ngay ngắn cây cột đều bị nhuộm thành màu đen kịt, nói rõ bá Tống Hào tiếp nhận đến đả kích có bao nhiêu thảm. Đây chính là cửu u chúa tể công kích, nói không chừng đang đả kích nhục thân đồng thời sẽ còn đối linh hồn tạo thành tổn thương. Nếu đổi lại là nó, tuyệt đối chết chắc. Nghĩ tới đây, Tinh Tinh tướng quân quay đầu kêu lên, chuột hamster Hào, mau đi xem một chút phục sinh trận pháp có hay không phản ứng. Chuột hamster Hào đạp đạp chân nhỏ, há mồm phun ra một đạo khói đặc. Hắn bị phong ấn trụ điện giật, bây giờ còn chưa hoãn qua kình đến, thân thể cơ bắp thỉnh thoảng sẽ run rẩy một chút. Xem ra chuột hamster Hào trong thời gian ngắn không cách nào phát huy được tác dụng. Chỉ có thể chính ta đi dò xét, Tinh Tinh tướng quân thầm nghĩ trong lòng. Ta còn sống không? Lúc này, từ phong ấn trụ bên trong truyền ra một thanh âm. Sau đó, dán vào phong ấn trụ khói đen chậm rãi thu về, cuối cùng hóa thành nhân hình bộ dáng. Là bá Tống Hào một lần nữa ngưng tụ. Lợi hại, bá Tống Hào, dạng này đều không có chết mất, Tinh Tinh tướng quân tán thán nói. Không được, cảm giác mình toàn thân đều muốn vỡ vụn một dạng. Nhân hình sương mù Tống Thư Hàng suy yếu ghé vào phong ấn trụ bên trên, không thể động đậy. May mắn Bạch Tiền Bối vừa rồi một kích kia chỉ là thuần vật lý đả kích, cho dù ở ngủ say trong trạng thái, Bạch Tiền Bối thân thể cũng tại theo bản năng khống chế đả kích lực đạo. Mượn ngụy bất hủ trạng thái huyền diệu, Tống Thư Hàng tổng còn sống. Còn sống liền tốt, chết tử tế không bằng lại còn sống. Tinh Tinh tướng quân an ủi. Nhưng là, luôn cảm giác trên người mình thiếu một chút cái gì. Thận của ta có khỏe không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tinh Tinh tướng quân. Ngươi bây giờ chính là một đoàn sương mù, ta nhìn ngươi thế nào thận? Trên người của ta có phải hay không phát sinh biến hóa, cảm giác là lạ. Tống Thư Hàng lại lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên trong đầu hắn vang lên tiếng nhắc nhở. Đốt virus dự cảnh chưa hoàn thành kiểm tra đến trinh sát đến viễn trình quấy nhiễu tín hiệu. Virus dự cảnh công năng còn không có hoàn toàn tái nhập tu chân công năng, sở dĩ hiện tại tu chân công năng còn tại thăng cấp. Bất quá, độc lập virus dự cảnh công năng đã khai phát hoàn tất, đã có thể kiểm tra đến thiên đạo di thuế cầu viễn trình lục soát. Rốt cuộc đã đến, nhanh kết nối Hà Chỉ Ma Đế tiền bối. Tống Thư Hàng nguyên bản còn có chút mơ hồ đại não, đang nghe cái này cảnh cáo lúc, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hà Chỉ tiền bối, nhìn thấy cái này nổi sao? Hắn như thế tròn lại lớn như vậy, ta hôm nay liền muốn đưa nó đưa cho ngài. Đốt tin tức gửi đi thất bại, tu chân nói chuyện riêng công năng ở vào thăng cấp trạng thái. Hệ thống nhắc nhở tiếng đặc biệt vô tình. Nhật đấy Tống Thư Hàng đau lòng nói. Tốt như vậy một cái nồi, cứ nhiên vung không đi ra. Kiểm tra đến tình huống nguy cấp, nguy hiểm đẳng cấp ngũ tinh, mở ra chí tôn VIP đặc thù giao lưu thông đạo, liên tiếp Hà Chỉ Ma Đế. Tống Thư Hàng. Vẫn còn có loại này ẩn tàng công năng. Nếu như nguy hiểm đẳng cấp không đủ, cái lối đi này liền không cách nào mở ra sao? Nốt sổ đen Hà Chỉ Ma Đế cự tuyệt đặc thù giao lưu thông đạo. Vọng Thiên, loại này chí tôn VIP giao lưu thông đạo, chẳng lẽ không có cưỡng chế mở ra sao? Nhanh chuyển tiếp bất diệt chi chủ. Tống Thư Hàng đại não chuyển động nhanh chóng, trong nháy mắt làm ra chính xác nhất quyết định. Hà Chỉ Ma Đế có ý thức, sẽ cự tuyệt giao lưu thông đạo. Nhưng là bất diệt chi chủ rơi vào vĩnh hằng ngủ say trạng thái, chỉ án bản năng làm việc. Hắn có rất lớn tỷ lệ kết nối đặc thù giao lưu thông đạo, sau đó đón lấy cái này vừa lớn vừa tròn nồi. Xác định chỉ lệnh, liên tiếp bất diệt chi chủ hảo hữu. Đốt kết nối thành công, sổ đen bất diệt chi chủ kết nối bắt đầu. Ha 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 ha, Tống Thư Hàng phát ra cởi mở tiếng cười. Mẹ a, cái này vừa lớn vừa tròn nồi, rốt cục vãi ra. Quả nhiên. Trong danh sách nhiều hơn mấy cái dự bị đại tiền bối, là lựa chọn sáng suốt. Tống Thư Hàng quyết định, tương lai lại nhiều thêm mấy cái cùng loại Hà Chỉ tiền bối cùng bất diệt chi chủ hảo hữu như vậy tiến đến. Chỉ có hai cái tiền bối, có đôi khi không đủ dùng. Tinh Tinh tướng quân cùng mặt trời nhỏ T233 Hào mộng bức nhìn qua Tống Thư Hàng ở trong mắt chúng, bá Tống Hào đột nhiên lại gọi, lại nhảy, lại cười. Xem bộ dáng là bị hư. Có thuốc sao? Muốn hay không cho ăn bá Tống Hào ăn chút, Tinh Tinh tướng quân hỏi. Không thuốc, mà lại có thuốc cũng đưa không đi vào. Mặt trời nhỏ T233 Hào tỉnh táo phân tích nói. Chuột hamster Hào, chi. Hello, bất diệt chi chủ tiền bối, đây cũng là chúng ta chính thức lần thứ nhất giao lưu đi, mặc dù ngươi đang ngủ say. Như là đã tiếp thông, Tống Thư Hàng liền chuẩn bị tùy tiện cùng bất diệt chi chủ tiền bối tán gẫu vài câu. Đồng thời, trong lòng của hắn kêu gọi Long Lạc nữ sĩ,
mời nàng hỗ trợ chiếu khán một chút virus dự cảnh công năng, nhìn xem thiên đạo di thuế cầu viễn trình khóa chặt phải chăng đã kết thúc. Bất diệt chi chủ bên kia cũng không có phản ứng, nó ngủ say trạng thái là bởi vì hắn vượt cấp cưỡng ép đi tiếp xúc bất hủ bất diệt tin tức, muốn thức tỉnh cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù là lần thứ nhất nói chuyện phiếm, nhưng ta cùng bất diệt chi chủ tiền bối đã bạn tri kỷ đã lâu. Nói tóm lại, nhận biết ngươi thật tốt, Tống Thư Hàng vui a nói. Chuyển di thành công, Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở nói. Cùng bên trên đợt một dạng, tại Tống Thư Hàng sử dụng tu chân nói chuyện phiếm công năng, cùng hảo hữu liệt biểu bên trong mỗ tiến hành kết nối lúc, thiên đạo di thuế cầu viễn trình quấy nhiễu cùng khóa chặt, liền sẽ bị dẫn đạo ra ngoài. Thiên đạo di thuế cầu cái này đợt quấy nhiễu cùng khóa chặt, rơi vào bất diệt chi chủ trên thân. Sau một khắc, cô đột nhiên, bất diệt chi chủ cùng Tống Thư Hàng giao lưu thông đạo bên trong, vang lên một cái kỳ quái tiếng vang. Sau đó, hắn cùng Tống Thư Hàng giao lưu gián đoạn. Phung nồi thành công, Tống Thư Hàng sương mù chi thân lập tức hư nhược ngã sấp tại trong phòng ấn. Đây là hắn cùng thiên đạo di thuế cầu ở giữa vô hình giao phong. Nhìn qua hời hợt, nhưng trên thực tế Tống Thư Hàng đã ba lần cùng tử vong sượt qua người. Vô cùng mạo hiểm, lại cực kỳ kích thích. Hôm nay, ta Tống mỗ nhân lại bình an còn sống. Tống Thư Hàng khẽ cười nói. Chúc mừng bá Tống nhân viên quản lý. Long Lạc nữ sĩ viễn trình phát tới điện mừng. Đốt hà chỉ ma đế hướng ngươi truyền lại một giọt năng lượng, phụ lời, ngươi lại muốn đối với ta làm cái gì? Ta cho ngươi biết, vô luận như thế nào, ngươi mơ tưởng. Hà chỉ ma đế vừa rồi lại lên một quẻ tượng biểu hiện bá Tống huyền thánh muốn âm thầm mưu hại hắn. Lần này cũng không phải lần trước loại kia phía sau mắng hắn loại này kỳ hoa sự kiện, mà là chân chính tại thiết kế mưu hại hắn. Quả nhiên, lần trước bá Tống Hào phía sau dùng ngôn ngữ chửi mắng hắn chỉ là một loại thăm dò. Tống Thư Hàng mỉm cười, cho Hà Chỉ Ma Đế trở về một giọt năng lượng, phụ lời, vừa rồi muốn đưa Hà Chỉ tiền bối ngài một kiện lễ vật, là một kiện đẳng cấp phi thường cao lễ vật, nhưng đáng tiếc tiền bối ngươi không nắm chặt cơ hội. Món lễ vật này ta vừa rồi đưa cho một vị khác tiền bối. Hà Chỉ Ma Đế cười lạnh, ta tin ngươi cái quỷ. Chờ ta tu chân nói chuyện phiếm công năng khôi phục về sau, ta trực tiếp nói chuyện riêng Hà Chỉ tiền bối, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao cự tuyệt. Phòng ấn trụ bên trong Tống Thư Hàng nói khẽ. Lần này chủ yếu là tu chân nói chuyện phiếm công năng tại thăng cấp, nói chuyện riêng không mở được. Nếu không, vừa rồi cái kia nóng hầm hập nồi, Hà Chỉ tiền bối tiếp định. Mặt khác, cũng không biết vừa rồi bất diệt chi chủ tiếp nồi về sau, chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ lần trước hắn cùng Ban Văn Long Đại Lão trò chuyện thời điểm, Ban Văn Long Đại Lão tiếp vào thiên đạo di thuế cầu viễn trình quấy nhiễu lúc công kích, phi thường bá khí trực tiếp đem công kích cho phản đam về. Thuận tiện còn hố thiên đạo di thuế cầu một thanh. Bất diệt chi chủ lại sẽ làm sao đáp lại thiên đạo di thuế cầu viễn trình quấy nhiễu công kích. Bất kể là Hà Chỉ Ma Đế cũng tốt, bất diệt chi chủ cũng tốt, trên cảnh giới đều ở vào trường sinh giả đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ, đến gần vô hạn tại nho gia thánh nhân cấp bậc này. Bất quá Hà Chỉ Ma Đế hiện tại trọng thương, bất diệt chi chủ thì tại ngủ say, chân thực chiến lực sẽ có ảnh hưởng. Hừm, duy nhất có thể lấy khẳng định là bất diệt chi chủ khẳng định còn sống. Tống Thư Hàng đạo bởi vì hảo hữu liệt biểu không nhắc nhở hắn tử trận sự. Có thực lực, thật tốt. Tống Thư Hàng trong lòng cảm thán. Nếu như đổi thành hắn cưỡng ép chống được thiên đạo di thuế cầu viễn trình quấy nhiễu công kích, chỉ sợ chỉ có phục sinh một con đường có thể đi. Vấn đề là hắn trên người bây giờ không thường quy phục sinh thủ đoạn bạch tiền bối ngược lại là vì hắn chuẩn bị một cái phục sinh, nhưng cũng có thể phục sinh sau lại biến thành cửu u tà ma tới. Trong lúc đang suy tư, đốt virus dự cảnh chưa hoàn thành kiểm trắc đến trinh sát đến viễn trình quấy nhiễu tín hiệu. Lại tới, Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở. Hôm nay thiên đạo di thuế cầu là nghiêm túc, hắn tựa hồ phát giác được bản thân bên trên một đợt khóa chặt cùng tấn công từ sao anh sai rồi đối tượng. Sở dĩ một đợt viễn trình khóa chặt quấy nhiễu công kích sau khi kết thúc, hắn lập tức mở ra đợt tiếp theo khóa chặt, một lần nữa lục soát Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, còn tới. Quá thường xuyên thương thân a. Nhưng lúc này, hắn đã không thời gian suy nghĩ nhiều. Nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Kết nối Hà Chỉ Ma Đế là không thể nào, Hà Chỉ tiền bối có cảnh giác, tuyệt đối không có khả năng kết nối lời nói. Như vậy còn sót lại lựa chọn liền không nhiều lắm. Còn có thể đón thêm bên trên bất diệt chi chủ tiền bối sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi. Xác định chỉ lệnh, lần nữa kết nối bất diệt chi chủ. Đốt kết nối thành công.
giao lưu bắt đầu. Xin bắt đầu cùng bất diệt chi chủ ở giữa câu thông. Tống Thư Hàng. Nói thật, thứ hai lần lại còn có thể kết nối thành công, có chút vượt quá Tống Thư Hàng ngoài dữ liệu. Mặc dù nắm lấy bất diệt chi chủ một cái tiền bối cuồng hao có chút không tốt, nhưng lúc này hảo hữu liệt biểu bên trong không có so bất diệt chi chủ càng thích hợp thành viên. Sở dĩ, đây cũng là không có cách nào sự. Lại gặp mặt, bất diệt chi chủ tiền bối. Nói thật, hôm nay ta có chút bị ngài cảm động đến. Không nói nhiều nói, chúc hai chúng ta hôm nay có thể thuận lợi vượt qua đại kiếp đi. Tống Thư Hàng nói. Sau đó, qua không được bao lâu. Lần nữa chuyển di thành công. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở. Cô quen thuộc tiếng quái khiếu từ bất diệt chi chủ giao lưu thông đạo bên trong truyền đến. Bất diệt chi chủ cùng Tống Thư Hàng ở giữa VIP giao lưu thông đạo cắt đứt. Kết thúc, Tống Thư Hàng thở dài. Nhưng hắn không có buông lỏng cảnh giác, sương mù hóa thân thể độ cao áp xúc. Quả nhiên, mấy hơi về sau, đốt virus dự cảnh chưa hoàn thành kiểm tra đến trinh sát đến viễn trình quấy nhiễu tín hiệu. Hôm nay thứ ba phát. Tống Thư Hàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh thiên đạo di thuế cầu trước mắt không có bao nhiêu thần trí, ở vào toàn cơ bắp lại vô sự có thể làm trạng thái. Sở dĩ, hiện tại thiên đạo di thuế cầu nắm lấy một sự kiện làm, liền sẽ không từ bỏ, vô luận vấp phải trắc trở bao nhiêu lần đều như thế. Không đem Tống Thư Hàng bắt tới liền tuyệt không từ bỏ. Lần này, không đợi Tống Thư Hàng phát ra chỉ lệnh, tu chân nói chuyện phiếm công năng phi thường có tính người tự động bắt đầu kết nối bất diệt chi chủ. Đốt kết nối bất diệt chi chủ thành công, giao lưu bắt đầu. Tống Thư Hàng. Không chỉ có là thiên đạo di thuế cầu bên kia rất đầu sắt, bên này bất diệt chi chủ đầu cũng không mềm. Thứ ba hiệp. Thiên đạo di thuế cầu hiệp, viễn trình khóa chặt quấy nhiễu. Hiệp kết thúc. Tống Thư Hàng hiệp, triệu hoán bất diệt chi chủ, kháng đi lên. Hiệp kết thúc. Cuối cùng cái kia một tiếng quen thuộc cô vì bản hiệp vẽ lên dấu chấm tròn. Sương mù hóa Tống Thư Hàng. Tựa ở phòng ấn trụ bên trong. Hắn yên lặng lật ra cơ sở viễn cổ ngôn ngữ thư tịch. Sau đó cuốn lên đầu lưỡi, dùng viễn cổ ngôn ngữ thì thầm, lần thứ ba đều đã trải qua tới, lần thứ tư sẽ còn xa sao. Bá Tống Hào, người có khỏe không? Tinh Tinh tướng quân nhỏ giọng hỏi. Tống Thư Hàng lần nữa lật qua lật lại quyển sách trên tay tịch, sau đó vòng quanh đầu lưỡi nói, nếu như ta chết rồi, xin đừng nên bi thương. Xin đem ta mai táng dưới tàng cây. Vì ta cắm bên trên một đóa trắng noãn hoa nhỏ. Tinh Tinh tướng quân yên lặng vì hắn vỗ tay. Sau đó, thứ tư hiệp bắt đầu. Hiệp kết thúc. Thứ năm hiệp bắt đầu. Hiệp kết thúc. Lòng vòng như vậy. Một mực đến hiệp thứ 11. Tống Thư Hàng đều chết lặng. Hắn đều đã không đành lòng lại hố bất diệt chi chủ tiền bối. Tâm lý đều có gánh chịu. Lúc này, nếu như bất diệt chi chủ cự tuyệt hắn trò chuyện giao lưu. Hắn cảm giác mình nội tâm có thể sẽ cảm giác khá hơn một chút. Đốt kết nối bất diệt chi chủ, thất bại. Bất diệt chi chủ cự tuyệt kết nối. Hiệp thứ 11 bắt đầu. A, à, má ơi, bất diệt chi chủ cự tuyệt. Tống Thư Hàng toàn bộ thân thể bắn lên. 10 cái hiệp về sau, đầu sắt bất diệt chi chủ, rốt cục không còn đầu sắt. Nhưng vấn đề là, thiên đạo di thuế cầu một mực còn không từ bỏ. Vậy kế tiếp muốn chuyển tiếp ai? Cả cái hảo hữu liệt biểu bên trong, ngoại trừ bất diệt chi chủ cùng Hà Chỉ Ma Đế bên ngoài, thành viên khác đều không có ý tứ đi hố. Vốn là còn một nhóm viễn cổ thiên đình thành viên làm tiếp nổi người ứng cử. Nhưng là, trước đó thiên phạt sự kiện bên trong, viễn cổ thiên đình hảo hữu thành viên một hơi chết 4 cái. Cái khác hảo hữu ảnh chân dung cũng ở vào u ám trạng thái, đây là phục sinh bên trong trạng thái. Mà lại, coi như bọn hắn trạng thái hoàn hảo. Tống Thư Hàng cũng không tiện tại người ta vừa chịu xong thiên phạt thời điểm, còn bỏ đá xuống giếng đi hố bọn hắn. Chẳng lẽ muốn hố thiên đế? Tống Thư Hàng ánh mắt tại hảo hữu liệt biểu bên trên xẹt qua. Sau đó trong thành viên, luận thực lực và quan hệ, tựa hồ chỉ có thiên đế là tốt nhất người ứng cử. Trong lúc đang suy tư, Bạch Tiền Bối đột nhiên mở to mắt, ai tại khóa chặt nơi này? Đang ngủ say Bạch Tiền Bối cảm ứng được nguy cơ, rốt cục tỉnh lại. Ngay sau đó, phi, thi thể một dạng tồn tại, cũng dám ám toán ta. Bạch Tiền Bối nói. Sau đó hắn đưa tay trong hư không một nắm. Có một đoàn màu đen sương mù, bị Bạch Tiền Bối xiết thành vỡ nát. Tống Thư Hàng không hiểu rất lo lắng. Cái kia đoàn màu đen sương mù, nhìn tựa như là hắn ngụy bất hủ sương mù hóa thân bộ phận. Bạch Tiền Bối, ngươi vừa rồi bóp chính là cái gì đồ chơi,
có thể cho ta chuẩn bị tâm lý sao? Tống Thư Hàng duy trì ngụy bất hủ trạng thái lên tiếng hỏi. Giờ này khắc này hắn, căn bản không dám khôi phục nguyên hình, vạn nhất bị bóp chính là thân thể trọng yếu bộ vị, nói thí dụ như là não hạch cái gì, sau đó vừa khôi phục nguyên hình lúc, não hạch thứ này không có tới kịp trọng sinh, hắn liền trực tiếp cúp làm thế nào? Bạch Tiền Bối mơ mơ màng màng hướng Tống Thư Hàng vị trí trông lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, hiếu kỳ nói, a, Thư Hàng ngươi làm sao tiến đến rồi? Béo cầu bố trí cái này phong ấn có bao nhiêu kiên cố, hắn lại biết rõ rành rành, Tống Thư Hàng là thế nào độn tiến vào. Tống Thư Hàng thở dài, trả lời, ta tiến đến có một hồi, còn bị ngài gián một trường, toàn bộ thân thể đều đập nát. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bạch Tiền Bối chất vấn. Êm đẹp, hắn tại sao phải gián Tống Thư Hàng một trường? Tống Thư Hàng, vì cái gì tựa như là ta đã làm sai chuyện một dạng? Ta trước đó tại béo cầu đại lão phong ấn bên trên mở cái cửa sau, tiến đến muốn gọi Bạch Tiền Bối rời giường lấy. Sau đó, ngươi liền đem một trường đem ta chấn thành phấn vụn, hiện tại ta toàn thân còn tại đau từng cơn. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Sở dĩ, về sau người khác ngủ thời điểm, tuyệt đối không nên đi quấy rầy, biết không? Bạch Tiền Bối đưa tay vỗ vỗ sương mù Tống Thư Hàng, ôn nhu nói. Tống Thư Hàng, nói trở lại, vừa rồi ta cảm ứng được một cái thi thể ra hỏa, viễn trình khóa chặt mảnh này vị trí. Có thể xuyên thấu qua béo cầu phong ấn, trực tiếp khóa chặt phiến khu vực này. Là thiên đạo di thuế sao? Bạch Tiền Bối rõ ràng về sau, hỏi. Không sai, chính là hắn. Ta từ thiên đạo phòng tối tường kép bỏ chạy đi ra về sau, hắn vẫn tại dùng bí pháp viễn trình lục soát ta. Vị này căn bản không hiểu từ bỏ là cái gì, gặp gỡ như thế kiên trì không ngừng đối thủ, ta sọ não đau nhức. Tống Thư Hàng cảm giác mình hiện tại chính là Lý Bạch nhà chày sắt, gậy sắt, còn như vậy bị kiên trì mài xuống dưới, một ngày nào đó sẽ bị mài thành tú hoa châm. Lý giải, Bạch Tiền Bối phát ra một trận vui vẻ tiếng cười. Tống Thư Hàng hỏi lần nữa, sở dĩ, vừa rồi Bạch Tiền Bối ngươi vừa rồi bóp sơ chính là cái gì? Không chú ý. Hẳn là vừa rồi thiên đạo di thuế cầu khóa chặt ngươi bộ vị, ta trực tiếp xuất thủ bóp nát. Đồng thời phản chấn một thanh thiên đạo di thuế cầu, để nó trong thời gian ngắn không thể lại truy tung. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng vội vàng tại bản thân xương mù thân thể bên trên tìm tòi, từ trên xuống dưới sờ soạng một lần từ ở bề ngoài đến xem, hẳn là không linh kiện mất đi, nội tạng phương diện cũng không rõ ràng. Hy vọng một hồi khôi phục nguyên hình về sau. Có thể mượn nhờ Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương truyền thừa thiên, đem bị Bạch Tiền Bối bóp nát bộ vị trọng sinh trở về. Hy vọng không có việc gì, Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn giải trừ sương mù trạng thái bắt đầu khôi phục nguyên hình. Ngụy bất hủ chi thân tán đi, sương mù bắt đầu ngưng tụ làm nhục thân. Tại nhục thân khôi phục trong nháy mắt, Tống Thư Hàng thật nhanh kích hoạt tam đại thối thể công pháp trình lâm tự lành pháp, tranh thủ để đoạn chi trọng sinh hiệu quả đạt tới lớn nhất. Biến dị cương thủ đem hắn thân thể độ thành đen kịt kim loại chi sắc. Thánh Viên Long Lực Thần Công nho ra kim cương thân hiệu quả đồng thời hiển hiện. Sau một khắc, một con đại thánh viên mang theo 132 con tiểu thánh viên, hiện lên ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Nhưng bởi vì béo cầu đại lão phong ấn trụ hạn chế, chung 133 con thánh viên, bị cưỡng ép chen đến cùng một chỗ, nhét vào nhỏ hẹp phong ấn trụ đỉnh không gian bên trong. 133 con thánh viên. Tương hỗ đẻ ép, trùng điệp, tạo thành nghiêm trọng xuyên mô hiện tượng. Nếu không có bọn chúng là hư ảnh lời nói, hiện tại chắc là phải bị chen bể. Béo cầu đại lão phong ấn, thực sự khủng bố, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Ta cảm giác người bây giờ không phải cảm thán loại sự tình này thời điểm. Bạch Tiền Bối ôn nhu nhắc nhở. Tống Thư Hàng, thế nào à nha? Sau một khắc, hắn cảm giác mình phần lưng có chút ngứa cảm giác, thế là hắn đưa tay chụp vào phía sau. Tay này vừa nhấc thời điểm, Tống Thư Hàng mới nhìn đến tại trên cánh tay của mình, có vô số cùng loại mạch máu bộ phận thân thể dọc theo đến, kết nối lấy thân thể hậu phương. Không chỉ có là cánh tay, còn có trên lưng hắn, cũng đầy là mạch máu tổ chức, như là hoa sen sợi rễ một dạng, hướng về sau cắm rễ. Bởi vì thường xuyên sử dụng hoa sen sợi rễ đâm người, sở dĩ Tống Thư Hàng đã sớm thích ứng loại này xúc tu hình ảnh. Sở dĩ hắn không có vẻ kinh hoàng. Mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm những thứ này mạch máu. Đụng một cái, lành lạnh, đau nhức đau. Lạnh cảm giác là ngón tay truyền đến xúc cảm. Mà cảm giác đau là từ nơi này chút cùng loại mạch máu trong tổ chức truyền đến. Vọng thiên,
những vật này sẽ không thật sự là ta mạch máu a. Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, hắn còn có thể nhìn thấy từ nơi này chút mạch máu bên trong, có huyết dịch đang lưu động, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn chảy. Là hắn khả ái tiểu cầu, hồng cầu cùng bạch cầu vân vân, chính thông qua mạch máu vì thông đạo, rời khỏi thân thể, bắt đầu dài rằng giặc bỏ trốn con đường. Hắn cái này nào chỉ là máu chảy đầy đất, đây là vô hạn hướng ra phía ngoài truyền máu. Tống Thư Hàng quay đầu 180 độ nhìn về phía sau, từ khi đã nhận lấy bạch tiền bối quay đầu nguyền rủa về sau, cổ của hắn đã tỉnh lại chức năng mới. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy trên lưng mình, trên bờ vai, trên cánh tay dọc theo mạch máu, cắm rễ tại béo cầu đại lão phong ấn trụ bên trên, cùng phong ấn trụ hòa làm một thể. Phong ấn trụ cùng hắn ở giữa, không phân khác biệt, phảng phất trở thành một thể. Máu của hắn, bị liên tục không ngừng đưa vào phong ấn trụ bên trong. Nguyên bản thất thải phong ấn trụ, tiếp nhận rồi Tống Thư Hàng huyết dịch thoải mái về sau, biến càng thêm chói mắt. Loại này lóa mắt, liền giống với là khô ráo da thịt bổ nước sau loại kia quy đánh bôi trơn. Tống Thư Hàng, vì sao lại dạng này? Hắn chỉ là đem thân thể từ ngụy bất hủ xương mù trạng thái trở về hình dáng ban đầu mà thôi a, vì sao lại cùng béo cầu đại lão phong ấn trụ liền đến cùng một chỗ? Sọ não đau nhức, Tống Thư Hàng đầu xoay tròn trở về. Đưa tay dùng sức xoa huyệt thái dương. Bởi vì hai tay cùng trên bờ vai đều bổ sung lấy mạch máu, hai tay của hắn động tác không thể quá lớn, động tác một đại, kéo động mạch máu lúc, sẽ sinh ra trận trận rất nhỏ thống khổ. Có mấy cái khả năng, bạch tiền bối bên dưới chìm, hai chân co lại, một tay nâng cầm lên nói, cái này phong ấn trụ vốn chính là béo cầu bằng dùng ngụy bất hủ chi cốt làm cơ sở mân mê đi ra. Mà ngươi vừa rồi xương mù hình thức là ngụy bất hủ hình thức. Có thể nói ngươi tại xương mù hình thức thời điểm, cùng phong ấn chi trụ là có cùng nguồn gốc. Kể từ đó, ngươi từ xương mù hình thức khôi phục thời điểm, cùng hắn dung hợp một chỗ, cũng có thể lý giải. Tống Thư Hàng. Bởi vì đều là ngụy bất hủ tính chất, sở dĩ tinh tinh cùng tinh tinh ở giữa lẫn nhau hút nhau. Mặt khác, cũng có thể là cùng trước ngươi quét một đêm dưỡng đao thuật có quan hệ. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, bạch tiền bối còn cảm ứng được có một loại lực lượng. Từ một cái hắn cũng nhìn không thấu quỷ dị không gian bên trong truyền tới, rơi trên người Tống Thư Hàng. Cái kia đạo lực lượng, mới là nguyên nhân chủ yếu. Không phải thiên đạo di thuế, là chính tông bất hủ chi cốt lực lượng. Chỉ là liền bạch tiền bối cũng nhìn không thấu, cái này bất hủ chi cốt lực lượng là làm sao hình chiếu đến Tống Thư Hàng trên người tới. Tại cái này chính tông bất hủ chi cốt lực lượng thôi hóa bên dưới. Ngụy bất hủ trạng thái Tống Thư Hàng cùng ngụy bất hủ xương cốt hình thành phong ấn, dung hợp lại cùng nhau. Mà lại tại Tống Thư Hàng thể nội, còn có một loại lực lượng chịu đến dẫn dắt là cái kia khỏa phì kình kim đan cái chán long phù chuyển sinh lạc ấn. Cái này long phù chuyển sinh lạc ấn cũng cùng bất hủ chi cốt có thiên ti vạn lũ liên hệ, đồng dạng có thể đưa về đến ngụy bất hủ cái này một cấp bậc đồ vật. Tóm lại, chúc mừng ngươi, Thư Hàng, ngươi thành công cùng có thể vây khốn cửu u chúa tể cấp phong ấn hòa làm một thể. Nếu như ngươi có thể thôi động cái này phong ấn một hai thành uy lực, ngươi liền có thể hoành hành thiên hạ, bạch tiền bối vui a nói. Tống Thư Hàng dừng một chút về sau, nói, ta cùng phong ấn hòa làm một thể, vậy ta hiện tại tính là gì trạng thái? Chính ta phong ấn chính ta tại chính ta thể nội, đúng, bạch tiền bối ngươi cũng tại. Dừng lại, bạch tiền bối đưa tay ngăn lại Tống Thư Hàng nửa câu nói sau, mặc dù là sự thật, nhưng lời này nói ra cấn người. Không hổ là cấn tay bá Tống Hào, bên trên tinh tinh tướng quân trong lòng cảm thán nói bá Tống huyền thánh cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám giảng, có đôi khi còn muốn thêm cái gì cũng dám làm, có thể không cấn tay sao? Tống Thư Hàng, trên người hắn mạch máu bên trong, huyết dịch còn tại liên tục không ngừng bị quất ra. Bạch tiền bối, trên người ngươi có nước sao? Lúc này, Tống Thư Hàng run rẩy hỏi. Bởi vì trong thân thể huyết dịch liên tục không ngừng bị quán vào đến phong ấn trụ bên trong. Mất máu quá nhiều Tống Thư Hàng cảm giác miệng đắng lưỡi khô lấy hắn thất phẩm tôn giả nhục thân tam đại thối thể công pháp trình lâm tự rũ thuật ủng hộ, thể nội mỗi một khắc đều đang điên cuồng tại tạo máu. Nhưng tạo máu tốc độ lại còn theo không kịp phong ấn trụ rút máu tốc độ. Loại này rút máu tốc độ, đổi một cái chính tông bát phẩm huyền thánh đi lên, đều muốn bị rút khô. Tống Thư Hàng vốn định tại phụ cận mở ra một cái hạch tâm thế giới cửa vào, lấy dùng hoạt tuyển suối nước. Lần này hạch tâm thế giới ngược lại là không túng, bởi vì Tống Thư Hàng cùng phong ấn trụ đã hợp làm một thể, phong ấn trụ không có hạn chế hạch tâm thế giới mở ra. Nhưng là, hạch tâm thế giới cửa ra vào,
cứ nhiên mở ở phòng ấn trụ bên ngoài, cùng Tống Thư Hàng liền cách một tầng thủy tinh cự ly. Có, Bạch Tiền Bối đáp. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, Bạch Tiền Bối, ta có chút mất máu quá nhiều, cần uống nước bổ sung một chút. Nhưng có độc, liền cửu phẩm kiếp tiên cũng rất khó kháng trụ kịch độc, muốn uống sao? Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng điên cuồng lắc đầu, hắn cũng không phải tam lãng tiền bối, cũng không có tại kể cận cái chết điên cuồng dò xét yêu thích. Yên tâm đi, bằng ngươi bây giờ thật thất phẩm tôn giả cảnh giới, coi như bị rút khô máu tươi, cũng sẽ không chết, tối đa biến thành thây khô trạng thái, chỉ muốn cho ngươi chút thời gian, rất nhanh liền có thể khôi phục. Bạch Tiền Bối an ủi. Lúc này, phòng ấn trụ bên ngoài Tinh Tinh tướng quân đột nhiên nhắc nhở, bá Tống Hào, ngươi đã cùng căn này phòng ấn trụ hợp hai làm một. Vậy ngươi thử một chút có thể hay không phía trên nó lại mở cửa, sau đó từ đó đi ra. Chỉ nếu có thể đi ra, muốn uống cái gì cũng không có vấn đề gì đi. Đúng a, Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu. Mất máu quá nhiều, dẫn đến hắn đại não có chút mơ hồ, cứ nhiên không nghĩ tới cái này đơn giản phương án. Mở ra ba phòng ấn chi trụ, Tống Thư Hàng đối phòng ấn chi trụ gửi đi mở cửa thỉnh cầu. Theo ý chí của hắn, thất thải phòng ấn chi trụ bắt đầu từ từ mở ra. Mở, thật sự mở. Không uổng công hắn vất vả quét một đêm dưỡng đao thuật, một đêm vất vả không phí công. Tống Thư Hàng cất bước, chậm rãi từ phòng ấn trụ bên trong bước ra. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối sâu kín thở dài nên tới cuối cùng vẫn là tới. Thời khắc này Bạch Tiền Bối tựa như là trời đông giá rét trong chăn nhân loại, hận không thể có thể cùng ổ chăn hòa làm một thể. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu. Đến rồi, Bạch Tiền Bối cất bước, hướng ra phía ngoài đạp đi. Lúc này, Tinh Tinh tướng quân nhắc nhở, ta chủ xin cẩn thận một số, trước đó phòng ấn trụ mở cửa, nhưng chuột hamster Hào muốn đi ra lúc, vẫn là bị phòng ấn chặt. Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu, bước ra một bước. Tại hắn bước ra trong nháy mắt, phòng ấn chi trụ trước, phảng phất có một tầng trong suốt bình chướng, đang ngăn trở Bạch Tiền Bối. Bất quá trong suốt bình chướng trở ngại lực rất nhỏ. Bạch Tiền Bối hơi dùng lực một chút liền từ phòng ấn chi trụ bên trong thoát thân mà ra. Thành công, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm tay. 5.000 năm, 1 vạn năm không có, Bạch Tiền Bối nói khẽ. Mặt trời nhỏ T233 Hào cùng Tinh Tinh tướng quân đồng nói, chúc mừng ta chủ thành công thoát khốn. Chuột hamster Hào dùng hư nhược thanh âm, chi. Bạch Tiền Bối nhìn qua trống rỗng phòng ấn chi trụ, hơi suy nghĩ một chút. Sau đó... hắn vẫy tay nơi xa có một tôn phụ trách nghiên cứu, không có chiến lực phân thân đi tới. Những thứ này phân thân là Bạch Tiền Bối dùng để nghiên cứu pháp thuật, phân tích béo cầu hang ổ công nghệ cao pháp khí sử dụng. Tôn này nhà nghiên cứu phân thân đi vào phong ấn chi trụ bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào đến phong ấn chi trụ bên trong. Rất tốt, cứ như vậy, cũng không cần lo lắng béo cầu sẽ có cảnh giác. Bạch Tiền Bối thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng sững sờ. Béo cầu đại lão có thể viễn trình câu thông căn này phong ấn trụ sao? Ta vừa bị phong ấn thời điểm, mơ hồ có thể cảm ứng được có người đang nhìn chăm chú phong ấn. Thế là ta tại phong ấn trụ bên trong lại mân mê rất có bao nhiêu thú pháp thuật, quấy nhiễu cái kia viễn trình giám sát. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng xoa cằm rơi vào trầm tư. Nếu như, béo cầu đại lão thật sự sẽ thỉnh thoảng chú ý căn này phong ấn trụ lời nói. Cái kia há không đại biểu cho hắn thường xuyên có thể nhìn đến phòng ấn trụ bên trong tình huống. Thế là, Tống Thư Hàng đưa tay vừa bấm. Một cái kim đan mã QR phù hiện ở trong tay hắn. Hắn đưa tay nhấn một cái này kim đan mã QR bị rơi ở phòng ấn trụ nội bộ. Mặc kệ có hữu dụng hay không, trước lưu cái mã QR. Nói không chừng béo cầu đại lão liền cắn câu đây. Thư Hàng ngươi cùng ta muốn cùng một chỗ đi. Bạch Tiền Bối thỏa mãn điểm đầu. Hắn kế hoạch hố béo cầu trong bố cục, cũng có như thế một vòng. Bất quá Bạch Tiền Bối, tiếp xuống vấn đề là, ta muốn làm sao cùng phong ấn chi trụ tách rời. Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình cùng phong ấn chi trụ kết nối chỗ, tâm tắc nói. Bạch Tiền Bối thu được tự do, sau đó hắn bị nhốt rồi, phạm vi hoạt động bị hạn định tại phong ấn trụ bốn phía. Hừm, có mấy cái có thể dùng phương án. Phương án thứ nhất, chỉ muốn đem ngươi cắt thành mảnh vỡ, tại phục sinh trận bên trong trọng sinh. Vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng điên cuồng hất đầu. Gần nhất hắn cầu sinh dục mạnh như vậy, chính là vì tránh cho một năm 365 ngày, hàng ngày là hắn ngày rỗ. Phương án thứ hai, dùng trái tim của ngươi thay thế thân thể của ngươi.
Bạch tiền bối đưa tay điểm tại Tống Thư Hàng lồng ngực. Đào trái tim sao? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Bạch tiền bối, đúng. Ta lựa chọn phương án 2. Tống Thư Hàng không chút do dự nói. Bạch tiền bối đưa tay mở ra xiêm y của hắn, lộ ra đen kịt kim loại màu sắc lồng ngực. Sau đó, bạch tiền bối chập chỉ thành kiếm, đâm vào Tống Thư Hàng ngực. Thấy bạch tiền bối chập chỉ thành kiếm đâm tới. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, chờ chút, bạch tiền bối, để ta trước có điểm tâm lý chuẩn. A, à, tiền bối ngón tay đâm vào hắn lồng ngực về sau, nhưng không có một chút đau đớn. Bộ ngực của hắn chỉ có thể cảm ứng được bạch tiền bối ngón tay cái kia hàn ý lạnh lẽo, nhưng không có một tia đau đớn cảm giác. Không đau, bạch tiền bối người đối ta dùng cục bộ gây tê thủ đoạn sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Mà lại, bộ ngực của hắn bị cắt mở chỗ cũng không có máu tươi chảy ra mặc dù bị phong ấn trụ rút đi rất nhiều huyết dịch, nhưng theo lý thuyết trái tim của hắn phụ cận vẫn sẽ có huyết dịch mới đúng chứ? Chẳng lẽ bạch tiền bối đồng thời vận dụng cục bộ gây tê cầm máu thủ đoạn? Chớ quấy rầy náo, ta ngay tại hủy đi, ngay tại giải phẫu, cần chuyên tâm tập trung lực chú ý. Bạch tiền bối nghiêm túc mở ra Tống Thư Hàng lồng ngực, lộ ra cái kia không giống bình thường lưu ly trái tim khi Tống Thư Hàng vận chuyển tam đại công pháp tôi luyện thân thể, đặc biệt là trong đó thánh viên long lực thần công tổng cương thiên lúc, trái tim của hắn liền sẽ phát sinh biến hóa. Lưu ly trái tim phi thường xinh đẹp, như là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Tống Thư Hàng mơ hồ nghe được hủy đi cái từ này lúc, lập tức ngậm miệng không dám nói lời nào, mãnh liệt cầu sinh dục để hắn giữ yên lặng chỉ là trần trụi ra lưu ly trái tim. Lại bắt đầu bất tranh khí ra tốc nhảy lên. Đừng nhảy loạn, thân là thất phẩm tôn giả, người cần hiểu được khống chế chính mình. Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói, bạch tiền bối, trái tim đang nhảy nhót mới có thể chứng minh ta sống a. Chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1, bạch tiền bối xuất thủ nhanh như thiểm điện. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng lưu ly trái tim liền bị hái xuống. Bởi vì đau một chút khổ đều không có Tống Thư Hàng thoáng có chút không thích ứng. Bị lấy xuống về sau, lưu ly trái tim còn không có từ bỏ, nó còn tại liều mạng nhảy lên, vùng vẫy dẫy chết. Trái tim hái giải phẫu hoàn thành. Tống Thư Hàng ngay lập tức lấy ra đặc thù sâu mệnh pháp khí nhẫn nại vương tọa, đặt mông ngồi lên. Bất quá bởi vì trên lưng cùng phong ấn chi trụ kết nối còn không có cắt ra nguyên nhân, hắn chỉ có thể thẳng tắp sống lưng ngồi, không cách nào dựa vào tại nhẫn nại vương tọa bên trên. Tì bên trên tinh tinh tướng quân, khôi phục như cũ hamster hào, ý thức trạng thái mặt trời nhỏ T233 hào, cùng nhau phát ra hít khí lạnh thanh âm. Tấm kia nhẫn nại vương tọa là như thế dữ tợn, chỉ là nhìn xem liền khiến người tê cả da đầu. Bá Tống Hào vậy mà mặt không đổi sắc ngồi lên. Là kẻ hung hãn. Điểm ấy cùng cửu u thế giới tuyệt phối cửu u thế giới liền cần dạng này ngoan nhân, đến chấn hưng cửu u. Hồ nhẫn nại vương tọa bên trên Tống Thư Hàng thở phào. Sau đó liều mạng thôi động thánh viên long lực thần công tổng cương thiên trình lâm tự lành pháp. 133 con nho giả thánh viên có trình tự từ phong ấn trụ bên trong leo ra, tụ tập đến Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Mà trên cổ của bọn nó các bọc một đầu đối ứng chân long hư ảnh từ khi tiếp xúc qua Tô Thị A thập lục bạch long tỷ tỷ khoản khăn quàng cổ về sau, những này có được nho ra tiềm chất thánh viên, lập tức học để mà dùng, cấp tốc khai phát ra cái này mới tạo hình. Từ chen chúc phong ấn trụ sau khi ra ngoài, 133 con thánh viên nhóm lập tức triển khai mình mới trận hình. Lần này, tại đại thánh viên an bài xuống, tất cả thánh viên tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu bày ra một cái cự đại chữ Hán Tâm. Cái chữ này lúc này liền phi thường có linh tính cùng hợp với tình hình. Thật sự là độc đáo tạo hình, tinh tinh tướng quân bùi ngùi mãi thôi. Đồng dạng là thánh viên long lực thần công, duy chỉ có bá Tống Huyền Thánh quả thực là đem thánh viên hư ảnh chơi ra hoa văn. Tống Thư Hàng ngẩng đầu. Một mặt tuyệt vọng nhìn xem to lớn tâm chữ. Trong lồng ngực, bị lấy xuống trái tim bắt đầu trùng sinh. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Tân sinh trái tim, càng trẻ tuổi, nhảy sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu nhìn về phía bạch tiền bối. Bạch tiền bối ngay tại hắn lưu ly trái tim bên trên không ngừng vẽ lấy phù văn. Có bạch tiền bối phù văn gia trì về sau, viên này lưu ly trái tim tản mát ra thần khí quang trạch tới. Cửu U Chúa Tể tự tay ký tên nhận chứng lưu ly trái tim, cái này nếu là bộc lộ đến cửu U thế giới bên ngoài, khẳng định sẽ khiến cửu U tà ma nhóm cướp đoạt, sau đó tại cửu U thế giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đại công cáo thành, thủ pháp của ta y hệt năm đó, không có lùi bước. Bạch tiền bối hài lòng nói.
viên này lưu ly trái tim bị hắn mân mê thành như thế tinh xảo, đều có chút không nỡ lãng phí. Ân, lần sau có rảnh thừa dịp Tống Thư Hàng lúc ngủ, lại lặng lẽ đi đào một trái tim đi. Bạch Tiền Bối nâng lên viên này cải tạo sau trái tim, đưa nó đặt ở phòng ấn trụ bên cạnh. Lưu ly trái tim nổi lên hiện từng đạo ánh sáng nhu hòa, tiếp sau lưng Tống Thư Hàng trên xúc tu. Di hoa tiếp mộc. Tống Thư Hàng phía sau xúc tu toàn bộ bị chuyển di, tiếp đến lưu ly trên trái tim. Lưu ly trái tim thay thế Tống Thư Hàng, cùng phòng ấn trụ bảo trì hợp nhất trạng thái. Tống Thư Hàng bản thể lập tức cảm giác một trận nhẹ nhõm, như là buông xuống vạn tấn nặng gánh. Thánh viên long lực thần công tổng cương thiên toàn lực vận chuyển, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục. Hôm nay, lại bình an còn sống, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hamster hào, kít mới một ngày mới bắt đầu, người đang nói cái gì chuyện hoang đường. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, vọng thiên. Trên đỉnh đầu, thánh viên hư ảnh lập tức biến trận. Một bộ phận tiểu thánh viên xuất trận, tạo thành một cái lưỡi đao chữ, đâm vào tâm chữ cấp trên, tạo thành nhẫn chữ. Nhẫn chữ, chính là trong lòng chi nhận, ẩn giấu đi đâm tâm chi ý. Sớm muộn có một ngày muốn đem các ngươi bọn này bì bì hầu tử hóa thành thực thể, sau đó để các ngươi không biết ngày đêm vì ta làm việc. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Giải quyết, lúc này, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nói. Lúc này, lưu ly trái tim dung nhập đến phòng ấn trụ bên trong, lơ lửng tại phòng ấn trụ đỉnh. Từ lưu ly trái tim bên trong có vô số tia sáng dịu dịu thay thế mạch máu công năng, dung nhập vào phòng ấn trụ trụ bích bên trong. Tại những này tia sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được có huyết dịch đang lưu động, kia cũng là Tống Thư Hàng máu tươi. Thất thải phòng ấn trụ như là tăng thêm hoa văn, biến càng xinh đẹp hơn bắt đầu. Bởi như vậy, căn này phòng ấn trụ biến càng giống là pháp khí. Tinh tinh tướng quân nói. Tống Thư Hàng dùng niệm lực nâng lên nhẫn nại vương tọa, đem mình đưa đến phòng ấn trụ trước mặt. Hắn đưa tay đặt tại phòng ấn trụ bên trên. Sau một khắc, phòng ấn trụ bắt đầu lóe sáng. Lẫn nhau ở giữa truyền đến một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Bé ngoan, Tống Thư Hàng ôn nhu cười một tiếng, đưa tay một phát dưỡng đao thuật rơi xuống. Hamster tà ma, tà đạo. Tống Thư Hàng quay người, đột nhiên chỉ một ngón tay. Sau một khắc, phòng ấn trụ siêu một chút, tan biến tại nguyên địa. Hamster tà ma trong lòng phun lên dự cảm không ổn. Nó ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy phòng ấn trụ nhảy lên thật cao, hướng về nó chân áp xuống. Ngươi có thể khống chế cái này phòng ấn trụ, Hamster hào hét lớn. Phòng ấn trụ tại khoảng cách Hamster hào nửa mét vị trí, dừng lại. Cho nên ta nói nó là bé ngoan, Tống Thư Hàng trả lời. Huyết mạch tương liên thêm dưỡng đao thuật hiệu quả, hắn có thể điều động phòng ấn trụ. Bất quá, mỗi lần di động đều cần tiêu hao phòng ấn trụ một chút độ thiện cảm, sẽ giảm xuống nó thần quang bảy màu chất lượng. Cho nên điều động hoàn tất về sau, được vì nó bổ ma. Phòng ấn trụ hồi quy nguyên vị về sau, Tống Thư Hàng đưa tay đi lên chính là 22 phát dưỡng đao thuật. Sau đó khoảng thời gian này, hắn được mỗi đêm đến một chuyến Bạch Tiền Bối hang ổ. Thứ nhất có thể học tập tiêu chuẩn viễn cổ ngôn ngữ phát âm, thứ hai mỗi ngày đều được cho phòng ấn trụ bồi bổ dưỡng đao thuật. Chỉ cần tại phòng ấn trụ bên trên soát dưỡng đao thuật đủ nhiều, nói không chừng có thể trực tiếp đưa nó từ tà liên thế giới triệu hoán đến hạch tâm thế giới. Sau đó lại lấy hạch tâm thế giới làm ván nhảy, đưa nó kéo đến hiện thế bên trong đi. Mà chỉ cần có thể đem phong ấn trụ kéo đến hiện thế, vậy nhưng thao tác thủ pháp liền nhiều đi. Đây chính là có thể đem cửu u chúa tể phong ấn một vạn năm lâu phong ấn, Bạch Tiền Bối trước đó cần dùng 5.000 năm thời gian mới có thể phá vỡ cái này phong ấn. Loại này cấp bậc cường lực phong ấn, cháu ai ai xong đời. Bạch Tiền Bối, ta về trước hiện thế. Đêm nay ta đi cùng Biệt Tuyết Thiên Cơ thương thảo nghiên cứu tâm ma kiếp phương pháp luyện chế, chúng ta ban đêm thấy. Tống Thư Hàng từ nhẫn nại vương tọa bên trên đứng dậy, đem vương tọa thu hồi. Cùng một chỗ đi, ta hình chiếu phân thân vừa vặn cũng có thể tiến về hiện thế. Bạch Tiền Bối nói. Từ trong phong ấn sau giải phóng, Bạch Tiền Bối hình chiếu phân thân lại có thể thông qua Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới tiến vào hiện thế, mà cái này, cũng chính là Tống Thư Hàng vất vả soát suốt cả đêm phong ấn trụ động lực. Có thể tự do hành động Bạch Tiền Bối, mới là Tống Thư Hàng cứu mạng đại sư huynh, có thể để cho hắn an toàn có bảo hộ. Giang Nam Đại học thành, ký túc xá. Khi Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối từ hạch tâm thế giới bên trong trở lại hiện thế lúc, phát hiện thời gian đã trải qua tiếp cận giữa trưa tan học thời gian.
trong túc xá bạn cùng phòng đã sớm đi học. Không đầu thông nương cũng không thấy tung tích. Đã là cái này thời gian điểm A, Tống Thư Hàng thần thức khuếch tán ra đến, lặng yên bao phủ đại học thành giáo khu. Trong phòng học, Thụ Yêu Khinh Vũ đã trải qua thay thế Tống Thư Hàng lên lớp. Cảm ứng được Tống Thư Hàng thần thức về sau, Khinh Vũ ngẩng đầu, mỉm cười, sau đó tiếp tục cúi đầu, nghiêm túc học tập, ghi bút ký. Ba cái ký túc xá bạn cùng phòng trạng thái tinh thần sung mãn. Bởi vì tinh thần cực kỳ tốt nguyên nhân, bọn hắn lên lớp căn bản sẽ không sinh ra cơn buồn ngủ loại vật này. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, ý thức lại chuyển rời đến trên bãi tập. Ở nơi đó, không đầu thông nương ngay tại đi dạo. Một đêm trôi qua về sau, nàng ngọn hành đã trải qua khôi phục một chút. Cách đó không xa, một vị trang phục thành công nhân vệ sinh bắt yêu nhân đã sớm chú ý tới thông nương, bất quá hắn không có động tác, mà là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thông nương, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Cái này hành yêu chính là bá Tống Huyền Thánh nhà nhân viên, không động được. Mà lại, cái này gốc thông nương bên người một mực có chuôi thần đao tại hộ chủ, cái này thần đao phi thường khủng bố, xa xa nhìn một chút đều sẽ cảm giác tâm thần bị chấn nhiếp. Không hổ là thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, loại này đẳng cấp thần đao vậy mà phái ra thủ hộ nho nhỏ hành yêu. Đi dạo bên trong thông nương, cũng không có cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức. Nàng đi dạo đến quầy bán quả vặt bên trong, tại kệ hàng bên trên lấy đi muốn đồ ăn vặt, lại đem tiền lẻ phóng tới sau quầy. Mua đồ phải trả tiền, đây là cơ bản thường thức. Tống Thư Hàng thỏa mãn thu hồi thần thức. Bạch tiền bối, giữa trưa. Tống Thư Hàng lúc quay người lại, lại phát hiện bạch tiền bối hình chiếu phân thân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, chỉ cần bạch tiền bối phân thân có thể tại hiện thế hành tẩu liền tốt. Tống Thư Hàng nói. Hắn ngồi vào mình trên giường, nhìn qua máy tính, suy tư. Sau đó, muốn đem Cao Mỗ Mỗ ba người gia nhập bầy, được phối hợp một chút huyễn thuật thủ đoạn mới được. Liên quan tới huyễn thuật, hắn chỉ học tập cơ sở nhất mấy loại. Bất quá hắn thất thải thận cùng thể nội một tôn từ thận Long Châu dựng dục ra tới Nguyên Anh, đều có được thao túng huyễn tượng năng lực. Vậy liền thiết kế một cái kịch bản, để Cao Mỗ Mỗ ba nhóm tăng thêm Bạch Nhận Kiếm Khách, Hồng Mai Chân Quân, Đông Phương Nguyệt Dạ ba cái tài khoản đi. Tống Thư Hàng đưa tay, lấy ra trên mặt bàn vở. Vở một tờ trống không bên trên ghi chép Hoàng Sơn tiền bối ba quẻ nội dung. Thần điều cây cối. Ban ngày đêm tối. Quay đầu ánh đèn người. Mà tại bản này từ bên trong kẹp lấy một chương giấy trắng. Thần điều cây cối, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đây nguyện làm cây liền cành. Ban ngày đêm tối, cái này cùng loại nhiều lắm, khó xác định. Bất quá tương đối phù hợp từ hẳn là sớm sớm chiều chiều. Quay đầu ánh đèn người, cái này quá đơn giản, tân khí thật thanh ngọc án, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã giờ chỗ. Cho ta điểm tán. Là Cao Mỗ Mỗ bút tích. Cao Mỗ Mỗ tại viết đáp án thời điểm, rất cẩn thận kẹp một chương giấy trắng, không có tại Tống Thư Hàng giấy nguyên liệu bên trên viết. Tống Thư Hàng nhìn qua Cao Mỗ Mỗ cho đáp án, một nháy mắt đổi mấy loại bộ mặt biểu lộ. Thần điều cây cối, không sai, chim liền cánh có thể tính là thần điều, cây liền cành là cây cối không có mau bệnh. Ban ngày đêm tối, sớm sớm chiều chiều. Sau đó cuối cùng một câu kia, bỗng nhiên thu tay quay đầu, đèn đuốc người tương đương nửa câu sau. Hợp tình hợp lý. Tống Thư Hàng biểu lộ biến phong phú hơn bắt đầu. Chính là bởi vì Cao Mỗ Mỗ cho ra đáp án quá hợp tình hợp lý, cho nên trong lòng của hắn có chút hoảng. Hoàng Sơn tiền bối lúc ấy tính ra quẻ tượng, không phải là cái này ba quẻ a. Nếu không, tìm một cơ hội lặng lẽ nghiệm chứng một chút. Tỉ như tìm xảo diệu cơ hội, tại Hoàng Sơn tiền bối trước mặt nhắc tới cái này ba câu thơ cùng từ đến. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên rất nhiều cái suy nghĩ. Chờ chút, đừng hoảng hốt, lúc ấy Hoàng Sơn tiền bối tính toán là ta cùng Cửu Châu nhất hào quần duyên. Nếu như án lấy cái này mạch suy nghĩ, Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm một câu cuối cùng. Bỗng nhiên thu tay, hắn tựa hồ thật có cái này kinh lịch. Nếu như theo cái này mạch suy nghĩ tới, có lẽ cái này ba cái đáp án, phân biệt đại biểu cho hắn khác biệt kinh lịch. Đặc biệt là câu đầu tiên, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đây nguyện làm cây liền cành. Có thể hay không đại biểu cho tương lai cùng hắn trở thành chim liền cánh cùng cây liền cành đạo lữ, ngay tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Nghĩ như vậy là được rồi. Người não bổ năng lực luôn luôn cường đại như thế. Vô luận là chuyện gì, tại não bổ thời điểm,
luôn luôn có thể đưa nó hướng tốt hoặc là nói là đối với mình có lợi phương hướng đi não bổ. Tống Thư Hàng đem vở khép lại. Tóm lại, có cơ hội trước tìm Hoàng Sơn tiền bối nghiệm chứng một chút, nhìn xem Hoàng Sơn tiền bối đáp lại. Đầu tiên, liền từ chim liền cánh vào tay. Bất quá chim liền cánh loại vật này, muốn đi đâu bắt. Một bên khác, thiên đạo phòng tối trong khe hẹp. Thiên đạo di thuế cầu lần nữa thả ra trong tay giày. Đây là lần thứ hai, nó tại khóa chặt Tống Thư Hàng thời điểm, nhận lực lượng cường đại quấy nhiễu. Đồng thời còn bị đối phương đánh trả, dẫn đến nó trong thời gian ngắn không cách nào lại khóa chặt Tống Thư Hàng vị trí. Bất quá, không quan hệ. Mấy lần trước khóa chặt, nó vẫn là đạt được một sợi tin tức hữu dụng. Tỷ như, tại thiên đạo phòng tối bên trong, tựa hồ liền có một vật cùng cái này giày chủ nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nó hiện tại muốn làm, chính là tiến vào thiên đạo phòng tối bên trong, đem cái kia sinh vật cho tìm kiếm ra. Lúc này, thiên đạo phòng tối bên trong, một con mọc ra mắt móng vuốt, một tôn cơ bắp sung mãn đầu chọc kiếp tiên, một nam một nữ hai vị huyền thánh, còn có một cái thân thể giống như là sương mù tà ma, năm người tụ cùng một chỗ, câu có câu không tán gẫu. Càn khôn pháp khí tại cái này thiên đạo ngục không gian bên trong còn có thể mở ra, nói cách khác thế giới này đối nội bộ cũng không có hạn chế, chỉ là đem chúng ta vây ở nội bộ không cách nào ra ngoài, tựa như là quốc gia mạng cục bộ đồng dạng. Cơ bắp đầu chọc kiếp tiên lên tiếng nói, hắn từ mình càn khôn pháp khí bên trong lấy ra cái bàn, cái ghế, còn có một nhóm tiên quả. Vị kia nam tính huyền thánh đồng dạng lấy ra tiên trà cùng ấm trà. Nữ tính huyền thánh thì thi pháp ngưng tụ ra cam lộ, dùng để pha trà. Cái bàn dọn xong, chúng nhân ngồi xuống, bắt đầu pha trà giao lưu tình báo. Sương mù trạng tà ma gật đầu nói, thiên đạo ngục nội bộ không hạn chế không gian pháp khí, nhưng phần lớn thiên đạo ngục đều hạn chế không gian khiêu dược. Cho dù có một phần nhỏ ngoại lệ, nhưng ở trong đó sử dụng không gian năng lực cũng rất nguy hiểm. Đại bộ phận thiên đạo ngục không gian tựa như là ma phương, mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa. Nếu như không gian khiêu dược lúc vừa vặn gặp gỡ ma phương chuyển động, chính là tai nạn. Liền thật không có cách đi ra ngoài sao? Nam tính huyền thánh hỏi. Nữ tính huyền thánh suy tư nói, đàn chủ bản thể còn ở bên ngoài, nói không chừng có thể cho chúng ta một chút viện trợ. Thật đáng tiếc, Phượng Nghi tiên tử bản thể, nói không chừng đã trải qua quên mình có được móng vuốt chuyện. Tại thiên đạo ngục trong không gian sinh vật, đều sẽ bị ngoại giới quên lãng. Sương mù trạng tà ma thở dài. Đám người một trận trầm mặc. Nói cách khác, nghĩ từ ngoại giới đạt được hiệp trợ là không thể nào sự tình. Mà lại, bản thể của ta, xảy ra chuyện. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đạo nó cảm ứng được mình bản thể chết mất, phục sinh trận pháp bắt đầu kích hoạt. Như vậy vấn đề tới nàng bản thể phục sinh thời điểm, có thể hay không tái sinh một cái móng vuốt ra. Nói tới nói lui, muốn đi ra ngoài, chỉ có chờ thiên đạo thanh lý phòng tối, hoặc là khác chờ cơ duyên. Đầu chọc kiếp tiên nói. Cái kia bá tống huyền thánh là thế nào làm được? Nữ tính huyền thánh hỏi. Cũng vô pháp lý giải. Sương mù trạng tà ma nói. Bá tống huyền thánh phi thường quỷ dị, có thể xác định hắn tuyệt đối không phải huyền thánh đơn giản như vậy. Phổ thông huyền thánh, sớm đã bị mấy người bọn hắn cầm xuống. Cái kia, bá tống huyền thánh sẽ còn trở về sao? Nữ tính huyền thánh ý tưởng đột phát. Hẳn là sẽ không, coi như hắn có được xâm nhập thiên đạo ngục không gian năng lực, nhưng thiên đạo ngục không gian lại không chỉ một, hắn lần sau tiến vào không nhất định sẽ là cái này thiên đạo ngục thế giới. Sương mù trạng tà ma chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên sương mù trạng tà ma từ trên ghế bắn lên. Đạo hữu, xảy ra chuyện gì rồi? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghi ngờ nói. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều đại biểu cho tình thế hỗn loạn. Đối khốn rơi vào thiên đạo ngục bên trong các nàng đến nói, đều là chuyện tốt. Có người tại khóa chặt vị trí của ta. Không có khả năng a, trừ phi là thiên đạo, nếu không sao có thể từ ngoại giới khóa chặt thiên đạo ngục bên trong tình trạng. Sương mù tà ma trầm giọng nói. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt quyết định thật nhanh. Đối phương có thể khóa chặt thiên đạo ngục nội bộ, cái kia nói không chừng cũng có biện pháp xông tới. Như đối phương có thể đi vào, đó chính là các nàng rời đi thời cơ. Tới, sương mù trạng tà ma nói. Hoa! Thiên đạo ngục không gian vỡ ra, có một cái tường kép không gian xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ tường kép bên trong. Có kịch độc hoàng tuyền chi thủy chảy ra. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt có chút thất lạc. Không phải ngoại giới, là thiên đạo ngục không gian khoảng cách tường kép. Bất quá.
tường kép cũng so thiên đạo ngục không gian tốt. Thông qua tường kép nói không chừng có cơ hội rời đi. Đương đương đương. Một trận kim loại tiếp xúc mặt đất thanh âm vang lên. Sau đó, một cái thể lỏng quả cầu kim loại trạng đồ vật, từ thiên đạo ngục tường kép bên trong nhảy ra. Sương mù tà ma sững sờ. Chúa tể. Nhưng rất nhanh, nó lại điên cuồng lắc đầu. Không đúng, đây không phải chúa tể. Mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng khí tức cũng tốt, năng lượng tính chất cũng được, hoàn toàn khác biệt. Như vậy, là thiên đạo. Không có khả năng, thiên đạo cũng sẽ không tùy tiện hiện thân tại mặt người trước. Mà lại, nếu như nói đây là thiên đạo, không khỏi có chút quá yếu. Nó trong tay, là giày. Nữ tính huyền thánh lên tiếng nói. Chỉ thấy tại cái này thể lỏng quả cầu kim loại biến thành cánh tay bên trong, dẫn theo một con lóe sáng giày thể thao. Cái này giày thể thao nhìn qua giống như là bị pháp thuật lần lượt từng cường hóa, lóng lánh thần khí quang huy. Vị này đại lão được nhiều nhàm chán, mới có thể không sợ người khác làm phiền đi cường hóa một con phổ thông giày thể thao. Là bá tống giày, ta từ giày này bên trên cảm ứng được bá tống hương vị. Sương mù tà ma đột nhiên lên tiếng nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Cước, cước khí sao? Nàng là móng vuốt, hẳn là không bệnh phù chân a. Chẳng lẽ bá tống huyền thánh, bị nó xử lý rồi? Đầu chọc kiếp tiên cảnh giác nói. Kẻ đến không thiện. Thiên đạo di thuế cầu chính thức bước vào đến thiên đạo phòng tối bên trong, nó nhìn hướng con kia sương mù tà ma không sai, cùng giày chủ nhân đồng dạng khí tức. Khóa chặt mục tiêu về sau, thiên đạo di thuế nón đoạn xuất thủ. Thân thể của nó hóa thành sóng biển, hướng phía sương mù trạng tà ma đè xuống. Bên trên Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, đầu chọc kiếp tiên, còn có cái kia nam nữ kiếp tiên, toàn bộ thành nó công kích đối tượng. Uống, đầu chọc kiếp tiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên huy quyền. Nắm đấm của hắn lóe ra kim sắc quyền mang, một sát na liền vung ra hơn vạn quyền. Hơn vạn quyền mang đón lấy thiên đạo di thuế cầu thân thể biến thành thủy triều. Cẩn thận, không cần chính diện tiếp xúc loại chất lỏng này kim loại. Bên trên sương mù tà ma lớn nhắc nhở nó có thể xác định đối diện thứ này cùng thiên đạo có quan hệ. Cho nên cẩn thận mới là tốt. Xì 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 xì. Hơn vạn kim sắc quyền mang trực tiếp đem thiên đạo di thuế cầu thân thể biến thành thủy triều xé nát, bốc hơi. Thể lỏng kim loại thủy triều bị oanh đến đám người đỉnh đầu, lại như mưa rơi xuống. Đầu chọc kiếp tiên mày nhăn lại, quá yếu. Yếu như vậy, có trá. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái, to lớn phòng ngự trận đem tất cả mọi người vây quanh, chống cự những cái kia hạt mưa. Mưa kim loại điểm ào ào rơi xuống, nháy mắt đem tất cả mọi người vây quanh. Dừng lại, đầu chọc kiếp tiên nhìn chằm chằm trong hư không chất lỏng kim loại. Nguyên bản như mưa rơi hạ xuống chất lỏng kim loại, dừng lại vào hư không bên trong, tạo thành một cái lồng giam, đem tất cả mọi người phong tỏa. Ngay sau đó, tất cả mọi người phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Thế giới phảng phất bị dừng lại. Ngay cả ý thức cũng bắt đầu ngưng kết. Thời gian dừng lại. Phượng Nghi cầm chủ thực lực mạnh nhất, ý thức của nàng ngưng kết chậm nhất. Tại nàng ý thức chậm rãi ngưng kết quá trình bên trong. Nàng nhìn thấy chung quanh thể lỏng kim loại ngưng tụ làm một cái đại thủ, cắm ở sương mù tà ma bên hông, móc đi một đoàn màu đen vật thể. Đây mới là mục tiêu của nó. Sau đó, đại thủ nắm lấy màu đen vật thể, bắt đầu thi pháp. Lấy cái này màu đen vật thể làm tế phẩm, có một cái không gian chi môn mở ra. Phượng Nghi cầm chủ ý thức triệt để ngưng kết trước, thấy được không gian chi môn đối diện cảnh sắc. Một cái quen thuộc màu lam sinh mệnh tinh cầu. Kia là hiện thế, địa cầu hình tượng. Thiên đạo di thuế cầu cũng không có đối Phượng Nghi cầm chủ bọn người đuổi tận giết tuyệt. Hắn cái kia đơn giản phương thức tư duy, bây giờ chính gắt gao tập trung vào Tống Thư Hàng. Đối trước mắt hắn tới nói, Tống Thư Hàng chính là cái kia thế gian độc nhất vô nhị bánh trái thơm ngon. Trừ phi đem Tống Thư Hàng cái này chân chính thơm ngọt ra hỏa giết chết, nếu không cái khác thế gian vạn vật đều không thể hấp dẫn nó chú ý. Dù là Phượng Nghi cầm chủ bọn người chính rơi vào thời gian ngừng lại trạng thái, hắn duỗi ngón tay liền có thể đâm chết mấy cái, hắn cũng không quan tâm. Thông hướng hiện thế, địa cầu cánh cửa không gian mở ra về sau, thiên đạo di thuế cầu không chút do dự nhảy vào hiện thế. Tại hắn mô phỏng hóa đi ra đại thủ bên trong còn gắt gao nắm lấy từ sương mù hình dáng tà ma trên người móc ra vật chất màu đen cùng cái kia giày thể thao. Thiên đạo di thuế cầu thả người nhảy lên rời đi, cánh cửa không gian biến mất. Phượng Nghi cầm chủ phượng trảo, đầu chọc kiếp tiên cả đám ý thức bắt đầu khôi phục.
ta còn sống. Đầu chọc kiếp tiên sờ lên thân thể của mình không chỉ có còn sống, mà lại toàn thân cao thấp một điểm thương đều không có. Làm sao có thể, vừa rồi cái kia thể lỏng quả cầu kim loại thế nhưng là sử dụng thời gian hệ pháp thuật, đem bọn hắn tất cả mọi người định trụ tại nguyên chỗ. Thời đình trạng thái bọn hắn chính là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Nhưng này thể lỏng quả cầu kim loại vậy mà lại buông tha bọn hắn. Không gian thông đạo, Phượng Nghi cầm chủ phượng chảo chằm chằm vào thể lỏng quả cầu kim loại biến mất địa phương. Không có, không gian thông đạo biến mất, nàng không có thể bắt ở rời đi cơ hội. À lúc này, sương mù tà ma ý thức cũng rốt cục khôi phục. Tại thân thể khôi phục sát na, hắn hét thảm một tiếng. Hai tay của hắn chăm chú che bản thân eo vị trí. Ở nơi đó, có cái không lớn lỗ trống, không cách nào bổ khuyết. Cho dù là hắn cái kia bắt trước sương mù bất hủ thân thể, cũng vô pháp chữa trị cái này lỗ trống. Hắn đánh mất trọng yếu đồ vật. Người có khỏe không? Đầu chọc kiếp tiên hỏi. Thụ thương chỉ có sương mù tà ma. Cần chỉ rũ thuật sao? Nữ tính huyền thánh hỏi. Sương mù tà ma thống khổ phất phất tay, thể chất của nó phi thường đặc thù, phổ thông tu sĩ chỉ rũ thuật đối với nó không có hiệu quả. Đã mất đi cái kia vật chất màu đen về sau, thân thể của nó bắt đầu co vào. Vừa mới cái kia cầu, từ thân thể ngươi bên trong móc đi thứ gì? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hỏi. Sương mù tà ma thân thể rút lại hơn phân nửa, hắn thống khổ nói, đó là thân thể ta bên trong bộ phận trọng yếu nhất, là ta hạch tâm. Nếu như không có nó, ta thậm chí không cách nào tại hiện thế trường kỳ sinh tồn. Vì cái gì cái kia cầu sẽ mang đi ngươi hạch tâm? Đầu chọc kiếp tiên nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, sương mù tà ma lắc đầu, lại hỏi, cái kia cầu, cuối cùng đi nơi nào? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, hiện thế. Có lẽ, hắn là muốn mượn ta hạch tâm, tiến về hiện thế. Sương mù tà ma cắn răng nói. Hạch tâm của nó, phi thường đặc thù, gánh chịu lấy trí nhớ của nó. Mà lại, hạch tâm còn có được cùng loại ngụy bất hủ chi cốt đặc thù. Có thể làm cho một số đặc thù tồn tại, đến hiện thế ngắn ngủi hoạt động. Bất quá, muốn sử dụng nó hạch tâm cũng không có dễ dàng như vậy. Đối phương coi như lấy đi hạch tâm, nghiên cứu cũng sử dụng hạch tâm công năng khẳng định còn cần một chút thời gian. Hy vọng ở cái này trong lúc đó bên trong, chúa tể có thể cảm ứng được hạch tâm, cũng đưa nó thu hồi. Cứ như vậy, chúa tể liền có thể từ đó đạt được tin tức hữu dụng. Một bên khác, Giang Nam Đại học. Sau khi ăn cơm trưa xong, Khinh Vũ mượn đi nhà xí thời gian, cùng Tống Thư Hàng bản thể hoàn thành giao tiếp. Khổ cực, Khinh Vũ, Tống Thư Hàng nói cảm tạ. Không khách khí bá Tống Thánh Quân, ta cũng vui vẻ ở trong đó. Khinh Vũ cười nói, bất quá lần sau, bá Tống Thánh Quân chuẩn bị biến mất thời điểm, tốt nhất có thể thông báo một chút ta, ta bên này chuẩn bị cẩn thận tùy thời tiếp nhận. Giao thế sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng cùng ba vị cùng phòng trở về ký túc xá. Lúc này trong túc xá, linh khí so thường ngày muốn nồng đậm, Tống Thư Hàng đã âm thầm kích hoạt lên Thận Long Mê Huyễn lực lượng. Sau đó, cũng đang chờ mình hảo hữu vào cuộc. Ba vị bạn cùng phòng giống như ngày thường, hoặc mở ra máy tính, hoặc lật xem sách vở tạp chí. Cao Mỗ Mỗ mở ra máy tính về sau, theo thói quen đem bản thân nói chuyện phiếm tài khoản đặt chân lên đi. Sau đó, hắn bắt đầu mở ra văn kiện, xoay cổ tay, chuẩn bị viết bản thảo. Đối diện giường ngủ bên trên, Tống Thư Hàng đồng dạng mở ra bản thân máy tính, đem Bạch Nhận Kiếm khách tài khoản đặt chân lên đi. Vạn sự sẵn sàng. Cao Mỗ Mỗ lật ra văn kiện, viết một hồi bản thảo về sau, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn điểm mở phần mềm chat thiết trí, nhìn lấy chính mình hảo hữu nghiệm chứng mô bản. Bên tai, phảng phất có một thanh âm tại ôn nhu hướng hắn thổ lộ hết. Cái thanh âm kia nghe tựa như là bạn gái nhà y thanh âm. Ma xui quỷ khiến bên trong, Cao Mỗ Mỗ đưa tay đem hảo hữu nghiệm chứng công năng đóng lại. Quan bế nghiệm chứng về sau, hắn lại bắt đầu lại từ đầu vùi đầu đuổi bản thảo. Sau 10 phút, đương Cao Mỗ Mỗ kết thúc một cái đoạn ngắn rơi nội dung cốt truyện lúc, phần mềm chat có người thêm hắn hảo hữu. Hệ thống nhắc nhở Bạch Nhận Kiếm khách thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu kèm theo tin tức, hữu duyên. Đầu năm nay còn có người lấy như thế thổ biệt danh. Cao Mỗ Mỗ nhếch miệng lên. Hắn đưa tay huy động con chuột, điểm hướng cự tuyệt. Nhưng ngay tại con chuột kim đồng hồ đặt ở cự tuyệt tuyển hạng bên trên, chuẩn bị điểm xuống đi thời điểm, trong đầu hắn có một đoạn phủ bụi ký ức, nhận lấy kích thích. Ký ức rất mơ hồ, mà lại rất mảnh vỡ hóa. Hiện ký ức chỉ là mấy cái hình ảnh.
hắn bị một đầu to lớn thần ưng nắm lấy, bay về phía không trung. Phía dưới là cổ lão tường thành, nha y cùng một đám khuôn mặt mơ hồ người đứng ở dưới tường thành phương, hình ảnh bên trong nha y chính lên tiếng khóc giống. Kế tiếp hình ảnh, Tống Thư Hàng từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, trong tay hắn nắm lấy một thanh đen kịt trường đao. Hình ảnh bên trong Tống Thư Hàng một mặt dữ tợn, lực vạn vật hấp dẫn định luật bị hắn đạp ở dưới chân. Hắn dọc theo cái kia thẳng tắp phách tường, lao nhanh mà lên. Chí ít có 10 tầng lâu cao như vậy tường thành, Tống Thư Hàng lại cứ như vậy chạy hết tốc lực đi lên, không có ngừng lại. Lại nói tiếp, Tống Thư Hàng trường đao trong tay bốc cháy lên chói mắt hỏa diễm, hung hăng chém về phía cái kia cự ưng. Cao Mỗ Mỗ buông ra con chuột, vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này trong đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng. Đoạn này ký ức là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói, đoạn này ký ức là chân thực, vậy cũng quá khoa trương. Nếu như nói, đoạn này ký ức là hư giả, nhưng này loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta gần nhất viết bản thảo, viết qua đầu nhập, dẫn đến chính ta không phân rõ hiện thực cùng hư ảo khác biệt? Ta đây là muốn cướp cò nhập ma tiết tấu a. Bất quá, ta bạn cùng phòng là võ lâm cao thủ loại này thiết lập, tựa hồ lại rất mang cảm giác. Không tệ không tệ, ghi chép lại, bên dưới quyển sách liền viết cái này. Trong đầu nghĩ như vậy lúc, thấy lại hướng cái kia bạch nhận kiếm khách ai đi, đột nhiên cảm giác cái này biệt danh cứ nhiên có chút xoái khí. Thế là, Cao Mỗ Mỗ cải biến chủ ý. Hắn huy động con chuột, điểm đồng ý tuyển hạng. Hắn vừa điểm đồng ý tuyển hạng, sau một khắc lại có một cái hệ thống nhắc nhở bắn ra. Bạch nhận kiếm khách mời ngươi gia nhập quần giang hồ họa quyển, có đồng ý hay không? Cao Mỗ Mỗ hơi suy nghĩ một chút về sau, tiếp tục điểm đồng ý. Hảo hữu đều tăng thêm, lại thêm cái quần cũng có thể tiếp nhận. Dù sao quần về sau có thể lui, hảo hữu cũng có thể xóa bỏ nha. Nghĩ tới đây, Cao Mỗ Mỗ bình tĩnh đem phần mềm chat đóng lại, tiếp tục vùi đầu viết bản thảo. Đối diện Tống Thư Hàng nhếch miệng lên rất tốt xong một cái. Đón lấy, hắn lại đăng lục Đông Phương Nguyệt Dạ cùng Hồng Mai Chân Quân tài khoản. Cao Mỗ Mỗ thành công, đại biểu cho hắn huyễn thuật có hiệu quả. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất âm thầm hướng dẫn tính chất huyễn pháp, nhưng có Thận Long Nguyên Anh tăng thêm, huyễn thuật hiệu quả so Tống Thư Hàng dự đoán còn tốt hơn. Chờ tăng thêm ba cái bạn cùng phòng nhập quần về sau, Hoàng Sơn tiền bối gửi khôi lỗi cũng liền không sai biệt lắm muốn gửi đến. Đến lúc đó, hắn đem những khôi lỗi này từng cái kích hoạt, an trí tại dược sư tiền bối trong tiểu lâu, sau đó không chế từ xa lấy những khôi lỗi này, yên lặng đem hảo hữu dẫn hướng con đường tu luyện. Lúc cần thiết, còn có thể phái công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, thông nương chờ đóng vai quần bên trong nhân vật. Tựa như ngay lúc đó Vũ Nhu Tử, A Thập Lục, dược sư tiền bối vì hắn mở ra con đường tu hành đồng dạng. Trước mắt hắn năng lực có hạn, có thể vì bạn cùng phòng làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Chờ tương lai, năng lực của hắn càng mạnh về sau. Có lẽ có thể làm càng tốt hơn một chút. Thế là Tống Thư Hàng lại cho nên kế làm lại. Lợi dụng huyễn thuật âm thầm hướng dẫn, dùng Đông Phương Nguyệt Dạ tài khoản tăng thêm Thổ Ba, dùng Hồng Mai Chân Quân tài khoản tăng thêm Dương Đức, lại đem bọn hắn gia nhập vào quần Giang Nam phái cùng cần phấn giả hai cái quần bên trong. Đại công cáo thành về sau, Tống Thư Hàng vui mừng nhẹ gật đầu. Thư Hàng, lúc này, Thổ Ba đột nhiên ngẩng đầu lên. Hỏi, ngươi nói trên thế giới này có võ lâm cao thủ sao? Ta muốn, hẳn là có a, cá nhân ta cảm giác thế giới này, khẳng định có chân chính võ công. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu nói. Huyễn thuật âm thầm hướng dẫn công hiệu mạnh như vậy, nhanh như vậy Thổ Ba liền bắt đầu cân nhắc võ lâm cao thủ cái đề tài này rồi. Đây chính là ngươi giáo kỷ song tuyết ba ba thời đại đang triệu hoán nguyên nhân sao? Dương Đức đột nhiên ngẩng đầu, đẩy kính mắt, mỉm cười. Tống Thư Hàng, ta về sau nghe Chư Cát Nguyệt nhắc qua, kỷ song tuyết ba ba mỗi ngày đều tại cần luyện thời đại đang triệu hoán, trong kỳ nghỉ hè, còn chạy Văn Châu mua một bộ phòng, ở đến Thư Hàng nhà ngươi phụ cận. Cao Mỗ Mỗ cũng không ngẩng đầu lên tiếng hỏi. Nhắc lên Chư Cát Nguyệt cùng kỷ song tuyết ba ba Joseph thời điểm, Cao Mỗ Mỗ liền cảm giác trong đầu của mình phủ bụi ký ức, càng phát ra rõ ràng. Tống Thư Hàng cười khan hai tiếng. Đang khi nói chuyện, Thư Hàng điện thoại vang lên. Là một cái lạ lẫm điện thoại, điện báo địa chỉ thì là Giang Nam địa khu. Là chuyển phát nhanh tới rồi sao? Tống Thư Hàng mở ra điện thoại Hoàng Sơn tiền bối hiệu suất làm việc chính là cao. Uy, là Thư Hàng đồng học sao?
Trong điện thoại, truyền đến một nữ tử thanh âm. Là ta, người vị nào? Tống Thư Hàng lễ phép hỏi. Nữ tử thanh âm, cái kia hơn phân nửa không phải đưa chuyển phát nhanh. Dù sao, đầu năm nay nữ tính chuyển phát nhanh viên xác suất tương đối nhỏ. Ta là Kỷ Song Tuyết, người còn có ấn tượng sao? Nữ tử kia thanh âm đáp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Thật là đúng dịp, đoàn người vừa mới trò chuyện lên nàng. Thế là hắn gật đầu nói, vâng, Song Tuyết đồng học, tìm ta có việc sao? Nghe được hắn lời này lúc, Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức lập tức dừng tay lại bên trong động tác, tất cả mọi người ngừng thở, vểnh tai. Vừa trò chuyện lên Kỷ Song Tuyết, đối diện liền lập tức tới điện thoại, thật là đúng dịp. Cho nên Kỷ Song Tuyết gọi điện thoại tìm đến Tống Thư Hàng có chuyện gì? Là rốt cục nhịn không được, muốn gọi điện thoại trách cứ Tống Thư Hàng dạy bảo phụ thân nàng thời đại đang triệu hoán chuyện này sao? Cái kia, Thư Hàng đồng học, trên thế giới này thật có công phu sao? Điện thoại một chỗ khác Kỷ Song Tuyết lên tiếng hỏi. Lúc này Kỷ Song Tuyết rất khẩn trương. Nàng sáng sớm hôm qua đột nhiên lâm vào hôn mê, còn có cư xá hàng xóm, toàn bộ xa vào đến hôn mê sự kiện bên trong. Phát sinh ngày hôm qua chuyện gì, nàng hoàn toàn nghĩ không ra. Duy nhất lưu lại ấn tượng, chính là phụ thân Joseph giơ cao cự kiếm, lớn tiếng gào thét tràng cảnh. Trong trí nhớ, kiếm của phụ thân bên trên, lóe ra khiến người ấm áp quang mang. Người tin không, Tống Thư Hàng trả lời lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác mình câu trả lời này đặc biệt thần côn. Bất quá, dù sao có dạy bảo người khác phụ thân thời đại đang triệu hoán loại này hắc lịch sử, Tống Thư Hàng cũng không tốt trực tiếp xác định thức trả lời. Đối diện, Kỷ Song Tuyết một trận trầm mặc. Phụ thân mỗi ngày khổ luyện thời đại đang triệu hoán hình tượng, tại trong óc nàng vung đi không được. Tạ ơn có Thư Hàng đồng học sau khi trả lời, ta cảm giác đã khá nhiều. Đối diện Kỷ Song Tuyết tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói, gặp lại, Thư Hàng đồng học. Kết thúc trò chuyện Tống Thư Hàng, một mặt mộng bức. Ta mới vừa nói cái gì đặc biệt nghiêu bức, đặc biệt có thiện ý sao? Vẫn là của ta thanh âm tự mang chữa trị hiệu quả. Thấy Tống Thư Hàng trò chuyện kết thúc về sau, Cao Mỗ Mỗ nhìn không được hỏi, bị trách cứ sao? Không có, Tống Thư Hàng lắc đầu. Cô nương này tính cách thật sự là tốt đến không lời nói, nếu đổi lại là ta, sớm âm thầm đem Thư Hàng ngươi đánh một trận. Thổ Ba cảm thán nói. Tống Thư Hàng thương hại ngắm nhìn Thổ Ba không phải hắn khoác lác, liền Thổ Ba lực công kích, hắn nằm bất động buông ra hộ thể linh lực, Thổ Ba đều không phá hắn phòng. Thổ Ba. Vì cái gì tại hắn nói âm thầm đem Thư Hàng đánh một trận khả năng này lúc, Thư Hàng ngược lại trên mặt nụ cười ôn nhu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua hắn. Buổi chiều nhập học, Tống Thư Hàng cùng ba vị bạn cùng phòng lựa chọn phòng học bên trái vị trí cạnh cửa sổ, tia sáng tương đối tốt, ngẫu nhiên có thể nhìn xem ngoài cửa sổ ngẩn người. Buổi chiều chương trình học tương đối trọng yếu, ba vị bạn cùng phòng nghe tương đối nghiêm túc. Tống Thư Hàng tiếp tục lật ra cơ sở viễn cổ ngôn ngữ. Dùng huyễn thuật ngụy trang đồng thời, hắn nhất tâm đa dụng, trong ý thức án lấy cửu châu nhất hào quần nói chuyện phiếm ghi chép phí mô bản, bắt đầu vì Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba cùng Dương Đức chế tạo riêng quần nói chuyện phiếm ghi chép. Lúc trước hắn, mới vào cửu châu nhất hào quần lúc, cả ngày nhìn xem quần bên trong tiền bối trò chuyện kinh nghiệm tu luyện, sông bí cảnh, luyện đan loại hình. Hắn liền lấy những này nói chuyện phiếm ghi chép làm cơ sở, tăng thêm cải tạo. Đến lúc đó, chờ Hoàng Sơn Tôn giả khôi lỗi đưa đến lúc liền có thể an bài những này phân thân khôi lỗi, ấn lấy người thiết cùng kịch bản, bắt đầu nói chuyện phiếm nước quần, tranh thủ sáng tạo ba cái võ lâm cao thủ group chat không khí. Tống Thư Hàng vui tại giữa kỳ. Lớp thứ hai thời điểm, đi dạo mệt mỏi thông nương tìm tới Tống Thư Hàng vị trí, lặng lẽ trở về, nhảy vào Tống Thư Hàng túi. Chơi mệt rồi, Tống Thư Hàng truyền âm hỏi. Ân, thông nương tinh tế lên tiếng. Mặt khác, nàng có chuyện vô tình nhắc tới tại đi dạo thời điểm. Nàng đột nhiên có điểm tâm hoảng. Ra ngoài bản năng, nàng nhanh chóng tìm được Tống Thư Hàng vị trí. Trong tiềm thức, đối với nàng mà nói Tống Thư Hàng vị trí, là cái địa phương an toàn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thông nương. Sau đó, hắn khép lại cơ sở viễn cổ ngôn ngữ thư tịch. Phanh phanh phanh. Một trận tiếng thủy tinh bể vang lên. Phòng học bên trái pha lê, tựa hồ nhận trọng kích, nổ bể ra đến. Đến rồi, lúc này. Phòng học bên cạnh vị kia gầy yếu bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền đột nhiên đứng lên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lướt qua vỡ vụn pha lê. Niệm lực quét ngang qua. Bên cạnh thân vỡ vụn pha lê toàn bộ bị đẩy ra.
Nhìn qua nát một chỗ pha lê, Tống Thư Hàng nhanh chóng liên hệ Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối ở đây sao? Có việc xin giúp đỡ. Bạch Tiền Bối. Thở dài về sau, hắn trả lời, người bên này lại gặp gỡ cái gì tai nạn. Hắn vừa mới rời đi như thế trong một giây lát a. Bạch Tiền Bối, nghe nói người có một chiêu có thể làm pha lê nháy mắt khôi phục pháp thuật. Tống Thư Hằng hỏi, nhớ kỹ Hamster Hào đã từng nhắc qua việc này. Bạch Tiền Bối. Có như vậy một nháy mắt, Bạch Tiền Bối cũng hoài nghi mình cùng Tống Thư Hằng ở giữa trò chuyện con đường có phải là bị hacker đen. Tống Thư Hằng tìm hắn, vậy mà liền vì sửa thủy tinh. Người gặp qua gợi cảm cửu u chúa tể tại tuyến sửa thủy tinh sao? Ai nói với người ta có khôi phục thủy tinh loại này nhàm chán kỹ năng? Bạch Tiền Bối hỏi ngược lại. Tống Thư Hằng nói, ân, Hamster Hào, nó nói Bạch Tiền Bối có được trong nháy mắt khiến mảnh kiếng bể khôi phục năng lực. Bạch Tiền Bối trầm mặc. Có tin ta hay không hôm nay liền chơi chết hai người chỉ cấn tay con chuột nhỏ. Sau đó đem các người phóng tới cùng một con trong nồi dầu chiên đến vàng óng. Chỉ đùa một chút, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng khép lại sách vở, biểu lộ nghiêm túc lên. Lúc này tinh thần của hắn tiến vào cao tốc vận chuyển trạng thái. Dưới loại trạng thái này, tại có hạn thời gian bên trong, hắn có thể cùng Bạch Tiền Bối tiến hành phong phú hơn giao lưu. Đây chính là tư duy giao lưu phương thức chỗ tốt, trong nháy mắt lẫn nhau liền có thể trao đổi rất nhiều suy nghĩ. So tâm hữu linh tê còn mạnh hơn, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, hắn cùng Bạch Tiền Bối trong nháy mắt liền có thể giao lưu hơn trăm lần. Tống Thư Hàng liên hệ Bạch Tiền Bối, đương nhiên không thể nào là vì mời Bạch Tiền Bối sửa thủy tinh loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn là chân chính cảm ứng được nguy cơ. Từ trở thành tu sĩ đến bây giờ, Tống Thư Hàng tu sĩ nguy cơ trực giác phát tác không nhiều, nhưng lại phi thường tinh chuẩn. Mà lần này, Tống Thư Hằng tu sĩ giác quan thứ 6, cảm ứng được vô cùng kiềm chế nguy cơ. Cho nên, hắn mới có thể trước một bước liên hệ Bạch Tiền Bối, để phòng không sẵn sàng. Ngươi muốn học, lúc này, Bạch Tiền Bối thanh âm, đột nhiên tại Tống Thư Hằng trong đầu vang lên. Muốn học, Bạch Tiền Bối chỉ chẳng lẽ là, chữa trị thủy tinh kỹ năng. Thật sự có loại này tiện lợi kỹ năng, Tống Thư Hằng hỏi. Như thế kỳ hoa pháp thuật cũng sẽ có người đi nghiên cứu sao? Có, thời gian hệ thời quang hồi tố năng lực, chỉ là một khối thủy tinh, nhẹ nhõm liền có thể khôi phục. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng. Loại này nghe xong chính là cao đại thượng, đẳng cấp cao học bá kỹ năng. Mà lại chỉ là nghe danh tự, liền cảm giác cùng hắn vô duyên. Bạch Tiền Bối thanh âm lại bình tĩnh nói, muốn học, đợi đến ngươi cửu phẩm về sau. Ta cho ngươi một cái cơ hội nắm giữ thời quang hồi tố, muốn không? Ta có thể học, vậy khẳng định muốn a. Tống Thư Hàng truyền lại suy nghĩ hồi phục, thời gian quay lại loại này nghịch thiên kỹ năng, ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Cửu phẩm mặc dù cảm giác rất xa xôi, nhưng người sống dù sao cũng phải có cái hy vọng không phải. Bạch Tiền Bối nói, rất tốt, chăm chỉ hiếu học người, ta cuối cùng sẽ cho cơ hội. Ta sẽ vì ngươi an bài cơ hội. Mà chính ngươi tốt nhất tại tấn thăng cửu phẩm về sau, chuẩn bị chí ít 9 cái trở lên kiếp tiên phục sinh trận. Tống Thư Hàng. Tốt, gặp lại, hôm nay ta muốn đi trượt ngựa, cho nên hôm nay ngươi không cần sẽ liên lạc lại ta. Ta muốn tắt máy, Bạch Tiền Bối lại bổ sung. Chờ chút Bạch Tiền Bối, ta trước đó là nói đùa. Ta chỉ là bì một chút, ta bên này chỉ sợ sẽ có đại tai nạn. Tống Thư Hàng vội vàng nói bổ sung. Không có việc gì. Ta tại cửu u thế giới vì ngươi lưu lại phục sinh đại trận, nếu như ngươi chết, liền có thể trùng sinh làm một con quang vinh cửu u tà ma. Treo, 886 Bạch Tiền Bối dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí trả lời, dứt lời, hắn liền kết thúc cùng Tống Thư Hàng ở giữa đọc hiểu. Tống Thư Hàng cứng đờ nắm lấy thư tịch, bì một chút, sau đó liền lật xe. Chẳng biết tại sao, tại trong đầu của hắn, đột nhiên hiển hiện Vũ Nhu Tử lý luận tất cả mọi người là người trưởng thành. Mình gieo xuống nhân, kết xuất quả cũng đừng có đi trốn tránh. Lúc này, vừa bên trên thủy tinh rơi xuống đất thanh âm vang lên. Những cái kia bị Tống Thư Hàng dùng niệm lực quét ngang đẩy ra mảnh kiếng bể, rơi đập trên mặt đất, không có thương tổn đến trong phòng học học sinh. Nhưng các học sinh vẫn như cũ nhận lấy kinh hãi, phát ra các loại tiếng kêu. Đặc biệt là gần cửa sổ ngồi mấy vị kia đồng học, tâm can đều bị hù nhanh mấy nhịp vô luận là ai. Bên cạnh mình thủy tinh đột nhiên nổ tung, đều sẽ giật mình. Giảng bài lão sư mở ra microphone, đồng dạng bị bạo tạc giật mình, hắn đối microphone chính là kêu to một tiếng. Trực tiếp làm lớn ra kinh hoàng trình độ.
Thổ Ba trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì thủy tinh toàn bộ nổ tung rồi? Cao Mỗ Mỗ nhanh chóng chỉnh lý vật phẩm, cùng tất cả đồng học cùng một chỗ rời xa gần cửa sổ vách tường. Những chuyện tương tự, Giang Nam Đại học thành phụ cận có cái cư xá cũng là dạng này. Dương Đức trầm giọng nói. Thổ Ba, trước tiên lui qua một bên, có người bị thương hay không? Vận khí tốt, mảnh kiếng bể liên miên rớt xuống, không có làm bị thương người. Bên cạnh có đồng học trả lời. Cùng một thời gian, vị kia nhỏ gầy bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền xốc lên áo khoác của mình, lộ ra trên bờ vai treo phù văn đầu. Nó có thể cảm ứng được tà vọng khí tức. Là con kia tiềm phục tại Giang Nam Đại học thành nội tà vọng, hôm nay rốt cục hiện thân. Tà vọng nhận lấy cái chết, bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền tại nội tâm kêu lên, sau đó hắn lấy xuống trên bả vai mình một viên phù văn, hướng phía ngoài cửa sổ ném đi. Bởi vì bá Tống Huyền Thánh trước đó đã cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn đang hành động thời điểm bảo trì điệu thấp, không cần làm ra lớn tin tức. Cho nên hành động thời điểm, Trương Tiểu Phiền vẫn là tận lực bảo trì điệu thấp. Bắt yêu nhân chuyên môn phù văn bên trên, nổ lên sắc bén kiếm quang, hướng ngoài cửa sổ chém tới. Bất quá kiếm quang này, chỉ có người tu luyện có thể nhìn thấy. Cho nên tại người bình thường trong mắt, vị này nhỏ gầy đồng học đột nhiên xốc lên áo ngoài, sau đó lấy xuống một chương phù chương, dùng sức hướng phía ngoài cửa sổ ném đi, toàn bộ tràng diện mê tín rối tinh rối mù. Thậm chí còn có mấy vị đồng học, đi theo đem bình an của mình phù loại hình móc ra, ném về phía ngoài cửa sổ phá tà. Tế ra phù bảo công kích về sau, bắt yêu nhân Trương Tiểu Phiền lại âm thầm thi pháp, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái có thể đơn giản hành động huyễn thuật phân thân. Mà hắn chân thân mặc lên ẩn hình trận pháp, từ vỡ vụn trong cửa sổ nhảy lên mà ra. Tại ngoài cửa sổ, hắn hai vị đồng bạn đã trải qua đuổi tới, kết trận tiếp ứng. Bọn hắn tựa hồ đã trải qua biết tà vọng chủng loại, đồng thời có nhằm vào tiêu diệt phương án. Tống Thư Hàng không có trực tiếp xuất thủ can thiệp. Chỉ là tại bên cạnh vì bắt yêu nhân lược trận. Hắn vừa quan sát tà vọng, trong đầu đối ứng tư liệu của nó tin tức. Một bên khác, thần trí của hắn như là radar đồng dạng tận lực mở rộng trinh sát phạm vi. Cái này ra sân tà vọng, cũng không phải là hắn nguy cơ trực giác đầu nguồn. Âm thầm, khả năng ẩn giấu đi càng lớn tai họa. Bên cạnh, thối lui đến hậu phương Cao Mỗ Mỗ, lặng lẽ ngắm nhìn bên cạnh thân Tống Thư Hàng. Tại tất cả mọi người thất kinh thời điểm, Tống Thư Hàng lại phi thường chấn định, không kinh hoàng chút nào. Cao Mỗ Mỗ náo hải không khỏi lần nữa hiển hiện Tống Thư Hàng dẫm lên lực vạn vật hấp dẫn định luật, thẳng tắp chạy lên 10 tầng lầu cao tường thành ký ức hình tượng. Trên thế giới này, có thể hay không thật sự có võ học? Ý nghĩ này không khỏi nổi lên trong đầu của hắn. Đang lúc hắn suy tư lúc, oanh, ngoài cửa sổ dưới lầu vị trí, truyền đến một trận tiếng oanh minh. Sau đó có cái gì từ trong cửa sổ đập tới, vừa vặn hướng phía mấy người chỗ đám người rơi đập. Từ tiếng rít để phán đoán, hẳn là rất nặng nề đồ vật. Ba lúc này, bên cạnh thân Tống Thư Hàng đưa tay, huy trưởng hời hợt đập một cái. Cái kia đập tới đồ vật, lợi dụng tốc độ nhanh hơn lại lần nữa bay ngược trở về. Đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ vừa rồi từ ngoài cửa sổ nện vào tới, rốt cuộc là thứ gì. Thư Hàng, sau lưng có mấy đạo ánh mắt rơi trên người Tống Thư Hàng. Vừa rồi từ ngoài cửa sổ nện vào tới là cái gì? Quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Mặt khác Tống Thư Hàng vừa rồi một kích kia, ẩn ẩn có võ lâm cao thủ hương vị. Tống Thư Hàng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía phương xa. Cảnh báo kiểm trắc đến trinh sát đến viễn trình quấy nhiễu tín hiệu. Trong tin tức đoạn, viễn trình quấy nhiễu bị đánh gãy. Mới tăng virus dự cảnh công năng tại trong đầu hắn phát ra nhắc nhở. Bất quá lần này, không cần virus dự cảnh năng lực, Tống Thư Hàng cũng đã sớm cảm ứng được thiên đạo di thuế cầu khí tức. Thiên đạo di thuế cầu, trực tiếp từ thiên đạo ngục tường kép tiến vào hiện thế. Từ đầu tới đuôi, đối phương liền không có che giấu khí tức, sở dĩ vừa tiến vào địa cầu, liền bị Tống Thư Hàng phát giác. Thế giới sụp đổ quá trình, đã đến hiện thế. Địa cầu vị trí. Thiên đạo di thuế cầu hiện thân, đại biểu cho hiện thế. Trên địa cầu tất cả người tu luyện an nhàn cuộc sống tạm bợ, triệt để kết thúc. Đêm nay, địa cầu người tu luyện đem không người ngủ. Tất cả người tu luyện đều đưa lâm vào đau gan hình thức. Tống Thư Hàng thần thức lại lướt qua ba vị hảo hữu. Kỳ thật, thuộc về hắn bình thường thời gian, đã sớm kết thúc.
Cái này học kỳ bắt đầu đến bây giờ, hắn trong trường học sinh hoạt thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là xuất phát từ quen thuộc cùng lưu luyến, hắn mới hết sức tại Giang Nam trong đại học duy trì lấy học sinh Tống Thư Hàng thân phận sự thật phong, đã thất phẩm cảnh giới hắn, đã không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn hiện tại, nếu như không kiềm chế tự thân khí tức, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền sẽ cho bên người người bình thường mang đến nặng nề lực áp bách. Sốt cục, mãi cho tới lúc này. Ba vị hảo hữu bên này, xem như có an bài bọn hắn không có tu luyện thiên phú, điểm ấy trước mắt Tống Thư Hàng cũng bất lực. Có lẽ tương lai có thể có cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Sở dĩ hiện tại, Tống Thư Hàng cho bọn hắn lưu lại một cơ hội, xem chính bọn hắn phát triển. Như vậy, là thời điểm tạm biệt. Hiện tại là hắn sau cùng ngày thường thời gian. Sau đó, về một chuyến Văn Châu Thị, thu xếp tốt người nhà của mình, tất cả chuyện thế tục coi như tạm thời chấm dứt. Bia đá đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Hắn truyền âm nói. Treo ở bên hông bia đá đạo hữu trả lời, điện điện điện. Tống Thư Hàng. Oanh. Phía dưới, Tà Vọng cùng Bắt Yêu Nhân dây dưa tiến vào khâu cuối cùng. Bắt Yêu Nhân có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị nhiều loại khắc chế Tà Vọng thủ đoạn. Có được độn địa năng lực Tà Vọng, tại ba vị Bắt Yêu Nhân liên thủ công kích đến, không thể nào ẩn trốn. Ngay tại ba vị Bắt Yêu Nhân liên thủ, muốn đem Tà Vọng cưỡng chế phong ấn thời điểm, cái này có được độn địa năng lực Tà Vọng đột nhiên nổ tung lên. Bạo tạc khí lãng trực tiếp đem ba vị Bắt Yêu Nhân đẩy ra. Tự bảo, Trương Tiểu Phiền sững sờ. Tà Vọng lúc nào như thế thả chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Trương Phiền phát hiện tự bảo sau Tà Vọng cũng không có tiêu tán. Mà là như là sương mù màu đen, đột nhiên đem bên trên Lục Phong sư huynh quấn lấy. Lục Phong như là chết chìm, thống khổ nắm lấy yết hầu. Sương mù màu đen hóa lỏng, đem hắn bao lấy, dùng hóa lỏng thân thể làm tài liệu. Cho Lục Phong làm ra một bộ áo da bó người tiếc nuối là, Lục Phong là cái to con, màu đen áo da bó người mặc trên người hắn không có một chút mỹ cảm. Chi chi áo da bó người hình thức Lục Phong trong miệng phát ra quái khiếu, sau đó hắn thả người nhảy lên, hướng phía trên lầu phòng học nhảy tới. Ở nơi đó, hắn cảm ứng được mấy cái khí huyết tương đối sung túc nhân loại bình thường. Chỉ cần rút khô một hai cái, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phanh! Lục Phong thân thể khổng lồ phá tan cửa sổ còn sót lại khoanh tròn, rơi vào trong phòng học. Lúc này xem xét chính là nhân vật phản diện boss tạo hình hắn, vừa đăng tràng liền rung động toàn trường. Trong phòng học học sinh, không chút do dự hướng phòng học bên ngoài chạy đi tránh họa là nhân loại bản năng. Nhưng vấn đề là, người ở bên trong muốn đi ra ngoài lúc, bên ngoài nhưng có người muốn chui vào. Là bên trên nhân viên, đang nghe một trận tiếng nổ mạnh, pha lê vỡ vụn tiếng về sau. Có một nhóm người muốn tới đây nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hiện trường hỗn loạn một mảnh. Tư Tà Vọng Lục Phong quay đầu nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hàng đám người vị trí. Ánh mắt của hắn rơi vào Tống Thư Hàng ba cái bạn cùng phòng trên người. Ba vị bạn cùng phòng làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon, ngẫu nhiên còn có Tống Thư Hàng cho bọn hắn mang tới linh trà tẩm bổ, thậm chí còn có cơ hội ăn vào tiên hào. Dưới loại trạng thái này, ba người bọn hắn khí huyết so với người bình thường muốn tràn đầy rất nhiều. Sở dĩ bọn hắn tự nhiên thành Tà Vọng mục tiêu. Tà Vọng khống chế Lục Phong thân thể, mở rộng bước chân hướng phía thổ ba trùng kích, đại thủ duỗi ra, như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ vị. Một đám người vội vàng tránh né, ai cũng không muốn bị tên biến thái này trang phục to con bắt lấy. Đầu năm nay, biến thái bệnh tâm thần nhất khó giải cũng đáng sợ nhất. Mặc dù có chút gấp gáp, là thời điểm cùng đại gia nói tạm biệt, Tống Thư Hàng đối Cao Mỗ Mỗ ba người nói. Thổ ba. Về sau, hữu duyên gặp lại, Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra huyền diệu một bước, ngăn tại Tà Vọng phụ thể Bắt Yêu Nhân trước mặt. Ngươi lần này cười vẫn là không trước kia đẹp mắt, Dương Đức đột nhiên nói. Có đoạn thời gian Tống Thư Hàng, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Bây giờ lại đã mất đi lúc trước cảm giác. Có cơ hội ta mang các ngươi kiến thức bên dưới cái gì gọi là khuynh quốc cười một tiếng sau thế giới đều muốn phai màu cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn khống chế lực đạo, nhẹ nhàng một trường đón lấy Tà Vọng phụ thể Lục Phong không thể dùng quá lớn khí lực quá lớn, không cẩn thận sẽ đem đẳng cấp này Bắt Yêu Nhân đánh chết. Tà Vọng phụ thể Bắt Yêu Nhân, bản năng muốn tránh đi Tống Thư Hàng một trường này. Nhưng đối phương một trường ở giữa ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Một trường này hắn làm sao cũng tránh không khỏi. Phanh oanh,
song trường tương ấn, phát ra tiếng va chạm to lớn. Phảng phất như là hai chiếc cao tốc ô tô va chạm. A Tư Tà Vọng phụ thể Lục Phong, đồng thời phát ra hai cái khác biệt tiếng kêu thảm thiết, thân thể ngã bay ra ngoài. Nguyên bản hỗn loạn, muốn từ trong phòng học chạy đi đồng học, cùng nhau sững sờ. Loại này phim, kịch truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện hình ảnh, cứ nhiên xuất hiện trong trường học. Mặc dù nói Tống Thư Hàng hoàn toàn chính xác diễn qua phim tới. Đông Tà Vọng Lục Phong đâm vào trên vách tường, cả cái phòng học đều đang chấn động. Vẫn là quá lớn lực, Tống Thư Hàng bàn tay hơi lật. Muốn bắt được một đầu con kiến nhỏ, lại không bóp chết hắn, đối cứng tấn thăng không lâu, thể chất tăng vọt hắn tới nói, thật là có điểm độ khó. Nhẹ nhàng lắc lắc tay về sau, Tống Thư Hàng mấy bước vượt hướng Tà Vọng Lục Phong. Tại hắn từ dưới đất bò dậy trước đó, một phát bắt được cổ của hắn, đem hắn thân thể khổng lồ giơ cao. Tà Vọng bắt đầu toàn lực giãy giụa, song quyền mãnh kích Tống Thư Hàng cánh tay. Chỉ là lấy hắn cái này nghèo nàn công kích, nắm đấm nện ở Tống Thư Hàng trên cánh tay lúc, chỉ có thể phát ra một trận thanh thúy rèn sắt tiếng. Không có ý tứ, hôm nay bể bộn nhiều việc, không thời gian cùng ngươi chơi đùa. Tống Thư Hàng nói, trong đầu của hắn, đã so sánh ra cái này Tà Vọng thuộc tính cùng tư liệu. Virus Tà Vọng, có được cường đại ẩn núp tính, sinh sôi tính, đồng thời có được ngắn ngủi phụ thể năng lượng. Cũng không phải là quá cường đại Tà Vọng, nhằm vào phong ấn của nó thì có hơn 20 loại. Đáng tiếc Tống Thư Hàng một cái cũng không biết. Tốt trên người Tống Thư Hàng, có một dạng đồ vật có thể hoàn mỹ khắc chế loại này Tà Vọng thiên kiếp. Loại này Tà Vọng cực kỳ e ngại thiên kiếp bên trong lôi kiếp uy lực. Thiên kiếp uy lực càng mạnh, đối bọn nó tổn thương lại càng lớn. Tống Thư Hàng một tay nhấc lấy Tà Vọng Lục Phong, một bên khác sau lưng chính mình mở ra hạch tâm thế giới thông đạo. Một cái thiên kiếp đạn hạt nhân đầu đạn bị Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới triệu hoán đi ra chỉ lộ cái đầu đạn mũi nhọn, cũng không biết chiếm cứ quá lớn không gian. Mà bất kể là hạch tâm thế giới vẫn là thiên kiếp đạn hạt nhân, người bình thường đều không thể nhìn thấy, cũng không cần lo lắng sẽ khiến khủng hoảng. Tống Thư Hàng một tay nắm lấy Tà Vọng Lục Phong, một bên khác khống chế hạch tâm thế giới xuất khẩu xê dịch, dùng thiên kiếp đạn hạt nhân đầu đạn, giống sấy ủi một dạng hướng phía Tà Vọng Lục Phong trên thân in giấu đi. A, Tà Vọng Lục Phong không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đây chính là bát phẩm huyền thánh kiếp lúc mới có thể xuất hiện thiên kiếp đạn hạt nhân đầu đạn, coi như ở vào phong ấn trạng thái, nhưng trên đó bổ sung thiên kiếp chi lực, đối đẳng cấp này Tà Vọng tới nói vẫn như cũ là thương tổn chí mạng. Tà Vọng điên cuồng giãy giụa lấy, muốn đẩy ra Tống Thư Hàng cánh tay. Nhưng nó cái kia nhỏ yếu lực lượng, căn bản là không có cách dung chuyển Tống Thư Hàng cánh tay nửa phần. Tống Thư Hàng khống chế thiên kiếp đầu đạn hạt nhân, đem Tà Ma Lục Phong từ đầu sấy đến chân, từ trước sấy đến sau. Sấy xong, Tà Vọng tiếng kêu tán đi. Cái này đáng thương Tà Vọng, ngạnh sinh sinh bị thiên kiếp đầu đạn hạt nhân bỏng chết trên người Lục Phong. Hắn là chết biệt khuất nhất, thống khổ nhất virus Tà Vọng. Tại sai lầm địa điểm, gặp được sai lầm bá tống, đã chú định nó bi kịch Tà Vọng kiếp sống. Bởi vì là bị từ đầu sấy đến đuôi in dấu chết, sở dĩ thi thể của nó vẫn như cũ như là áo da bó người đeo Lục Phong trên người. Tống Thư Hàng sơ lược đưa tay vạch một cái, lấy xuống một khối nhỏ virus Tà Vọng thi thể, đưa nó thu nhập càn khôn pháp khí vòng tay bên trong. Sau đó, hắn đưa tay ném đi, đem Lục Phong thân thể khổng lồ từ trong cửa sổ ném đi xuống dưới. Phía dưới hai vị bắt yêu nhân nhanh chóng tiếp được đồng bạn của mình. Tạ ơn bá tống tiền bối xuất thủ tương trợ. Trương Tiểu Phiền truyền âm nói cảm tạ không nghĩ tới bá tống huyền thánh vậy mà liền ở bên cạnh hắn, ngay tại cái này phòng học. Cùng bá tống huyền thánh cùng một chỗ ngây người lâu như vậy, hắn cứ nhiên có thể bình an vô sự, thật sự là may mắn. Ân, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Thông nương từ hắn trong túi toát ra cái mới hành ngọt, truyền âm hỏi, kết thúc rồi à? Làm nóng người kết thúc, sau đó phải bên trên món chính. Tống Thư Hàng trả lời. Thông nương. Tống Thư Hàng nhìn qua một chỗ mẩu thủy tinh cùng bị Lục Phong đụng hư cửa sổ khung đối với cái này, hắn bất lực. Mặt khác, là thời điểm rời đi. Lại không rời đi, chờ thiên đạo di thuế cầu giáng lâm, tai nạn sẽ lan đến gần chung quanh. Hắn quay người, nhìn về phía ba vị bạn cùng phòng, sau này còn gặp lại. Không đợi ba vị bạn cùng phòng trả lời, Tống Thư Hàng thả người nhảy lên, từ trong cửa sổ nhảy xuống. Đã từng một mực cảm giác đại hiệp nhảy cửa sổ là bệnh muốn trị Tống Thư Hàng, chẳng biết lúc nào cũng đã quen hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất xuống lầu phương thức.
Đây chính là thời gian lực lượng, hắn cuối cùng sẽ giữa bất chi bất giác đem người cải biến. Cao Mỗ Mỗ ba người sững sờ, bọn hắn nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ bên trên nhìn xuống dưới. Nhưng là Tống Thư Hàng cũng đã không thấy tung tích. Một mực đợi đến Tống Thư Hàng sau khi biến mất, đằng sau sững sờ đám người đột nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi cái này, thật sự là Tống Thư Hàng. Cao như vậy địa phương trực tiếp nhảy đi xuống. Vừa rồi hắn hai lần liền đem cái kia to con chế phục, Tống Thư Hàng có lợi hại như vậy. Đây là đang quay phim sao? Cả cái phòng học người, cũng cảm giác mình thế giới quan tại bạo tạc. Cao Mỗ Mỗ, các ngươi là Thư Hàng bạn cùng phòng, các ngươi biết võ công sao? Các ngươi biết Thư Hàng hắn biết võ công sự sao? Tống Thư Hàng chạy, thân là bạn cùng phòng Cao Mỗ Mỗ ba người bị các bạn học bao bọc vây quanh, các loại vấn đề đánh tung nát nổ. Mọi người có quá suy nghĩ nhiều phải biết vấn đề, liên quan tới Tống Thư Hàng hết thảy, bọn hắn muốn từ Cao Mỗ Mỗ ba nhân khẩu ở bên trong lấy được đáp án. Tống Thư Hàng đang nhảy rơi quá trình bên trong, liền thi triển huyễn thuật. Lúc rơi xuống đất liền vào nhập ẩn hình trạng thái, trốn vào trong bóng tối. Sau đó, hắn thật nhanh cho Khinh Vũ phát cái thiên lý truyền âm, đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng quyết định của mình, toàn bộ cùng Khinh Vũ miêu tả một lần. Ta hiểu được. Bá Tống Thánh Quân, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta xử lý đi, Liễu Hiêu Khinh Vũ đáp. Tống Thư Hàng điểm đầu trả lời, tốt, ta cần rời đi một đoạn thời gian. Ngươi có muốn hay không tiên tiến nhập ta hạch tâm thế giới, ta lại đem ngươi chuyển rời đến bạch tiền bối cái kia đi. Ta trước giúp Bá Tống Thánh Quân xử lý xong trong trường học hỗn loạn, lại an bài rời đi hạng mục công việc đi. Liễu Hiêu Khinh Vũ trả lời, trong khoảng thời gian này, nàng ở cái này trường học chơi rất vui vẻ. Sở dĩ trước lúc rời đi, quyết định trước hỗ trợ đem hỗn loạn vuốt thuật. Đi, vậy ta sẽ chuyển cáo bạch tiền bối, đến lúc đó nhượng hắn tới đón ngươi. Tống Thư Hàng nói. Liễu Hiêu Khinh Vũ trả lời, thỏa. Tống Thư Hàng kết thúc thiên lý truyền âm về sau, nhìn về phía bầu trời. Hắn có thể cảm ứng được thiên đạo di thuế cầu đã xuất hiện tại hiện thế. Địa cầu vị trí, bất quá, thiên đạo di thuế cầu tại hiện thế lúc, tựa hồ nhận lấy hạn chế. Không có lập tức giáng lâm. Trước đó, hắn tại hướng Tống Thư Hàng sử dụng viễn trình quấy nhiễu công kích lúc, cũng bị cưỡng ép cắt ngang. Cái này đối Tống Thư Hàng tới nói là chuyện tốt, chỉ ít cho Tống Thư Hàng chuẩn bị cùng giảm sóc thời gian. Thiên đạo di thuế cầu giáng lâm đã thành kết cục đã định, chỉ là chuyện sớm hay muộn, không cách nào tránh khỏi. Như vậy thì chỉ có tận lực giảm xuống tổn thất. Như vậy tiếp đó, theo kế hoạch làm việc, Tống Thư Hàng nắm tay nói. Trực tiếp đối đi lên sao? Nhưng là ngươi đã không có linh thạch, khắc kim nhất kích cùng ta chấn thần đại nhật đều dùng không ra. Bia đá đạo hữu nhắc nhở. Ta không như thế lỗ mãng. Ta có cái kế hoạch, nếu biết thiên đạo di thuế cầu tập trung vào tọa độ của ta, nói cách khác hắn giáng lâm đến hiện thế lúc, rất có thể sẽ giáng lâm tại đỉnh đầu của ta. Như vậy, tại hắn không có giáng lâm trong thời gian đoạn, chúng ta có rất nhiều thao tác. Tống Thư Hàng nói. Hắn đưa tay. Tại Giang Nam Đại học thành vị trí lòng đất chôn một thanh thánh ấn đao gỗ. Tiếp đó, hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay cách Giang Nam địa khu. Hắn muốn tiến về vô cực ma tông. Bị thiên đạo di thuế cầu khóa kín hắn, hiện tại chính là di động tai nạn nguyên. Như vậy, hắn cùng vô cực ma tông ở giữa như vậy nhiều ân oán, cũng là thời điểm đoạn một chút đi. Bất quá, kế hoạch này có cái vấn đề nhỏ. Vô cực ma tông hang ổ giấu giếm rất sâu. A thất tiền bối lúc ấy nổi giận trạng thái, cũng chỉ có thể tìm vô cực ma tông phân đà phát tiết lửa giận. Hiện tại Tống Thư Hàng trong tay duy nhất hữu dụng manh mối, chính là hạch tâm thế giới bên trong cột quà tặng ba kiện bộ chi An Chi Ma Quân. An Chi Ma Quân khẳng định biết vô cực ma tông vị trí. Vấn đề là làm sao để nó mở miệng phun ra tình báo. Mặt khác, Tống Thư Hàng lại đem thiên đạo di thuế cầu sắp giáng lâm đến hiện thế. Địa cầu tin tức phát đến quần bên trong. Quần bên trong rất nhiều đại lão sản nghiệp đều ở địa cầu, đến lúc đó cần thiết phải chú ý một chút, giảm xuống tổn thất. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tống Tôn Giả, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, còn có quần bên trong các vị tiền bối, có cái tin tức không tốt lắm, ta được nói cho mọi người. Tin tức xấu này bên trong, có ta bộ phận trách nhiệm. Diệt Phượng công tử cái thứ nhất trả lời, nghẹn nói chuyện, tin tức xấu liền phá hỏng tại chính ngươi trong bụng. Gần nhất tin tức xấu nhiều lắm, ta muốn nghe điểm tin tức tốt. Tống Thư Hàng. Diệt Phượng gần nhất tâm tình không tốt, gặp gỡ chuyện gì, nói ra để mọi người vui a vui a. Đậu Đậu vui vẻ nói,
còn phụ chỉ manh manh đầu chó biểu lộ là chính nó chân dung lớn. Phá Dương kích Quách Đại, giận xoa trên lầu đầu chó biểu lộ, a sướng rồi. Lần trước ngốc đậu đậu ác y muốn đoạn hắn đầu chó lâu, Quách Đại một mực ghi ở trong lòng. Gần nhất hắn một mực tiềm phục tại quần bên trong, không có phát đầu chó lâu, chờ chính là ngày nào chính đậu đậu phát đầu chó biểu lộ. Đậu đậu, đậu đậu, Quách Đại cùng Diệt Phượng đều đừng làm rộn. Thư Hàng đừng để ý tới mấy tên này, có tin tức gì nói ngay. Cái này tin tức xấu, cùng ngươi có quan hệ, Bắc Hà tán nhân hiện thân nói. Dược sư đồng dạng lên tiếng nói, cứ nói đừng ngại, ta đã cho quần bên trong đạo hữu đều gửi qua bảo gan hộ thận cứu tâm dược phiến, mọi người có thể chịu nổi. Giang Tử Yên thay mặt đánh. Dược sư hiện tại không tiện dùng từ âm, lý do tất cả mọi người hiểu. Vậy ta nói, thế giới, nói đúng ra là hiện thế. Địa cầu sau đó phải tiến vào sụp đổ giai đoạn, Tống Thư Hàng nhanh chóng đưa vào. Sự tình cần giảng nghiêm trọng một điểm, mới có thể hấp dẫn các tiền bối lực chú ý. Cho nên Tống Thư Hàng đem xấu nhất khả năng nói ra trước. Đông Phương Lục Tiên Tử, cái gì? 2012 lại muốn tới sao? Nếu như thế giới muốn hủy diệt, khẳng định có Đông Phương Lục Tiên Tử một phần nồi, khẳng định là ngươi đụng bị thương địa cầu. Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng nói. Đông Phương Lục Tiên Tử, Thư Hàng đều nói là hắn nổi được không? Hệ thống nhắc nhở, Đông Phương Lục Tiên Tử, Cuồng Đao Tam Lãng bị quần chủ Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu cấm ngôn một phút. Hoàng Sơn tiền bối yên lặng móc ra dược sư nghiên cứu kiểu mới viên thuốc, đẩy ra đậu đậu miệng, cho nó nút mấy quả chủ yếu là hắn gần nhất uống thuốc ăn vào dạ dày không thoải mái, cho nên liền để đậu đậu thay thế hắn uống thuốc. Chỉ cần bên tai có thể nghe được nhấm nuốt viên thuốc thanh âm. Hoàng Sơn tiền bối liền có thể cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đậu đậu nhai lấy đan dược, mặt chó bên trên một mặt tuyệt vọng. Sau đó Hoàng Sơn tôn giả tại quần bên trong đưa vào, nói tiếp. Đương kim thiên dị biến sự tình, các tiền bối hẳn là đều biết ha. Bây giờ, thế giới đã tại mọi người không biết nơi hẻo lánh bắt đầu sụp đổ. Mà ở thế giới sụp đổ thời điểm, sẽ có một cái cùng lịch đại thiên có liên quan lột xác quái vật hiện thân. Mà bây giờ, cái kia đại biểu cho thế giới sụp đổ lột xác quái vật, xuất hiện tại hiện thế. Địa cầu phụ cận, xấu nhất khả năng, địa cầu có lẽ muốn đi vào sụp đổ thời đại. Tống Thư Hàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem tự mình biết sự tình toàn bộ run lên ra. Hắn vừa nói xong, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày không có một đầu hồi phục, để Tống Thư Hàng kém chút cho là mình rất mạng. Vốn cho rằng ngươi nói tin tức là đạn pháo. Không nghĩ tới người trực tiếp ném cái đầu đạn hạt nhân xuống tới. Bắc Hà tán nhân nói. Tống Thư Hàng nói, nhưng tin tức này rất trọng yếu, cho nên ta nhất định phải thông chi các vị tiền bối. Lệ Chi tiên tử cẩn thận như phát, hỏi, nhưng việc này có ngươi cái gì nồi? Ngươi đã làm gì? Bạch Hạc chân quân đồng thời hỏi, đừng hoảng hốt, quái vật kia thực lực cường đại cỡ nào? Có thể đổi sao? Lệ Chi tiên tử cùng Bạch Hạc tiền bối vấn đề, ta có thể cùng nhau trả lời. Liên quan tới quái vật kia thực lực, ta lần trước tiêu hao toàn bộ gia sản, ngay cả lông thú đều hiến tế, mới miễn cưỡng theo nó trong tay đào mệnh. Tống Thư Hàng trả lời, đối phương dù sao cũng là thiên đạo di thuế, cùng thiên đạo dính líu quan hệ đồ vật, hẳn là chỉ ít trường sinh giả cấp giữ gốc đi. Ngươi đổi nó, đậu đậu hỏi. Không có, ta chỉ là theo nó trong tay đào thoát. Nhưng quái vật tiếp theo bước liền đi tới địa cầu. Tống Thư Hàng đạo, ở trong đó tự nhiên có hắn nguyên nhân. Bạch tiền bối đâu? Diệt Phượng công tử hỏi. A Bạch, ở đây, ta một mực tại dòm bình phong. Mặt khác, việc này nồi cũng có phần của ta, là ta đem Thư Hàng chôn đến thiên đạo tiểu hắc tầng tường kép bế quan. Bạch tiền bối không nên tự trách, việc này thấy thế nào đều là Tống Thư Hàng dáng dấp không dễ nhìn, mới hấp dẫn quái vật nguyên nhân. Bạch Hạc chân quân vội vàng nói. Tống Thư Hàng. Bạch đạo hữu, người thấy thế nào? Thất tu thánh quân lên tiếng hỏi. Mặc dù Thư Hàng là hàng lởm huyền thánh, nhưng hắn toàn lực bộc phát, tăng thêm trên người hắn vật trang sức, coi như đối phương là trường sinh giả, hắn cũng có thể quần nhau mấy chiêu. Như vậy, chúng ta phỏng đoán cẩn thận, quái vật kia là trường sinh giả cấp bậc đi. Bạch tiền bối trả lời. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên lại là một trận trầm mặc. Trong bất chi bất giác, Thư Hàng tiểu hữu đã trải qua trưởng thành đến có thể cùng trường sinh giả quần nhau mấy chiêu tồn tại. Quả thực giống như là nằm mơ đồng dạng. A Bạch lại hỏi, Thư Hàng, quái vật kia lúc nào sẽ giáng lâm? Xế chiều hôm nay lúc mới xuất hiện tại hiện thế, địa cầu bên ngoài,
nhưng nó tự hồ nhận lấy hạn chế, tạm thời không cách nào hành động. Nói không chính xác lúc nào sẽ chính thức giáng lâm, Tống Thư Hàng trả lời. Cái kia mọi người trước đừng hoảng hốt, ta nghĩ biện pháp đi dò xét một chút quái vật này, hiểu rõ địch tình. Bất quá để cho an toàn, mọi người tốt nhất làm tốt chuyển di tài sản chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Bạch Tiền Bối trả lời. Nắm giữ lấy không gian lực lượng hắn, thích hợp nhất đảm nhiệm thử dò xét công tác, mà lại hắn cũng không cần bản tôn tiến về, chỉ là thử dò xét lời nói, có rất nhiều an toàn phương án. Có Bạch Tiền Bối ra mặt, Cửu Châu Nhất Hào quần đại bộ phận thành viên nội tâm đều ổn rất nhiều. Nói lên không gian lực lượng, Bạch Tiền Bối liền lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi Thư Hàng, ta cái này có một kiện bảo vật, là cái kim sắc trận bàn, đã trải qua chuyển rời đến ngươi hạch tâm thế giới. Ngươi đưa nó mang ở trên người, tốt nhất ngày đêm đều đừng rời khỏi ngươi. Bạch Tiền Bối lại bổ sung. Bạch Tiền Bối từ cái gì đều có thể bán nơi đó mua một bộ thánh viên luyện giới không gian bí thuật. Bí thuật truyền thừa hoàn tất về sau, lưu lại cái này trận bàn. Cái này trận bàn cũng là kiện bảo vật, trải qua luyện chế về sau, chỉ cần mỗi ngày mang ở trên người, liền có cơ hội có thể thức tỉnh một cái không gian hệ tiểu thiên phú. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên bảo vật, kim sắc, ngày đêm đừng rời khỏi người, đây là hộ thân phù A. Hẳn là Bạch Tiền Bối nhìn hắn gần nhất tương đối không may, cho nên cho hắn làm ra may mắn hộ thân phù. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, quả nhiên phát hiện cái kia kim sắc trận bàn. À, không phải hộ thân phù, mà là một kiện pháp khí. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, liền đem trận này bàn thu nhập đến mình bản mệnh đan điền bên trong, dùng linh hồ chi lực đi thoải mái trận bàn. Dưới tình huống bình thường, lục phẩm tu sĩ tại tấn thăng thất phẩm về sau, linh hồ thượng hóa liên, sinh ra nguyên anh. Sau đó, linh hồ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan bị long phù chuyển sinh phục sinh, nguyên anh cùng kim đan cùng tồn tại, cho nên bản mệnh linh hồ cũng không có biến mất, cùng nguyên anh cùng tồn tại. Mà lại, thất phẩm cấp linh hồ, thoải mái pháp khí hiệu quả biến càng mạnh. Tại đem cái này kim sắc trận bàn chuyển rời đến linh hồ, để nó trấn áp đan điền về sau, Tống Thư Hàng cảm giác toàn thân mình phảng phất đều nhẹ nhõm bắt đầu tựa như nhận lấy chúc phúc, điều xấu tại rời hắn mà đi. Bất quá! Loại cảm giác này hẳn là tâm lý tác dụng. Gần nhất trong lòng của hắn đặc biệt có số. Có lẽ đây chính là nhận rõ mình nguyên nhân. Đúng rồi, còn có chuyện. Các tiền bối, các người có hay không liên quan tới vô cực ma tông hang ổ tin tức? Hoặc là có hay không cưỡng ép đọc đến địch nhân tu sĩ trong đầu tin tức thủ đoạn? Tống Thư Hàng lại hỏi một câu. Bị đọc đến người tu vi cùng ngươi kém bao nhiêu? Thất tu thánh quân hỏi. Tứ phẩm cảnh giới đi. Tống Thư Hàng trả lời. Bởi vì An Chi Ma Quân độ kiếp thất bại, còn không có lên tới ngũ phẩm nói đến, lúc trước An Chi Ma Quân bắt hắn giống bắt một con gà con. Tống Thư Hàng chứng sợ độ cao có một nửa đều là nó nồi. Thất tu thánh quân trả lời, tứ phẩm cảnh giới, lấy người bây giờ thất phẩm cảnh giới, trên thị trường phổ thông đọc đến ký ức thủ đoạn, liền có thể đọc đến rất nhiều ký ức. Dù sao tinh thần lực chênh lệch còn tại đó, không cần cái gì kỹ xảo. Đông Phương Lục Tiên Tử tại Cấm Ngôn vừa kết thúc về sau. Liền nhịn không được nhắc nhở, tiền bối, Thư Hàng hắn chắc chắn sẽ không phổ thông đọc đến ký ức thủ đoạn. Tống Thư Hàng, liên quan tới vô cực ma tông, gần nhất bọn hắn không phải đang làm nhập ma bài, tựa hồ muốn thu một nhóm tán tu, hẳn là có đại hoạt động đi. Tô Thị A Thất nói, mặt khác, vô cực ma tông chân chính tông môn vị trí, phải cùng Thiên Nhai Vân Du tự đồng dạng, ở vào hiện thế cùng bán vị diện ở giữa, khả năng ngẫu nhiên xuất hiện tại thế giới các nơi. Muốn tìm ra cũng không dễ dàng. A Bạch, đọc đến nhớ thủ đoạn, dùng ta dạy cho ngươi ký ức xóa bỏ thuật cũng có thể làm được. Pháp thuật kia rất tiện lợi, ngươi tại sử dụng thời điểm, biệt điểm xóa bỏ, điểm đọc đến liền có thể làm được. Có thể thử một chút. Ký ức xóa bỏ thuật liền có thể làm được sao? Tốt, Bạch tiền bối, ta lập tức đi thử xem. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Khép lại điện thoại về sau, hắn nhìn về phía bốn phía. Hắn lúc này đã trải qua một hơi bay khỏi Giang Nam địa khu vị trí. Tới gần người ở Thưa Thất Thâm Sơn khu vực. Tại vị trí này, dù cho thiên đạo di thuế cầu đột nhiên giáng lâm cũng khóa chặt hắn, cũng sẽ không đem người bình thường cuốn vào tai họa bên trong. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, một thanh thánh ấn đao gỗ đâm vào mặt đất, cắm vào sâu trong lòng đất để cho tiện hành động, hắn quyết định mỗi đến một cái vị trí thích hợp, liền cắm một tọa độ, thuận tiện tương lai tiến hành không gian khiêu dược. Đón lấy, hơi suy nghĩ một chút về sau.
Tống Thư Hàng lại tế ra bản mệnh pháp khí bên trong ô tặc bạo quân song đao, tại song đao bên trên cắt treo một chuôi thánh ấn đao gỗ, dùng ngự đao thuật đưa chúng nó đưa vào đến vũ trụ thật vất vả nắm giữ dùng thánh ấn đao gỗ ghi chép không gian khiêu dược tọa độ phương thức, đương nhiên phải đem thủ đoạn này đầy đủ lợi dụng. Nếu là thiên đạo di thuế cầu giáng lâm sẽ lấy hắn vì tọa độ, vậy hắn có thể thông qua thánh ấn đao gỗ nháy mắt nhảy vọt đến trong vũ trụ đi, đem thiên đạo di thuế cầu dẫn ra. Tận chính mình có khả năng đi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, thân hình của hắn trốn vào đến hạch tâm thế giới bên trong. Hạch tâm trong thế giới. An Chi Ma Quân sớm đã từ trong hôn mê thức tỉnh, chỉ là bởi vì thiên kiếp thương thế nguyên nhân, nó hiện tại hoàn hư yếu không cách nào hành động kỳ thật, coi như nó khỏi bệnh khôi phục cũng không có cái gì hiệu quả. Bởi vì nó bây giờ bị chuyển qua một cái chỗ ở mới tỏa tiên ngục. Chính là thú tu giới Phượng Nghi cầm chủ cùng viễn cổ thiên đình thành viên thu thập cái kia viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bí cảnh, bị Bạch Tiền Bối dùng thánh viên luyện giới bí pháp toàn bộ chuyển di tiến đến. Tỏa tiên ngục thế nhưng là ngay cả trường sinh giả đều có thể vây khốn một chút thời gian địa phương. Nói thật, tại viễn cổ thiên đình thời đại lúc, có thể bị giam nhập tỏa tiên ngục bên trong, chính là việc phi thường có bức cách sự tình. Có thể bị đưa vào trong đó, đều là một phương đại lão. An Chi Ma Quân hư nhược ngồi dựa vào tỏa tiên ngục một góc. Nhìn qua cái này đáng sợ ngục giam, An Chi Ma Quân trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bá Tống Huyền Thánh, so tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thiên nhiên đệ nhất thánh loại này tên tuổi, căn bản không đủ để thể nghiệm ra đối phương kinh khủng một phần vạn. Nói thật, An Chi Ma Quân đến bây giờ còn không cách nào đem lúc trước bị nó bắt gà con nắm lên thiếu niên, cùng hiện tại Bá Tống Huyền Thánh liên hệ với nhau. Công tử Hải cùng chính có thể đã từng suy đoán, bọn hắn cảm giác trước đó cái kia nhỏ yếu Tống Thư Hàng là Bá Tống Huyền Thánh tại Hồng Trần lịch luyện ngụy trang. Nhưng An Chi Ma Quân tinh tế hồi tưởng lại lúc, nhưng dù sao cảm giác không thích hợp, có rất nhiều chi tiết đều giảng không thông. Nghĩ tới nghĩ lui, An Chi Ma Quân cảm giác càng tiếp cận chân tướng có thể là Bá Tống Huyền Thánh bị đoạt xá. Lại hoặc là, hắn là viễn cổ đại năng chuyển sinh, tại sao trưởng thành rốt cục thu hồi thuộc về chính hắn truyền thừa cùng công lực. Đạp đạp đạp. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. An Chi đạo hữu, đã lâu không gặp, Tống Thư Hàng đi vào tòa tiên ngục bên cạnh, mặt mỉm cười, nhìn qua An Chi Ma Quân. An Chi Ma Quân suy yếu ngẩng đầu. Ta muốn hướng ngươi hỏi thăm vấn đề, Tống Thư Hàng nói. An Chi Ma Quân trầm mặc không nói, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Ngươi biết Vô Cực Ma Tông tổng bộ ở vào vị trí nào sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. An Chi Ma Quân trầm mặc một lát sau, lắc đầu nói, Bá Tống tiền bối ngươi quá xem trọng ta, giống ta loại này tứ phẩm đệ tử, căn bản là không có cách tiếp xúc đến Vô Cực Ma Tông hạch tâm. Thần bí khó lường tổng bộ đến cùng ở đâu, ta không thể nào biết được. Tống Thư Hàng, thật không biết. Thiên chân vạn xác, An Chi Ma Quân đạo hắn cùng công tử Hải, chính có thể ba người tu luyện Ma Hầu Phong cũng chỉ là Vô Cực Ma Tông thứ 6 thập cửu phong. Đừng nói Vô Cực Ma Tông hạch tâm. Tại chúng phong bên trong xếp hạng cũng không cao. Ma Hầu Phong vị trí, đối Vô Cực Ma Tông phân đà đệ tử đến nói, đã là Vô Cực Ma Tông tổng bộ vị trí. Nhưng chính nó tâm lý nắm chắc, nơi đó căn bản không phải cái gì tổng bộ. Hắn, công tử Hải, chính có thể, nỗ lực to lớn cố gắng cùng đại giới, muốn ngưng tụ thất long văn thậm chí là bát long văn phía trên kim đan, vì chính là có thể tại Vô Cực Ma Tông bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị, tiến vào chân chính Vô Cực Ma Tông hạch tâm. Sau đó mới có cơ hội tiếp xúc đến công tử Hải nói tới kế hoạch lớn, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng kỳ ngộ. Bia đá tiền bối cảm giác có bao nhiêu có độ tin cậy. Tống Thư Hàng cúi đầu hỏi. Dưới tình huống bình thường, ma tông đệ tử chuyện ma quỷ, người tin tưởng liền thua. Bia đá đạo hữu ngay thẳng nói. Cũng đúng, Tống Thư Hàng nói. An Chi Ma Quân. Giờ khắc này, sao biết rốt cục cảm giác được phong bình trọng yếu? Là thật là giả? Vẫn là để ta tự mình tới xem kỹ một chút đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỏa tiên ngục cửa nhà lao mở ra. Lúc này An Chi Ma Quân, tựa như một con run lẩy bẩy gà con, không có lực phản kháng chút nào. Phong thủy luân chuyển. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, hôm nay bị mình như vồ con gà con nắm lấy trêu đùa thiếu niên, trong tương lai ngày nào đó có thể hay không trái lại, như vồ con gà con bắt lấy mình. Một bên khác, trong vũ trụ, thiên đạo di thuế cầu hiện tại tiến thối lưỡng nan. Đầu tiên, hiện thế vị trí thiên đạo pháp tắc chưa sụp đổ,
nó tiến vào hiện thế về sau, cảm giác tựa như là bị đúc kim loại đến sắt thép bên trong, nửa bước khó đi. Một bên khác, nó phát hiện mình thật vất vả đạt được hạch tâm, lại bị một đạo ý chí cường đại khóa chặt. Cửu U thế giới. Béo cầu đại lão thân thể bành trướng, hiển nhiên ở vào nổi giận trạng thái, nó thật vất vả mân mê ra vật thí nghiệm hạch tâm, lại bị người đào. Gõ, ai làm? Vô luận là ai, dám móc xuống ta vật thí nghiệm hạch tâm, đều mơ tưởng sống dễ chịu. Ngươi làm ta nhất thời không thoải mái, ta liền làm ngươi cả đời không vui. Mặc dù bị lành lạnh nho ra thánh nhân bày một đạo, đã mất đi bất hủ chi cốt, thể lỏng quả cầu kim loại đại lão lực lượng không cách nào giống trước đó như thế không chút kiêng kỵ truyền lại đến hiện thế thế giới. Nhưng bất hủ chi cốt tại nó bên trong tay bị nghiên cứu thời gian lâu như vậy, lại thêm trước đó ngoài ý muốn đạt được tống thư hàng hoại tử thật, ấn chứng với nhau phía dưới, béo cầu đại lão đã trải qua lục lọi ra một điểm đầu mối, tạo dựng thuộc về chính nó phương án. Mà lại, thân là năm nay thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể, nó trong tay tự nhiên không thể thiếu một chút đặc thù bảo vật, đặc biệt là một chút trước mấy lần thiên đạo để lại vật phẩm. Đột nhiên, béo cầu đại lão nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết đáng giết ngàn đao Bạch U U. Bạch U U tên kia quả thực không khi nhân tử, không chỉ có đưa nó hàng ổ toàn bộ kháng đi, mà lại ngay cả nó vất vả bồi dưỡng phỉ nhiêu thổ địa đều không buông tha. Cái kia phiến đất màu mỡ, thế nhưng là loại thực nghiên cứu cần thiết linh thực bảo địa. Cũng may tiếp xuống, chỉ ít 5.000 năm đều có thể không cần nhìn thấy Bạch U U tấm kia khiến người chán ghét mặt. Béo cầu đại lão nghĩ tới đây, lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu có cơ hội, nó hy vọng có thể đem Bạch U U phong ấn kỳ hạn lại kéo dài một chút, chỉ ít phong ấn cái vạn năm. 5.000 năm, 1 vạn năm. Nghĩ tới đây lúc, béo cầu đại lão đột nhiên lại như là tiết khí, cả thân đều bẹp xuống tới. Bạch U U cái tai họa này không hề nghi ngờ có thể sống thêm 5.000 năm. Một vạn năm, thậm chí càng lâu. Nhưng là, nó lại không nhất định. Nếu như nó không còn cố gắng một chút, nói không chừng lúc nào liền sẽ biến mất. Có đôi khi, thật sự là ghen tị Bạch U U, có một cái đáng tin thiên đạo. Dứt lời, béo cầu đại lão thân hình di chuyển tức thời đến cửu U thế giới một góc. Nơi này là nó bố trí đặc thù che đậy khu vực, chính là loại kia Bạch U U vận dụng cửu U chúa tể quyền hành cũng vô pháp kiểm trắc đến khu vực, là nó ẩn tàng một cái bảo khố. Rõ ràng là cửu U chúa tể, trưởng khống cửu U tồn tại. Nhưng vì dấu điểm bảo vật, lại giống như là tàng tư tiền thuê nhà đồng dạng. Cũng may, béo cầu đại lão từ vừa mới bắt đầu thành thói quen loại này sinh tồn phương thức. Tiến vào bên trong về sau, béo cầu đại lão từ trong bảo khố lấy ra một thanh hình rồng binh phù. Hình rồng binh phù bên trên rồng cùng bình thường chân long khác biệt, nó từ hai màu đen trắng tạo thành, đồng thời chỉ có một chân. Đây chính là thứ ba thiên đạo ban văn long thiên đạo còn sót lại tại thế bảo vật, bị béo cầu đại lão thu thập. Mượn nhờ cái này mai hình rồng binh phù lực lượng, lại thêm nó đối bất hủ chi cốt lý giải, nó có thể trong thời gian ngắn dùng mình lực lượng ảnh hưởng đến hiện thế. Vô luận là ai, đối mặt cửu U chúa tể phẫn nộ đi. Béo cầu đại lão nhẫn tâm từ mình hình cầu bên trên phân chia ra một phần nhỏ hóa lỏng thân thể. Sau đó nó lại lấy ra nhiều loại chân quý vật liệu luyện khí. Dung nhập bộ phận này chất lỏng thân thể, bắt đầu trực tiếp tế luyện. Tại béo cầu đại lão cao siêu luyện khí thủ đoạn bên dưới, rất nhanh bộ phận này chất lỏng thân thể liền hóa thành một khối ngụy bất hủ chi cốt hình thức ban đầu, bất quá không có chân chính bất hủ chi cốt nạp điện, chỉ bằng khối này ngụy bất hủ chi cốt hình thức ban đầu, còn không cách nào làm cho béo cầu đại lão phân thân tại hiện thế hành động. Một bước cuối cùng, béo cầu đại lão lại liên tục thi pháp, đem khối này ngụy bất hủ chi cốt dung nhập vào hình rồng binh phù bên trong, hóa hình. Oanh! Trong tay hình rồng binh phù phảng phất sống lại, trên người nó có cùng loại tống thư hàng sương mù bất hủ trạng thái khói đen hiển hiện. Đầu này rồng khói trong hư không dương nanh múa vuốt. Một cái thông hướng hiện thế không gian chi môn mở ra. Rồng khói trực tiếp trốn vào hiện thế, địa cầu vị trí, thẳng tắp phóng tới khối kia hạch tâm chỗ. Bởi vì rồng khói tại hiện thế hoạt động thời gian có hạn, béo cầu đại lão không lãng phí một giây thời gian. Đi lên chính là một đợt giận dỗi. Cùng một thời gian, Bạch Tiền Bối thi triển không gian năng lực, lặng lẽ chui đến hiện thế địa cầu phụ cận. Để cho an toàn, Sở Các Chủ Ngốc Mao, Tạo Hóa Tiên Tử, Da Đen Vũ Nhu Tử, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm toàn bộ bị hắn đưa về đến tống thư hàng hạch tâm thế giới, để các nàng trở lại tống thư hàng bên người. Chỉ có Công Đức Xà Mỹ Nhân, bởi vì tồn tại đặc thù, căn bản không cần lo lắng tử vong loại chuyện này, cho nên nàng bồi tiếp Bạch Tiền Bối cùng một chỗ thám hiểm.
mà lại nếu có vạn nhất, thời khắc mấu chốt, công đức xà mỹ nhân còn có thể vì bạch tiền bối tranh thủ đến bỏ chạy thời gian. Dù sao nàng coi như bạo, cũng có thể trên người Tống Thư Hàng phục sinh. Bạch tiền bối cùng công đức xà mỹ nhân cẩn thận từng ly từng tí độn hiệt, bạch tiền bối trên thân còn hất lên một đầu cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, ẩn tàng tự thân khí tức. Vừa mới hiện thân, hắn cùng công đức xà mỹ nhân liền rất nhanh liền cảm ứng được Tống Thư Hàng trong miệng thiên đạo di thuế chỗ vị trí. Vận khí không tệ, vừa ra tới đã tìm được mục tiêu. Bạch tiền bối truyền âm nói. Trong vũ trụ, một cái cự đại thể lỏng quả cầu kim loại, đang không ngừng bành trướng. Nhìn tựa như là phim khoa học viễn tưởng bên trong loại kia nhân tạo tinh cầu căn cứ. Cùng Tống Thư Hàng đoán đồng dạng, cái này to lớn thể lỏng quả cầu kim loại hiển nhiên nhận lấy hạn chế, bị khốn ở nguyên địa không cách nào động đậy. Như vậy, muốn làm sao thăm dò một chút nó tương đối tốt. Bạch tiền bối thầm nghĩ. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, chỉ mình nàng bất tử thuộc tính, hiển nhiên rất thích hợp làm loại này chuyện nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, đột nhiên ở trong vũ trụ có một đạo không gian chi môn mở ra. Cái này không gian chi môn đối diện, tràn đầy kinh khủng cửu u khí tức. Từ đó có một đầu khói mù cự long gầm thét vọt ra xem ra, nó là hướng về phía trong vũ trụ to lớn béo cầu đi. Bạch tiền bối vội vàng dùng cái chăn đem mình một mực bao khỏa. Thật tốt, vừa nghĩ tới có thể hay không thăm dò một chút cái này thiên đạo di thuế, không nghĩ tới lập tức liền có cái gì thay thế ta tới thăm dò. Bạch tiền bối nhỏ giọng nói. Oanh! Sương mù cự long mãng hung ác, đối mặt hình thể so với mình phải lớn tầm vài vòng hình cầu, nhưng căn bản không có tránh né, mà là một đầu đụng vào. Trong vũ trụ, to lớn thiên đạo di thuế cầu không cách nào tránh né thậm chí không cách nào phản kháng. Nó chính nhận hiện thế thiên đạo quy tắc áp chế, không thể động đậy. Trạng thái này bên dưới, đại biểu cho cửu u chúa tể một kích toàn lực sương mù cự long, trực tiếp đem to lớn thiên đạo di thuế cầu đụng thành vỡ nát. Thiên đạo di thuế cầu bị đụng thành vô số giọt nước, khuếch tán ở trong vũ trụ. Trong đó, có một con giày thể thao cùng một viên hạch tâm, từ bạo thể thiên đạo di thuế cầu bên trong rơi ra. Không hổ là thần khí giày thể thao, tại sương mù va chạm hạ vậy mà vẫn còn tồn tại. Thiên đạo di thuế cầu liều mạng thôi động phương diện tinh thần xung kích, quấy nhiễu con kia sương mù cự long, đây là nó trước mắt duy nhất đối làm chống cự thủ đoạn. Nhưng con kia rồng khói căn bản không thần xung kích. Nó quấn lấy giày thể thao cùng hạch tâm, trực tiếp bắn ngược cái kia tinh thần quấy nhiễu. Phi, thi thể đồng dạng tồn tại, cũng dám cướp ta hạch tâm, còn dám đối ta sử dụng tinh thần xung kích, muốn chết. Rồng khói trong miệng phát ra khinh thường thanh âm. Dứt lời, rồng khói cuốn lên hạch tâm cùng giày thể thao, thân hình nhất chuyển, trở về cái kia không gian chi môn. Xì 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 bị khói thành giọt mưa thiên đạo di thuế cầu phát ra lo lắng tiếng kêu gọi. Trong đó có một bộ phận giọt nước rốt cục tránh thoát trói buộc, không chút do dự hướng phía rồng khói truy kích đi qua. Tại một trận hoa lửa bên trong, thông hướng cửu u thế giới không gian chi môn quan bế. Bạch tiền bối quấn tại cái chăn bên trong, nhìn qua bồng bềnh ở trong vũ trụ thiên đạo di thuế cầu giọt nước. Kết thúc, bạch tiền bối nhỏ giọng nói. Công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Từ rồng khói đột nhiên va chạm, thiên đạo di thuế cầu bị bạo thể. Rồng khói cuốn đi giày thể thao cùng hạch tâm, sau đó rồng khói cùng thiên đạo di thuế cầu song phương thời gian ngắn tinh thần giao phong, biến hóa nhanh đến khiến người vô pháp phản ứng. Trong vũ trụ, thiên đạo di thuế cầu bị phanh thây thân thể, như là vô số giọt nước, yên lặng nổi trôi. Nhưng nó cũng không có bị triệt để hủy diệt, mỗi một giọt giọt nước đều còn tại hoạt động. Bất quá, trong thời gian ngắn không có muốn tụ hợp hiện tượng. Bạch tiền bối nhìn qua những này giọt nước, đây là cái nghiên cứu thiên đạo di thuế cầu cấu tạo cơ hội tốt. Muốn hóa giải thiên đạo di thuế cầu cho hiện thế mang tới nguy cơ, liền cần trước giải nó cấu tạo, nhìn xem có phương pháp gì có thể cho nó tạo thành tổn thương, hoặc là đưa nó phong ấn. Thế là bạch tiền bối lấy ra mấy cái hộp ngọc, góp nhặt hơn 10 giọt thiên đạo di thuế cầu thân thể, lại đem hộp ngọc tầng tầng phong ấn. Lúc đầu hắn còn muốn lại nhiều thu thập một chút. Dù sao tản mát ở trong vũ trụ thiên đạo di thuế cầu giọt nước số lượng rất nhiều. Chỉ là làm hắn nghĩ thu thập càng nhiều thiên đạo di thuế cầu lúc, lại kích thích còn lại thiên đạo di thuế cầu giọt nước, bọn chúng bắt đầu bạo động bắt đầu, muốn mạnh mẽ tập hợp. Bạch tiền bối đành phải mang theo công đức xà mỹ nhân lui lại. Một mực khi hắn rời khỏi đầy đủ xa xôi khoảng cách về sau, thiên đạo di thuế cầu giọt nước mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đáng tiếc, bạch tiền bối nói khẽ. Nếu như giọt nước không có nhạy cảm như vậy,
hắn có thể dùng duy nhất một lần phi kiếm đem tất cả giọt nước đưa đến khác biệt vị trí đi, đưa chúng nó triệt để đánh tan, hẳn là kéo dài một chút thời gian. Bên cạnh công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt. Thiên đạo di thuế xem xét liền là phi thường nguy hiểm đồ vật, không thích hợp trở thành cất giữ bảo vật a. Ta cảm giác thứ này rất thú vị, có lẽ có thể từ trên người nó nghiên cứu ra tin tức hữu dụng. Mà lại, chúng ta muốn giải quyết thiên đạo di thuế cầu mang tới nguy cơ, liền nhất định phải nghiên cứu nó cấu tạo, nhìn xem có cái gì phương án, có thể đem nó chôn vùi hoặc phong ấn. Chỉ có đưa nó giải quyết, mới có thể từ căn nguyên bên trên giải trừ hiện thế nguy cơ. Bạch tiền bối trả lời. Công đức xà mỹ nhân yên lặng gật đầu, bị bạch tiền bối mưu tính sâu xa dày vò. Bất quá, thứ này cũng rất nguy hiểm. Theo Tống Thư Hằng nói, thứ này đại biểu cho thế giới sụp đổ bắt đầu, vô luận đưa nó đưa đến cái nào thế giới vị diện, đều có thể cho thế giới mang đến tai nạn. Bạch tiền bối nói, thứ này tại không có nghiên cứu triệt để trước, không thể phóng tới Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới, miễn cho gây nên hạch tâm thế giới sụp đổ. Như vậy, thích hợp bảo tồn vị trí của nó, liền chỉ có một nơi tốt. Bạch tiền bối lấy ra một cây bá tống nhánh cây trẻ thành duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, sau đó hắn đem 6 con hộp ngọc phóng tới kiếm gỗ bay, đưa tay kết động kiếm quyết, đưa nó đưa vào đến một cái khác thiên đạo phòng tối bên trong. Trực giác nói cho bạch tiền bối, cái này thiên đạo di thuế cầu thân thể, đối với hắn tạo thần kế hoạch có sự giúp đỡ to lớn. Đến lúc đó, hắn sẽ lại cho một nhóm nghiên cứu hình pháp khí, vật liệu đến cái này thiên đạo phòng tối bên trong. Thành thần, tạo thần nghiên cứu, ngay tại thiên đạo phòng tối bên trong tiến hành. Đương nhiên, trứng gà không thể đặt ở một cái rổ bên trong. Còn lại 3 con hộp ngọc, bị bạch tiền bối đưa vào đến vũ trụ chỗ sâu, mang đến không người ở lại trên hành tinh. Theo Tống Thư Hằng trước đó miêu tả, thiên đạo di thuế cầu là tiến vào hiện thế về sau, mới bị hạn chế, không cách nào động đậy. Vạn nhất bị đưa vào thiên đạo phòng tối về sau, nó có thể khôi phục hành động, nghĩ nghiên cứu nó liền không có dễ dàng như vậy. Cho nên, được lưu một phần nhỏ nghiên cứu vật liệu tại hiện thế, để phòng không sẵn sàng. Giải quyết, chúng ta rút lui trước. Bạch tiền bối nói xong, lại tại mảnh này vũ trụ âm thầm lưu lại một thanh duy nhất một lần phi kiếm. Chuôi này duy nhất một lần trên phi kiếm vẽ lấy con mắt đồ án. Tác dụng của nó là giám thị. Thông qua thanh phi kiếm này, có thể tùy thời trưởng khống trong vũ trụ thiên đạo di thuế thân thể động tĩnh. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, nàng đưa tay tại mình trong hốc mắt một móc, đồng dạng âm thầm lưu lại một con ánh mắt của mình có con mắt này tại, nàng có thể trực tiếp hướng Tống Thư Hằng truyền lại trong vũ trụ hình tượng. Đi, bạch tiền bối mang theo công đức xà mỹ nhân, lặng lẽ rời đi. Rời đi vũ trụ vị trí về sau, bạch tiền bối lấy điện thoại di động ra, đem vừa rồi phát sinh một màn, đơn giản cùng quần bên trong đạo hữu miêu tả một lần. Từ cửu u thế giới có rồng khó hiển hiện, công kích cái này thiên chi di thuế. Cửu u thế giới cùng thiên chi di thuế có thù, Bắc Hà tán nhân nghi ngờ nói. Cái này thiên chi di thuế có thể tiêu diệt hoặc phong ấn. Linh Điệp Thánh Quân hỏi. Có hay không biện pháp giải quyết cái này thiên chi di thuế? Thất Tu Thánh Quân đồng thời hỏi. A Bạch, ta góp nhặt vài giọt di thuế, phân biệt an trí tại phòng tối thế giới cùng hiện thế. Có hay không đạo hữu cùng ta cùng nhau nghiên cứu cái này di thuế? Thất Tu Thánh Quân, ta tới đi. Tính ta một người, Linh Điệp Thánh Quân nói. Ta nghĩ ta hẳn là có thể giúp một tay, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử nói. A Bạch, ta đi đón các ngươi. Đã lâu cùng đoàn người cùng một chỗ làm nghiên cứu, Bạch tiền bối tâm tình rất không tệ. Cửu U Thế Giới. Sông khói thuận lợi trở về, nó thành công đem hạch tâm mang về, đồng thời còn mang về một con giày thể thao. Béo cầu chúa tể duỗi ra một con thể lỏng bàn tay, đem rồng khói tiếp được. Hạch tâm, giày thể thao cùng viên kia hình rồng binh phù rơi vào nó bàn tay. Giày này là cái quỷ gì? Béo cầu đại lão không chút do dự đem giày thể thao ném tới một bên. Ngay sau đó, bám vào hình rồng binh phù cái kia sợi tinh thần lực trở về, đem vừa rồi phát sinh ký ức mang về cho béo cầu. Thông qua cái này sợi trở về tinh thần lực, béo cầu nhìn đến rồng khói xông vào hiện thế vũ trụ. Sau đó, rồng khói đánh tới một cái cự đại, thể lỏng quả cầu kim loại. Béo cầu đại lão, ta thấy được cái gì? Bồng bềnh ở trong vũ trụ cái này to lớn hình cầu sinh vật. Cái này tạo hình, không phải ta sao? Đây là tình huống như thế nào? Bạch U U cái này đáng giết ngàn đao, lại đã làm gì? Chờ đã, chờ chút, béo cầu đại lão kêu. Oanh! Trở về trong trí nhớ,
dòng khói lập tức đem trong vũ trụ thể lỏng quả cầu kim loại đụng thành vỡ nát. Nát phi thường triệt để. Béo cầu đại lão lập tức cảm giác thân thể, ẩn ẩn có rút đau đớn bắt đầu. Cái này trong vũ trụ thể lỏng quả cầu kim loại đến cùng là thứ đồ gì? Trở về ký ức tiếp tục triển khai. Tại đụng nát trong vũ trụ thể lỏng quả cầu kim loại về sau, dòng khói lại cùng đối phương tiến hành ngắn ngủi tinh thần đối kháng. Mà chính là cái này một đợt tinh thần đối kháng, để béo cầu đại lão nháy mắt xác định thân phận của đối phương. Thiên đạo di thuế. Chỉ có thiên đạo biến mất, thiên đạo pháp tắc biến mất thời điểm, loại quái vật này mới có thể xuất hiện. Nhật, béo cầu đại lão tâm tính đều băng. Bản thể chết rồi. Nhìn tính vạn tính, nó làm sao cũng không nghĩ tới bản thể của nó sẽ tại cái này thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Thân là thiên đạo bản thể chết rồi, cái kia béo cầu đại lão thân là cửu u chúa tể tự nhiên sẽ đi theo tiêu tán. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày kia. Tóm lại, nếu như nó còn không cách nào tìm tới để cho mình giống bạch u u như thế, tiếp tục chiếm lấy cửu u chúa tể vị trí thủ đoạn, nó liền tùy lúc sẽ tiêu tán không gặp. Tính mạng của nó đã bắt đầu đếm ngược. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, béo cầu đại lão hóa lỏng cánh tay gắt gao nắm lấy hạch tâm cùng hình rồng binh phù, oán hận nói. Rõ ràng chỉ cần lại cho nó một chút thời gian, chỉ cần mấy chục năm, nó liền nghiên cứu liền có thể có thành quả. Nhưng là bản thể thậm chí ngay cả điểm ấy thời gian đều chống đỡ không đến. Tất tất bạch u u, béo cầu đại lão trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Hoa! Lúc này, trong hư không đột nhiên lại có ít giọt giọt nước hướng nó đánh tới. Là bị dòng khói đụng nát thiên đạo di thuế thân thể giọt nước. Những này giọt nước đánh tới về sau, chia binh hai đường. Một bộ phận hướng phía béo cầu đại lão trong tay hạch tâm đánh tới, một bộ phận khác lại hướng phía trên mặt đất con kia giày thể thao đánh tới. Khi ngươi còn sống, liền chưa từng đã cho ta trợ giúp. Chết thời điểm, còn muốn cho ta chế tạo phiền phức. Béo cầu đại lão cả giận nói. Nó đưa tay một nắm, đem vào tới nó trong tay hạch tâm thiên đạo di thuế giọt nước nắm chặt. Một cái là thiên đạo nửa người cửu u chúa tể, một cái khác là thiên đạo trên tinh thần thi thể thiên đạo di thuế. Tại cái này phong cao nguyệt hắc ban đêm, cả hai cứ như vậy gặp nhau. Sau một khắc, thiên đạo di thuế cầu biến thành giọt nước, liền bị béo cầu chúa tể thôn phệ. Cùng là thể lỏng kim loại kết cấu, cả hai mặc dù có chút khác nhau, nhưng đụng vào nhau, liền trực tiếp hỗn đến cùng một chỗ. Thiên đạo di thuế cầu giọt nước bị béo cầu chúa tể thân thể bao khỏa, bị lần nữa chia cắt, phân tán đến béo cầu đại lão thân thể mỗi một bộ phận. A, béo cầu đại lão hơi sững sờ. Thiên đạo di thuế, vậy mà có thể bị nó dung hợp. Như vậy, nếu như ta đem chọn chỉ thiên đạo di thuế toàn bộ nuốt ăn, sẽ có hiệu quả gì? Ý nghĩ này, nổi lên béo cầu đại lão trong lòng. Đã trải qua cảm giác mình lúc nào cũng có thể muốn chết béo cầu đại lão, ở vào cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trạng thái cho nên, mặc kệ có tác dụng hay không, chỉ cần cảm giác có hy vọng phương thức, nó đều muốn thử một chút. Vậy liền thử một chút, mặc dù là thi thể đồng dạng đồ vật, nhưng lúc này ta còn có cái gì tốt ăn kiêng? Béo cầu đại lão nói khẽ. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về giày thể thao vị trí giọt nước. Nhưng cái kia mấy giọt thiên đạo di thuế cầu đã trải qua rời lên giày thể thao, sử dụng không gian lực lượng, chuẩn bị bỏ chạy. Trốn chỗ nào, béo cầu đại lão đưa tay đối giày thể thao bên trên giọt nước khẽ hấp. Đồng thời, giọt nước không gian truyền tống mở ra. 3. Có một bộ phận giọt nước bị béo cầu đại lão hút nhiếp qua. Nhưng tựa hồ còn có một tia giọt nước bám vào giày thể thao bên trên, theo không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa. Béo cầu đại lão, con kia giày thể thao, đối với thiên đạo di thuế cầu đến nói, tựa hồ có ý nghĩa phi phàm. Là nó trọng yếu người lưu lại vật phẩm sao? Con kia giày thể thao bên trên khí tức, tựa hồ rất quen thuộc. Đó là ai hương vị? Hẳn là ta tiếp xúc qua, mà lại giày thể thao thứ này. Hẳn là trước đó không lâu mượn nhờ bất hủ chi cốt đi hiện thế lúc tiếp xúc đến. Nói cách khác, là hắn đồ vật, béo cầu đại lão hơi suy nghĩ một chút, liền suy đoán ra đáp án. Hắn tiếp xúc qua nhân loại, xuyên giày thể thao mà không phải pháp khí giày nhân loại. Là cái kia giống như bạch u u đáng chết bá tống. Gần nhất có thể cho nó lưu lại khắc sâu ấn tượng nhân loại trừ bá tống bên ngoài, không có cái khác. Cái này cấn tay tiểu côn trùng, con chuột nhỏ. Nhưng là vì cái gì thiên đạo di thuế cầu phải giống như bảo vật đồng dạng trông coi bá tống giày? Quả nhiên là thi thể đồng dạng đồ vật, thích đồ vật cũng làm ta chán ghét. Béo cầu đại lão trầm giọng nói.
Dạng này thiên đạo di thuế không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa, cho nên liền từ nó đem thiên đạo di thuế ăn đi. Ta cần phải đi một chuyến hiện thế, trực tiếp đem chọn chỉ thiên đạo di thuế cầu cho nuốt mất. Béo cầu đại lão nhìn qua trong tay hình rồng binh phù. Vì có thể lừa qua thiên cơ, để cho mình toàn bộ thân thể trực tiếp lén qua tiến vào hiện thế, nó cần tăng lên một chút hình rồng binh phù uy năng. Béo cầu đại lão đứng dậy tiến vào bảo khố chỗ sâu. Nơi đó cất giấu nó luyện khí trận. Nó cần đối hình rồng binh phù làm toàn phương diện tăng lên, ưu hóa. Một bên khác, Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra. Hắn không nghĩ tới An Chi Ma Quân vậy mà so với trong tưởng tượng muốn thành thật hơn nhiều. Lúc trước hắn giảng đều là lời nói thật. Vô Cực Ma Tông chân chính tổng bộ, An Chi Ma Quân cũng không rõ ràng. Nó biết đến tổng bộ nhưng thật ra là từ Vô Cực Ma Tông 20 tòa ngọn núi tạo thành khu vực tổng đà. Mặc dù không phải tổng bộ cảm giác có chút tiếc nuối, bất quá khu vực tổng đà cũng tốt, xâm nhập độ khó so tổng bộ muốn thấp rất nhiều. Cũng thuận tiện ta đem thiên đạo di thuế cầu hấp dẫn tới. Tống Thư Hàng xoa cằm thầm nghĩ. Như vậy, không bằng thừa dịp thiên đạo di thuế cầu còn không có giáng lâm trước đó, trước đuổi tới Vô Cực Ma Tông khu vực tổng đà. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đột nhiên có một cái không gian chi môn xuất hiện tại hắn phía trước cách đó không xa. Tống Thư Hàng vô ý thức lui về sau một bước, mở ra mình hạch tâm thế giới, sau đó đem nửa người chui vào đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Mỗi lần gặp gỡ đột nhiên giáng lâm đến trước mặt hắn không gian chi môn, cơ hồ đều không có chuyện tốt lành gì. Từ không gian chi môn bên trong ra chỉ ít đều là kiếp tiên cấp cường giả. Tống Thư Hàng không thể không phòng. Trước mắt không gian chi môn nhìn qua có chút ít, chuyển đổi một chút, từ không gian chi môn bên trong ra cường giả thể tích, hẹn tương đương 5 con hamster hào tập hợp thể lớn nhỏ. Hoa! Không gian chi môn bên trong có cái gì bắn ra tới? Một con lóe ra thất thải thần khí bảo quang dày thể thao từ không gian chi môn bên trong phun ra, vọt tới Tống Thư Hàng. A, cùng ta cùng khoản dày. Tống Thư Hàng đưa tay đem cái này dày thể thao tiếp được. Cái này bóng rổ dày là hắn rất thích mặc kiểu dáng. Chờ chút, đây chính là dày của ta a. Tống Thư Hàng tiếp được cái này dày về sau, đột nhiên từ trên đó cảm ứng được thuộc về mình khí tức. Hắn giơ cao lên dày nhìn qua lập lòe tỏa sáng, thần khí quang trạch dày. Tống Thư Hàng xa vào đến trong trầm tư. Vì cái gì ta dày lại biến thành bộ dáng này? Tốt lóa mắt. Dẫn đến hắn cũng không dám thừa nhận dày này là mình đồ vật. Nhớ kỹ cái này dày, hẳn là rơi vào thiên đạo di thuế cầu nơi đó a. Tống Thư Hàng suy tư nói. Vì cái gì nó lại đột nhiên từ không gian chi môn bên trong ra, trở về đến trong tay của hắn? Chẳng lẽ là cái này dày thành pháp khí, ra đời dày linh? Tống Thư Hàng vừa nghĩ. Một bên đưa tay đặt tại giày bên trên, thi triển giám định bí pháp. Tại một trận không phải rất đau đớn, cùng một đạo phổ thông 1 cm sâu thương thế làm đại giá về sau, giám định kết quả phản hồi đến Tống Thư Hàng não hải. Ba Tống Huyền Thánh giày chiến chân trái nguyên bản phổ thông giày, trải qua thiên đạo di thuế cầu không ngừng cường hóa, như đã trải qua thăng cấp làm giày chơi bóng phẩm chất. Giày chiến bên trong bám vào một sợi thiên đạo di thuế nhục thân. Ngươi vì cái gì không thử đưa nó luyện hóa đến giày chiến bên trong? Quỷ mới muốn đem thiên đạo di thuế luyện hóa đến giày bên trong đi a. À? Thật muốn đem cái này giày luyện hóa lời nói, giày này muốn kêu cái gì? Bá Tống dưới chân dẫm lên thiên đạo thi thể. Danh tự này quá phách lối, mà lại mệnh cách không đủ cứng rắn lời nói xuyên sợ giảm thọ. Càng quan trọng hơn là, giày chỉ có một con chân trái cái này khiến có chút ép buộc chứng hắn rất khó chịu. Nghĩ nghĩ về sau. Tống Thư Hàng lấy ra một tấc thu nhỏ túi, đem giày chứa vào trong đó. Sau đó ý đồ đưa nó chứa vào đến vòng tay pháp khí bên trong. Nhưng là, bổ sung lấy một sợi thiên đạo di thuế giày, lại không cách nào nhét vào vòng tay pháp khí bên trong. Mà Tống Thư Hàng lại không muốn đem nó trang đến hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới đối với hắn phi thường trọng yếu, là hắn bí mật lớn nhất một trong. Nếu như đem giày này đưa vào đến hạch tâm thế giới. Vạn nhất bị thiên đạo di thuế thuận dây leo sờ bò, khóa chặt hạch tâm thế giới, liền phiền toái. Chẳng lẽ cứ như vậy treo trên thân? Đưa nó đưa đến tà liên thế giới tới. Đột nhiên, bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. A, à, Tống Thư Hàng sững sờ. Bạch tiền bối không phải bảo hôm nay đều không để ý hắn sao? Bây giờ cách đêm khuya rạng sáng còn có chút thời gian, tại sao lại chủ động liên hệ mình? Bạch tiền bối là cái ngạo kiều sao? Đương nhiên,
Ý nghĩ này Tống Thư Hàng thậm chí cũng không dám qua đầu óc, tại vừa hiện hiện thời điểm liền đem nó ép đến sâu trong đáy lòng. Bởi vì một khi ý nghĩ qua đầu óc, liền rất có thể sẽ bị Bạch Tiền Bối đọc đến. Bạch Tiền Bối đối cái này dày có hứng thú. Tống Thư Hàng trong đầu chứng chạc đàng hoàng hỏi. Bạch Tiền Bối, ta đối với ngươi trên giày cái kia sợi thiên đạo di thuế có hứng thú, đừng nói nhảm, đưa nó đưa đến tả liên thế giới bên trong tới. Tuân lệnh, Tống Thư Hàng trốn vào hạch tâm thế giới, đi vào tả liên thế giới. Tả liên thế giới, béo cầu kim loại trong hang ổ. Bạch Tiền Bối bản thể, chính ghé vào phòng ấn trụ đỉnh. Phòng ấn trụ bên trong, Bạch Tiền Bối nghiên cứu khoa học phân thân an tĩnh đang đọc sách, một cái tay khác còn tại tính toán cái gì. Dù cho ở vào phong ấn trạng thái, Bạch Tiền Bối nghiên cứu khoa học phân thân vẫn như cũ cần cù tài giỏi. Tống Thư Hàng nhìn về phía phong ấn trụ đỉnh. Bạch Tiền Bối đây là muốn làm gì? Nghĩ nghĩ sau. Chẳng lẽ là cây cột đỉnh ngủ dậy đến tương đối dễ chịu? Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Ta cũng không phải miêu yêu, làm sao lại cảm giác cây cột đỉnh sẽ dễ chịu? Bạch Tiền Bối bản thể liếc mắt nói, ta chỉ là tại thử nghiệm đối phong ấn trụ sử dụng dưỡng đao thuật. Nhìn xem nó có thể hay không cho ta mở cửa. Kết quả soát cả ngày, cái dám dùng đều không có. Tống Thư Hàng, ta dưỡng đao thuật trên lý luận đến nói cùng ngươi không có khác nhau, dựa vào cái gì phong ấn trụ không ăn ta dưỡng đao thuật. Bạch Tiền Bối bất mãn nói. Tống Thư Hàng tiến lên, đem bá tống giày chiến đưa cho Bạch Tiền Bối, sau đó đưa tay đặt tại phong ấn trụ bên trên, ngay cả soát tầm 10 phát dưỡng đao thuật. Phong ấn trụ lập tức biến càng thêm sáng lên. Quang mang sáng lạn. Cái này chói mắt thất thải quang mang, quả thực có thể so với Tống Thư Hàng soát suốt cả đêm hiệu quả. Bạch Tiền Bối khí dùng sức cuồng đập phòng ấn trụ. Đồng thời, Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng phòng ấn trụ hảo cảm giá trị, lập tức tăng vọt mảng lớn. Tựa hồ, giống như, Bạch Tiền Bối soát mới vừa buổi sáng dưỡng đao thuật, hảo cảm giá trị đều thuộc về đến trên người hắn. Cho nên chỉ là 10 phát dưỡng đao thuật hiệu quả liền sánh được suốt cả đêm. Tống Thư Hàng yên lặng thu hồi thủ trưởng. Chuyện này vẫn là đừng nói cho Bạch Tiền Bối tương đối tốt. Miễn cho mình hôm nay liền dùng tới cửu u thế giới phục sinh đại trận. Cái này dày, là ngươi đúng không? Phòng ấn trụ bên trên Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Xem ra, thiên đạo di thuế cầu chính là dùng cái này dày đưa ngươi tỏa định. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, hiện tại cái này dày đến tay ta. Như vậy nó liền không cách nào lại viễn trình khóa chặt cùng quấy nhiễu ngươi. Ngươi vận khí không tệ, xem như giải quyết một cái hậu hoạn. Tống Thư Hàng. Chờ chút, không có cái này dày, thiên đạo di thuế cầu không cách nào khóa chặt hắn. Vậy hắn muốn dùng tự thân vì tọa độ đem thiên đạo di thuế cầu hấp dẫn đến vô cực ma tông kế hoạch, chẳng phải phá sản sao? Kế hoạch của hắn, lại chết từ trong trứng nước rồi. Xem ngươi biểu lộ thật đáng tiếc dáng vẻ. Ngươi nghĩ đối thiên đạo di thuế cầu làm cái gì? Bạch Tiền Bối ngồi quỳ chân tại phong ấn trụ bên trên, dò hỏi. Không có việc gì, dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta khống chế không nổi, không cẩn thận liền lãng quá mức chết mất. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Nguyên bản ngay tại nhai quả hamster hào giật nảy cả mình, trong tay quả đều mất. Nó nhanh chóng chạy đến Bạch Tiền Bối bên tai, nhỏ giọng nói, ta chủ, bá Tống Hào có phải là bị đoạt xá rồi? Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối, trừ chính diện đối bên ngoài, còn có cái gì phương án đối phó thiên đạo di thuế cầu sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu dò hỏi. Chờ ngươi chí ít đạt tới kiếp tiên cảnh giới về sau, lại phiền não vấn đề này đi. Bạch Tiền Bối lung lay bá tống giải chiến, bất quá liên quan thiên đạo di thuế nhược điểm, ta ngược lại là có thể thoáng nghiên cứu một chút. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn béo cầu hang ổ trần nhà, tự lẩm bẩm, nếu là... Hiện thế bên ngoài cái kia thiên đạo di thuế cầu đột nhiên bị người oanh diệt liền tốt. Nói, khóe mắt của hắn không ngừng liếc về phía Bạch Tiền Bối. Ngươi chớ hy vọng ta đi làm việc này. Bạch Tiền Bối híp mắt cười nói, nghĩ cùng đừng nghĩ. Tống Thư Hàng khô khốc một hồi cười. Ngươi đã lớn lên, bây giờ đã là thất phẩm tôn giả, không cần sự tình gì đều muốn dựa vào lấy Tiền Bối đi giải quyết. Ngươi hẳn là muốn lấy mình đi giải quyết vấn đề. Bạch Tiền Bối ngáp một cái. Nhưng là viện binh không phải cũng là giải quyết vấn đề một loại đường tắt sao? Tống Thư Hàng trả lời. Lăn Bạch Tiền Bối cả giận nói. Hamster Hào, Kít. Kỳ thật, trong lòng ta có một cái phương án, chính là cần một quãng thời gian. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, dứt lời, hắn đưa tay đặt tại phong ấn trụ bên trên, mãnh soát mười mấy phát dưỡng đao thuật.
hy vọng mình cùng phong ấn trụ ở giữa độ thiện cảm, tăng lên càng nhanh một chút. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm ở giữa, hiện thế trong vũ trụ thiên đạo di thuế cầu giọt nước, rốt cục bắt đầu dung hợp được. Giải bốn phía hình giọt nước thân thể hướng trung ương tụ lại. Thiên đạo pháp tắc đối thiên đạo di thuế cầu áp chế hiệu quả bắt đầu giảm xuống. Bạch tiền bối lưu tại nguyên địa duy nhất một lần phi kiếm giám thị đến màn này, ngay lập tức đem hình tượng truyền lại trở về. Cùng một thời gian, đã trải qua đến vô cực ma tông phụ cận Tống Thư Hàng, lặng lẽ tìm cái địa phương đâm cái mắt. Coi như không cách nào đem thiên đạo di thuế hấp dẫn tới, nhưng ở vô cực ma tông bên cạnh cắm cái mắt không có chỗ xấu. Đúng lúc này, từ công đức xà mỹ nhân cái kia có hình tượng truyền tới. Là hiện thế, trong vũ trụ cảnh tượng, thiên đạo di thuế cầu vỡ vụn thân thể bắt đầu ngưng tụ. Nhìn thấy hình tượng này về sau, Tống Thư Hàng ra đầu phát chướng. Tống Thư Hàng cảm giác được ra đầu đều phát chướng. Thế là, tóc của hắn hóa thành 20 con bàn tay nhỏ, dùng các loại cương nhu tịnh tể cường độ, gãi ra đầu của hắn, làm dịu áp lực của hắn. Làm gì đâu, dùng biện đao. Khống pháp thuật trước đó, trước cho ta đề tỉnh một câu a. Sở các chủ ngốc mau bất mãn nói.